Bác sĩ thiên tài, Tần Lạc. Tập 71. Chương 1284, nhập si. Khí huyết giống như là nước bị nấu lên, chạy tán loạn trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác được phổi của mình cực nóng, trong miệng cũng có vị máu tươi. Thân thể càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng khó chịu. Quần áo dính sát trên người, hận không thể xé toang nó để người trần truồng. Trái tim đập kịch liệt, màng nhĩ chấn thình thình đến đau nhức. Bết bát chính là, đầu của hắn cũng bắt đầu trở nên mông lung, hỗn loạn không chịu nổi, tìm không ra cảnh giới nhập thần, cũng không có cách gì mở mắt ra, dù đãng giữa nửa mê nửa tỉnh, sống không bằng chết. Vẻ mặt Tần Lạc trở nên dữ tợn, điều này làm cho Cố Bách Hiền, Lý Nhân, Tiểu Linh phiên dịch, Hoen Cơ Vang Phui nữ tóc vàng đứng xem sợ hãi. A miệng của phụ nữ tóc vàng mở to, sải bước chạy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Cố Bách Hiền sốt ruột nói. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tần Lạc đây là làm sao vậy? Lý Nhân định tiến lên túm Tần Lạc một phen, bị Cố Bách Hiền ngăn lại. Đừng động hắn nhập si rồi. Nhập si, Lý Nhân khó hiểu hỏi. Anh chưa từng đọc Mộng Đàm Kỳ Kỹ Y Khách Kim Lăng đời Thanh viết sao? Sắc mặt Cố Bách Hiền ngưng trọng nói. Trong sách từng ghi tình huống như thế. Nói hễ là người chuyên chú tất tâm thần đều đủ, tâm có, thần có thể nhập thần. Nếu tâm thần đồng thời thất thủ, sẽ nhập si phát ra bệnh trạng có 102 như Tần Lạc lúc này. Vậy làm sao giải? Lý Nhân vội la lên. Có cần tôi ghim cho hắn một châm không? Không giải được, Cố Bách Hiền nói, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Sau đó, hắn xoay người nói với Tiểu Linh, Tiểu Linh, cô đi tìm một chén nước lạnh, không, một bình. Từ trong trạng thái nhập si trở lại, thân thể cần bổ sung rất nhiều nước. Nếu không, thân thể của hắn sẽ bị đốt lên. Được, Tiểu Linh sải bước chạy ra ngoài, cô nàng mang theo một bình nước khoáng lớn đi vào, hỏi, thầy Cố, nếu anh Tần không có cách nào từ trong trạng thái nhập si trở về vậy thì sẽ thế nào? Nếu về không được, vẻ mặt Cố Bách Hiền so với khóc còn khó coi hơn. Liền thành kẻ ngốc. Ngốc, Lý Nhân cùng Tiểu Linh đều mộng. Tần Lạc biến thành ngốc, điều này sao có thể? Cho dù như thế nào, bọn họ cũng không có cách gì tiếp nhận sự thực như vậy. Một người tốt như vậy, một người ưu tú như vậy, bởi vì xem bệnh cho người ta lại khiến mình biến thành ngốc, đây không phải hại thân sao? Hoen cũng gấp, lão phát hiện sự dị thường của Tần Lạc, lại thấy sắc mặt đám người Cố Bách Hiền, Lý Nhân không ổn, nhưng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần làm sao vậy? Hắn sẽ không có việc gì chứ? À, Thượng Đế, hắn nhất định không có việc gì đúng không? Các người nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là dạng tình huống gì? Tôi thấy vẻ mặt Tần rất thống khổ. Một mình lão ở đó nói một mạch, nhưng không có ai đáp lại. Mà ngay cả Tiểu Linh đảm nhiệm phiên dịch viên lúc này cũng không còn tâm tình giải thích cho lão. Hơn nữa, nàng cũng chỉ cái hiểu cái không. Có cần mời chị Lâm tới đây không? Tiểu Linh hỏi. Đợi chút đã, Cố Bách Hiền ngăn cản. Hắn biết Lâm Hoán Khê đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này nàng không ra cửa chính, một mực ở trong phòng của mình. Bây giờ lại chạy đi nói cho nàng biết Tần Lạc cũng đã xảy ra chuyện, đây không phải là bức người ta vào chỗ chết sao? Tôi tin tưởng Tần Lạc có thể vượt qua, Cố Bách Hiền nói, hắn là người có phúc. Phải đó, Lý Nhân vô cùng lo lắng gật đầu, sau đó lại bổ sung một câu, chỉ hy vọng như thế. Tần Lạc vẫn bảo trì thanh tỉnh, hay là nói, hắn vẫn duy trì một bộ phận thanh tỉnh. Hắn biết tình huống mình bây giờ rất nguy hiểm, hắn rất muốn thay đổi. Nhưng mà, tay của hắn không thể động, mắt không thể mở, toàn thân mềm nhũn, giống như là liên tục nhịn mấy đêm vừa mới ngủ lại bị người ta đánh thức. Hắn cảm giác mình cực mệt mỏi, rất muốn nằm trên đất như vậy mà ngủ say một giấc. Nhưng mà, hắn biết như vậy thì không được. Hắn là bác sĩ, hắn đang chữa bệnh. Hơn nữa, hắn không biết hậu quả loại trạng thái này là cái gì. Hắn không dám nếm thử dễ dàng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn véo mạnh mình một cái hoặc là tát mình mấy cái bạt tai. Nhưng mà, hắn không làm được. Làm sao bây giờ, Tần Lạc thầm nghĩ. Đột ngột, hắn nghĩ tới sư phụ tiện nghi của mình, nhớ tới lão đạo sĩ. Nhớ tới lão một kiếm bổ đôi con ruồi bay trước mắt, sau đó tự nói với mình đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Đây chính là đạo. Một kiếm phách đạo kia bổ đôi con ruồi, cũng giống như chém Tần Lạc thành hai nửa. Chém thân thể hắn thành hai nửa, cũng chém đầu hắn thành hai nửa. Hắn thoáng cái trở nên thanh tỉnh, nóng rực, thống khổ kia,
khốn cảnh làm cho người ta nửa sống nửa chết kia biến mất không thấy gì nữa. Giống như là từ trong lò lửa nóng bức thoáng cái chuyển sang bãi cỏ gió xuân hoa nở. Trong óc một mảnh thanh minh, cảnh giới nhập thần lần nữa xuất hiện. Ồ! Trước mắt hắn trống trải cực kỳ, lần nữa xuất hiện biển đỏ kia. Hơn nữa, sau khi trải qua đau khổ lần này, hắn phát hiện một chi tiết bị mình xem nhẹ. Lúc trước hắn liên tục dẫn dắt hai luồng khí cơ đi chạm mây đỏ, kết quả toàn bộ bị mây đỏ cắn nuốt, chính mình mất đi khống chế. Bây giờ hắn phát hiện, những khí cơ này cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là trộn chung với đám mây đỏ kia. Giữa bọn chúng có sợi dây gắn kết tinh tế, lại không có cách gì đi điều khiển chúng nó. Vấn đề Tần Lạc gặp phải bây giờ chính là, làm sao sau khi khí cơ tiến vào mây đỏ còn có thể tiếp tục sử dụng chúng nó, sao những mây đỏ này có thể cắn nuốt khí cơ của hắn chứ? Ý thức Tần Lạc đang du đãng ở xung quanh mây đỏ, cũng không xâm nhập dễ dàng. Hắn phải tìm một cửa đột phá, chỉ cần tìm được một cửa đột phá, là có thể xua tan những đám mây đỏ này. Một vòng lại chuyển một vòng, đại não Tần Lạc đang vận chuyển tốc độ cao. Cũng may hắn bây giờ ý thức rõ ràng, không giống vừa nãy ngay cả năng lực tự hỏi vấn đề cũng không có. Đột nhiên, trong đầu Tần Lạc linh quang chợt lóe. Thử một chút xem, Tần Lạc thầm nghĩ. Nếu như thất bại lần này, phải đi nói cho Jackson, nói còn cần trị liệu thêm vài lần, cuối cùng cũng sẽ có một lần thành công chứ. Dù sao Tần Lạc cũng không có nói với hắn lần này nhất định có thể thành công. Vì vậy, Tần Lạc bắt đầu tụ tập khí nguyên dương. Hắn đem khí nguyên dương trong cơ thể xuyên qua ngân châm đẩy từng luồng vào trong đầu bà Mã Thụy, sau đó ném chúng nó vào trong đám mây đỏ. Giống như là ném bao cát vào đê sông lớn, tùy ý những bao cát bị cơn lũ nhấn chìm sạch. Hết lần này tới lần khác, hết lần này tới lần khác. Khí cơ bên trong mây đỏ kia càng ngày càng nhiều, ngổn ngang bừa bộn, lung tung phức tạp. Sau đó chúng nó tự nhiên tụ tập, giống như là muốn giăng một cái mạng nhện ở bên trong mây đỏ. Đúng vậy, mục đích của Tần Lạc chính là muốn tạo ra một cái lưới như vậy. Chỉ cần khí cơ của hắn ở trong mây đỏ có điểm chống đỡ, hắn có thể động thủ thuật với chúng nó thuận lợi. Mạng nhện kia chính là điểm chống đỡ hắn cần. Mặc dù mảnh yếu, nhưng cũng đủ sử dụng. Quả nhiên, khổ công của Tần Lạc không có uổng phí. Khi những khí cơ này dồn lại với nhau, hơn nữa liên hệ với nhau, Tần Lạc liền biết chiến thuật lấp biển của mình đã thành công. Hắn tiếp tục dồn khí cơ vào trong, cho đến khi hình thái mạng nhện kia càng ngày càng rõ ràng, đã mơ hồ hình thành quy mô, hắn ngưng hành động này lại. Hắn nghỉ ngơi chừng 2-3 phút, lại tụ tập một luồng khí cơ tương đối tiến vào. Luồng khí cơ kia một khi tiến vào liền chạy thẳng tới mạng nhện, xoay một vòng ở trên sợi tơ trên mạng nhện, tiến hành làm chúng nó cứng lên. Sau đó, nó lại ở dưới sự khống chế của Tần Lạc, tiến hành trùng kích với mấy khối mây đỏ bị sợi tơ mạng nhện tách ra. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi một lần hắn trùng kích vào, đều sẽ có một sợi tơ đỏ biến mất. Tiếp tục mấy chục lần, khối mây đỏ kia lại bị tách ra sạch. Mạng nhện giống như một khay đỏ thấm. Còn khối khu vực bị tách sạch kia thì là một vùng trắng trong vạn sợi đỏ, thấy được cực kỳ rõ ràng. Thành công, nếu không phải vì bảo trì nội tâm bình thản, Tần Lạc đã nhịn không được muốn hoan hô thành tiếng. Quả nhiên, Thái Ất Thần Châm không gì không làm được. Bởi vì Tần Lạc nhắm mắt lại, cho nên hắn không có biện pháp thấy phản ứng ngoại giới. Nét mặt của hắn từ dữ tợn vặn vẹo cực đoan thống khổ gian nan biến thành thái độ bình tĩnh ôn hòa, khiến đám người Cố Bách Hiền, Lý Nhân, Tiểu Linh một mực lo lắng cho hắn buông tảng đá lớn trong lòng. Thầy Cố, anh Tần có phải thoát ra rồi không? Có phải thoát ra rồi? Tiểu Linh bưng bình nước khoáng lớn bổ sung nước cho Tần Lạc. Vẫn chưa gấp, Cố Bách Hiền liên tục ngăn cản. Đã thoát ra rồi, có điều hắn bây giờ hẳn là tiến vào cảnh giới nhập thần. Chúng ta chờ một chút, đợi đến khi hắn tự thoát ra đi. Cát nhân thiên tướng, Lý Nhân nói lẩm bẩm. Jackson nhận được vợ báo tin vội chạy vào, giọng hỏi gấp, sao thế? Sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Bà Mã Thụy có sao không? Đợi đến khi hắn vào tới trước giường rơ bệnh, liền thấy trên người bà Mã Thụy một vùng đỏ một vùng tím, mà miệng của bà đang nôn ra máu. Máu tươi từng bãi lớn dọc theo khóe miệng chảy ra ngoài, sau đó là mũi, mắt, tai tất cả đều rỉ máu. Chương 1285, có khó khăn tìm sư phụ. Màu máu đỏ sậm, giống như là máu mủ ứ đã lâu. Bà Mã Thụy vốn vừa trắng vừa mập, máu dính ở trên mặt, trên người, liền lộ vẻ ghê người. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Jackson lớn tiếng hét,
hắn quả thật bị dọa sợ rồi. Cho dù là chữa bệnh, cũng không cần khiến máu chảy đầm đìa như vậy chứ. Dừng tay, bảo hắn dừng tay. Lúc nói chuyện, hắn định kéo Tần Lạc từ bên cạnh bà Mã Thụy xuống. Tiểu Linh phản ứng, thoáng cái che ở trước mặt Sắc Sơn, nói, anh không thể động đến hắn. Hắn đang chữa bệnh. Cô Bách Hiền cùng Lý Nhân mặc dù tuổi già, ngay bây giờ cũng tự đứng dậy, ngăn giữa Sắc Sơn cùng Tần Lạc, nói, bây giờ Tần Lạc đang động thủ thuật, không thể gián đoạn giữa chừng, nếu không sẽ thương tổn đến người bệnh. Thật ra cũng sẽ tổn thương tới Tần Lạc, chỉ là cô Bách Hiền sẽ không nói ra lời này. Trừ mấy người bọn họ, những người nước ngoài này sẽ quan tâm tới sự sống chết của Tần Lạc sao? Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch, Sắc Sơn tức giận quát lên, đã thương tổn thành như vậy, còn thương tổn thế nào nữa? Các người tránh ra cho tôi. Sắc Sơn là đội viên chiến đội Hải quân Lục, mặc dù giải ngũ nhiều năm, nhưng cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh. Hắn dùng lực xông tới trước, muốn đẩy Tiểu Linh sang một bên. Tiểu Linh là một cô gái, làm sao có thể đỡ nổi va chạm của Sắc Sơn? Thân thể cố sức, lảo đảo mà lui về sau. Có điều, Sắc Sơn coi như là hạ thủ lưu tình, không có khiến nàng té ngã. Thân phận của hắn đặc thù, làm việc vẫn chú ý chừng mực. Không ngờ chính là, va chạm này cũng khiến Tiểu Linh tức giận. Vốn nàng chỉ là một phiên dịch bình thường của bộ vệ sinh, lần này đi theo Tần Lạc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mặc dù không coi là chuyện to tát gì, nhưng trong lòng nàng vẫn rất hưng phấn. Bởi vì nàng biết Tần Lạc, đã sớm nghe qua đại danh của hắn, cũng thuộc mỗi một sự tích của hắn. Trước kia, nhân viên công tác trong bộ khác có thể đi cùng với Tần Lạc sau khi trở về, luôn giải về đủ loại sự tích đặc biệt của Tần Lạc giống như ngôi sao, người nào cũng với hành động của Tần Lạc khen không dứt miệng. Dân ra, cả ngành phiên dịch bộ vệ sinh đều có thiện cảm khó hiểu với hắn. Nếu Tần Lạc có 10 vạn fan, liền nhất định sẽ bao gồm cả ngành phiên dịch bộ vệ sinh. Bởi vì mỗi người bọn họ đều xem hắn là thần tượng. Lần này, rốt cuộc đến phiên Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã đi. Các nàng kích động không thôi, hơn nữa hạ quyết tâm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ xuất hành lần này viên mãn. Thông qua mấy ngày ở chung, Tiểu Linh cùng Tiểu Nhã càng hiểu rõ nhân phẩm của Tần Lạc, loại cảm giác anh hùng trước kia còn có chứa tính chất hư ảo biến thành người sống sờ sờ trước mắt các nàng quả thật rất thú vị. Các nàng tôn trọng hắn, kính yêu hắn, cũng yêu mến hắn. Tần Lạc là anh hùng trong lòng các nàng, cũng anh hùng dân tộc, các nàng muốn tận khả năng của mình mà bảo vệ hắn, mặc dù sức của các nàng hết sức có hạn. Nếu đặt tại trước kia, nàng dù vô năng thế nào cũng không dám làm ra chuyện thất lễ gì với Phó Tổng thống nước Mỹ. Bởi vì vậy thì có nghĩa là cuộc đời chính trị cùng cuộc đời nghề nghiệp của mình kết thúc. Bây giờ, nàng không để ý nhiều như vậy. Nàng xông lên phía trước, kéo phát cà vạt Sắc Sơn, nói, anh không thể quấy nhiễu bác sĩ Tần, tôi không cho phép anh quấy rầy hắn. Sắc Sơn quả thật bị tức đến độ muốn hộc máu. Kể từ sau khi hải quân giải ngũ, liền không còn ai dám vô lễ kéo cà vạt mình như thế. Mà ngay cả con mình cũng bị uy nghiêm của mình bức mà không dám làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà, bây giờ hắn lại bị một phiên dịch người Hoa kéo cà vạt, mặc dù khí lực của hắn khá lớn, nhưng cổ rơi vào trong tay người khác, chung quy không phải là một chuyện làm cho người ta thoải mái. Thả tay ra, Sắc Sơn quát. Không thả, Tiểu Linh hung ác nói. Anh đừng hòng tổn thương đến bác sĩ Tần. Tôi không định tổn thương hắn, tôi muốn đuổi hắn ra. Sắc Sơn kêu lên, hắn muốn lập tức đuổi đám người này đi, cuối cùng lập tức mở cuộc họp báo tuyên bố thất bại của bọn họ. Đúng vậy. Lúc này hết thảy đều đã kết thúc, hắn chỉ cần để mấy ký giả kia thấy được tình hình của bà Mã Thụy bây giờ là được, từ nay về sau, còn ai dám tìm những bác sĩ Trung Quốc này xem bệnh? Chẳng lẽ anh không sợ thất khiếu chảy máu sao? Bây giờ anh không thể động vào hắn. Hắn hại bà Mã Thụy, hắn hại chết mẹ tôi. Sao tôi không thể động vào hắn? Sắc Sơn giống lớn, Jack, Franklin các người vào giúp đi. Nghe được tiếng cãi vả bên trong, đám người Jester, Jack, Franklin canh ở cửa thoáng cái ùa vào. Thấy Sắc Sơn bị cô gái kéo cà vạt, đầu hướng tới cùng nàng xoay vòng, giống một con bò bị chụp dây lên cổ mặc người chém giết sai khiến, hình tượng thật sự là chật vật không chịu nổi. Nha, chết tiệt, Franklin nóng nảy, nếu hình tượng Sắc Sơn như vậy bị mấy phóng viên đáng ghét kia chụp được, hắn liền triệt để xong đời. Người Mỹ sẽ không cho phép người như vậy leo lên ngôi tổng thống. Buông ra, cô định siết hắn chết sao? Cô đây là hành vi phạm pháp cô có biết không? Tiểu Linh, buông tay, có chuyện từ từ nói. Lời của Jack liền tương đối ôn hòa hơn. Mấy ngày nay hắn thân quan với bọn người Tiểu Linh, Tiểu Nhã, còn thường xuyên sẽ đùa giỡn một chút.
tôi có thể buông tay, nhưng hắn không được chạm vào bác sĩ Tần. Tiểu Linh đưa ra điều kiện của mình, thấy Jackson lấy tay bắt đầu lôi cà vạt, nàng cũng bắt đầu tăng thêm khí lực. Cái cổ Jackson bị ghìm chặt, hít thở không thông, sắc mặt bị nghẹn thành màu đỏ tím. Không cần để ý tôi, Jackson nói, đẩy Tần Lạc ra, hắn sẽ hại chết bà Mã Thụy. Jack cùng Franklin lần này chú ý tới bà Mã Thụy, bỗng chốc bị sự khủng bố trên mặt bà làm cho sợ hãi. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Jack kêu lên. Vẻ mặt Franklin cũng rất đáng nghiền ngẫm, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Chỉ là vui sướng này vừa loét ở trên mặt liền biến mất, nổi giận đùng đùng mà định nhào qua đẩy Tần Lạc. Cô Bách Hiền cùng Lý Nhân lại chạy tới ngăn cản hắn, hai bên bắt đầu xảy ra đụng độ. Trạng thái Tần Lạc bây giờ rất kỳ diệu, cũng rất tuyệt vời. Hắn dùng vô số luồng khí cơ cấu tạo nên một mạng nhện, những sợi tơ này cắt đám mây đỏ thành vô số khối nhỏ. Tần Lạc liền dẫn dắt hết luồng khí cơ này đến luồng khí cơ khác đi phân cách những sợi tơ này, muốn xua tan toàn bộ những đám mây đỏ này. Vị trí bị trùng kích lộ ra màu trắng, giống như màu não vực bình thường. Điều này làm cho trong lòng Tần Lạc có chờ mong, hắn đã thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Bất đắc dĩ chính là, đám mây đỏ này thật sự quá lớn, vô biên vô hạn, phủ kín não vực. Sợi tơ kia của hắn mặc dù không gì phá nổi, nhưng xua tan toàn bộ đám mây đỏ kia cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Giống như là cần dùng một cây bút máy vẽ loạn vách tường màu trắng thành màu đen. Công trình thật sự vô cùng gian nan. Thời gian bao lâu mới quét sạch chúng nó đây? Trong lòng Tần Lạc cân nhắc vấn đề này. Nếu trùng kích từng điểm, hắn duy trì trên 10 ngày 10 đêm cũng không có cách gì hoàn thành công trình này. Không nói trước thời gian cấp bách, chính là tinh lực của hắn cũng không gánh được. Ai có thể kiên trì thi triển thái ất thần châm 10 ngày 10 đêm chứ? Ánh mắt quét tới quét lui ở trong não vực, muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu những tơ nhện này có thể động thì tốt rồi. Tần Lạc thầm nghĩ, những tơ nhện này cùng vận động, đè ép tới chính giữa. Đám mây đỏ kia cũng sẽ bị ép sạch, mỗi hai sợi tơ phụ trách một khối mây đỏ nhỏ, như vậy trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Có điều, Tần Lạc biết đây là không thể nào. Hắn chỉ có thể dẫn dắt một sợi này. Làm sao có thể đủ khống chế được mấy trăm mấy ngàn sợi tơ như vậy? Tâm niệm vừa động, nghĩ thầm, nếu như mình đặt sợi này ở trên tơ nhện, sau đó tự nó đến ảnh hưởng những tơ mỏng này thì sao? Xem sợi này như cơ quan phục vụ đoạn cuối của máy tính, những sợi khác chính là lưu lượng phân lưu phía sau cùng, cứ như vậy, vấn đề khó khăn này chẳng phải được giải quyết rồi sao? Nghĩ thì dễ, bắt đầu làm lại quá khó. Tần Lạc ngưng dùng sợi tơ đánh sâu vào mây đỏ, mà lại nối đầu sợi lên mạng nhện. Sau đó, hắn kéo nhẹ, muốn lợi dụng hết tất cả chúng nó, đáng tiếc, những tơ nhện này chỉ khẽ lay động, cũng không chịu nghe sai khiến từ hắn. Còn thiếu chút gì chăng? Tần Lạc hỏi, câu hỏi này là tự hỏi chính mình, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, cũng chỉ có bản thân có thể trả lời được. Có khó khăn, tìm sư phụ. Ngay ở lúc hắn gian nan rối rắm, lão đạo sĩ một kiếm ngang trời bổ tới. Một câu đây chính là đạo phảng phất như Phật hạt đạo ngữ khiến hắn bừng tỉnh. Không kìm lòng nổi, Tần Lạc lại nghĩ tới lão đạo sĩ, môn chủ tiểu phái thiên cơ đạo đầu tiên trên thế giới. Nhưng mà, lần này, Tần Lạc lại thất vọng rồi. Bởi vì lão đạo sĩ cũng chưa từng nói nên làm sao giải quyết nan đề này. Có điều, nghĩ tới đạo sĩ, Tần Lạc cũng thuận tiện nghĩ tới đạo gia thập nhị đoạn cẩm lão đưa tặng kia. Chương 1286, bà ấy không thể tỉnh lại. Đạo gia thập nhị đoạn cẩm là pháp môn luyện khí đạo gia, hiệu quả có điểm thần kỳ. Sinh cơ không dứt, tuần hoàn không ngừng. Tần Lạc chính là học đạo gia thập nhị đoạn cẩm từ nhỏ, lại dưới cơ duyên xảo hợp nhận được châm phổ thái ất thần châm, bởi vậy học được tuyệt kỳ thần châm này. Nói cách khác, không có đạo gia thập nhị đoạn cẩm này, Tần Lạc không thể nào học được thái ất thần châm. Đạo gia thập nhị đoạn cẩm này chính là hắn khởi nguyên khí thân thể hắn. Vậy có thể dùng đạo gia thập nhị đoạn cẩm để lay động tấm mạng nhện này, xua tan đám mây đỏ kia không? Ý tùy tâm động, ý niệm vừa nảy lên, thân thể liền tự nhiên mà tạo ra phản ứng. Giống như là sau một năm học tập đạo gia thập nhị đoạn cẩm lần đầu cảm giác được luồng khí này, Tần Lạc chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy, vô số con sâu nhỏ từ trong đất mềm chui ra, thò đầu nhìn xung quanh ráo rác. Tả hữu minh thiên cổ, thiên địa kỷ độ văn, vô số ý niệm, vô số khí thể. Vô số côn trùng tụ tập ở đầu châm, phóng vào trong đầu bà Mã Thụy, ra chỉ mạng nhện vốn yếu ớt một lần, khiến chúng nó trở nên rõ ràng hơn, tráng kiện hơn.
dục cầu đăng thiên thê, bạch thủ bất phi long. Phảng phất có một bàn tay vô hình đang điều khiển, những tờ nhện biến đậm biến thô kia bắt đầu ép tới giữa, mảng lớn mây đỏ bị cắn nát, bị đẩy ra, giống như là lấy tay vê bông ở trong nước. Ồ! Những tờ nhện này đột nhiên kết hợp, tụ lại thành một sợi tơ vừa đậm vừa thô. Còn mây đỏ đầy não kia cũng bị vô số tờ nhện này cắt ép sạch, không còn thấy bóng dáng nữa. Xong rồi, Tần Lạc mừng như điên. Tất cả sợi tơ cực nhỏ đều biến mất toàn bộ, biến thành một sợi thô vừa thẳng vừa to. Ý niệm của hắn vừa động, sợi tơ kia không ngờ lay lay giống cỏ dài. Điều này làm cho Tần Lạc ù ù cạc cạc, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quét chung quanh một vòng, không có vật chất bất lương gì trong não vực bà Mã Thụy nữa, lúc này thu liếm tâm thần rời đi. Tần Lạc không biết là, lúc hắn rút ngân châm, cọng cỏ dài kia cũng theo đó biến mất. Các người không thể đi qua, tôi không thể cho các người qua. Không thể động vào Tần Lạc, bây giờ hắn đang động thủ thuật mà. Bác sĩ Tây Y các người lúc làm giải phẫu có thể bị quấy rầy sao? Tôi không thả tay ra đấy. Anh đáp ứng tôi không động vào bác sĩ Tần, tôi liền thả cả vạt anh ra. Tần Lạc mờ mịt mà nhìn bốn phía, nói, sao thế? Sao náo nhiệt vậy? Im lặng. Trong phòng thoáng cái tĩnh lặng lại. Tần Lạc, anh thoát ra rồi. Bác sĩ Tần, cậu không có chuyện gì chứ? Cả vạt sắc sơn cuối cùng được thả ra, hắn nổi giận đùng đùng mà chạy đến trước mặt Tần Lạc, quát, Tần Lạc, anh đang làm cái gì vậy? Anh có biết anh đang làm gì không? Anh sẽ phải chịu trách nhiệm lần giải phẫu này. Anh sẽ phụ trách tất cả hậu quả. Đi, các người đi hết đi. Sau này không cần đến nữa. Tôi lập tức mở cuộc họp báo, thông báo thủ thuật các người thất bại. Hắn nói gì vậy? Tần Lạc nhìn Tiểu Linh hỏi. Thấy Tần Lạc hoàn hảo không tổn hao gì, Tiểu Linh rốt cuộc lại thực hiện chức trách làm phiên dịch cho hắn, nói chỉ trích của Jackson cho Tần Lạc nghe một lần. Tần Lạc nhìn Jackson, nói, anh không biết tôi đang làm gì. Tôi đang chữa bệnh, sẽ phải chịu trách nhiệm thủ thuật lần này. Tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm thủ thuật của mình, thật vất vả chữa khỏi cho người bệnh, chẳng lẽ còn muốn để người khác cướp mất công lao sao? Nghe được Tần Lạc nói chữa khỏi bà Mã Thụy, Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân đều lộ vẻ vui mừng. Tần Lạc, anh thành công rồi. Tần Lạc, đây là thật hả? Thật tốt quá. Bác sĩ Tần, anh thật thành công. Khanh khách, em liền biết anh sẽ thành công mà. Thấy lần lượt từng khuôn mặt thân thiết làm người khác cảm động tươi cười, Tần Lạc mỉm cười gật đầu, sờ sờ đầu Tiểu Linh, trêu chọc nói, phiên dịch lời của anh cho bọn họ nghe đi. Không thành vấn đề, Tiểu Linh kích động nói. Cái gì, cô nói là sự thật. Jackson vẻ mặt kinh ngạc nói. Hắn chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy. Hắn khó mà tin được nhìn bà Mã Thụy bộ dáng thê thảm miệng phun máu tươi, nói, điều này sao có thể. Anh phải xác định anh nói chính là sự thật, tôi sẽ tìm bác sĩ tới giám định, nếu như là giả, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm luật pháp anh. Nếu tôi dám nói ra, đương nhiên là sự thật, Tần Lạc cười lạnh, hơn nữa, Hoen tiên sinh ở ngay bên cạnh, anh có thể bảo ông ấy giúp kiểm tra thân thể thử cho bà Mã Thụy. Xem thử tình huống có đúng hay không. Jackson đi đến trước mặt Hoen, nói ra thỉnh cầu của mình. Hoen rất thích làm chuyện như vậy. Lão từ trong hộp mang theo bên người lấy dụng cụ ra bắt đầu kiểm tra thể nặng cho bà Mã Thụy. Sau khi kiểm tra đo lường xong, nói với Jackson, thân thể bà Mã Thụy cũng không xuất hiện dị thường gì, nếu muốn xem bên trong bà có máu tụ đã được loại bỏ chưa, cần dụng cụ kiểm tra thêm một bước. Việc này cần tới bệnh viện để kiểm tra. Tần Lạc vừa cười vừa nói, hy vọng kết quả này sẽ không khiến Jackson tiên sinh thất vọng. Tôi vừa mới nghe Jackson tiên sinh nói muốn mở họp báo. Vậy cũng hay, chuyện anh muốn làm cũng là chuyện tôi muốn làm. Tôi muốn, chúng tôi muốn thông báo với truyền thông chính là cùng một chuyện. Chỉ có điều kết quả có thể có hơi khác. Thấy Tần Lạc vừa thoát ra đã chào phúng Jackson, Tiểu Linh cảm thấy trong lòng rất sướng. Sau khi nàng phiên dịch giúp Tần Lạc, mang bình nước khoáng tới, nói, bác sĩ Tần, uống nước. Tần Lạc cười nhận lấy, nói, sao cô biết tôi muốn uống nước? Thầy Cố nói, Tiểu Linh nói. Tần Lạc quả thật khát. Vừa rồi cơ thể hắn nóng một cách khó hiểu, máu và nước trong cơ thể đều bị đốt khô. Hắn đúng là cần bổ sung chút nước, vặn mở nắp bình, đổ mạnh một mạch. Ở lúc Tần Lạc uống, Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân tiến hành chuẩn đoán với tình huống cơ thể bà Mã Thụy. Hai người thì thầm với nhau mấy câu, sau đó Cố Bách Hiền đi đến trước mặt Tần Lạc, nói, từ độ tim đập cùng mạch tượng để xem, dấu hiệu cơ thể lão phu nhân ngược lại còn hơi yếu bớt. Có điều, đây là do thủ thuật, không đáng lo.
nhưng mà, lão phu nhân lúc nào có thể tỉnh lại? Tần Lạc nhìn thoáng qua bà Mã Thụy, nói, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Có lẽ chừng 2 ngày. Tần Lạc nhìn Jackson, nói, bà Mã Thụy 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại, đợi sau khi tỉnh lại, tôi liền muốn mở họp báo tuyên bố thủ thuật thành công. Các người trà rửa cơ thể bà đi, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tần Lạc nhìn Cố Bách Hiền, nói, chúng ta đi về trước đi. Đợi đến khi Tần Lạc dẫn đám người Cố Bách Hiền, Lý Nhân, Tiểu Linh còn cả Hoen rời đi xong, người nhà Jackson bắt đầu lau sạch vết máu trên người trên mặt bà Mã Thụy. Jackson dặn dò vài câu, lại dò xét cẩn thận hô hấp cùng cảm xúc nhịp đập của bà xong, lúc này dẫn Franklin vào phòng sách của mình thảo luận. Tiên sinh, đây có thật không? Franklin nói, hắn quả thật trị khỏi bệnh bà Mã Thụy. Vẫn không thể xác định, cần tìm bệnh viện kiểm tra thêm một bước. Jackson vẻ mặt quái dị mà ngồi trên ghế, hắn không biết mình bây giờ nên cao hứng hay là bi thương. Theo lý mà nói, mẹ hôn mê nhiều năm có thể tỉnh lại, hắn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà, kết quả này lại không phải kết quả các bạn hắn muốn thấy. Không được, Franklin nói, tiên sinh, anh không thể làm như vậy. Anh có ý gì? Jackson nhìn chằm chằm Franklin nói. Anh nói là không thể đưa bà Mã Thụy đi bệnh viện làm kiểm tra hả? Ừ, Franklin gật đầu, nếu kết quả kiểm tra của bệnh viện là tích cực, hắn đúng là chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy. Nói vậy, chúng ta nên xử lý tình huống này như thế nào? Chẳng lẽ tuyên bố với truyền thông, nói mấy bác sĩ tới từ Trung Quốc này đã chữa khỏi bệnh bà Mã Thụy? Còn có thể làm sao? Cho dù chúng ta không làm như vậy, bệnh viện cũng sẽ nói ra chuyện này. Người biết càng nhiều, lại càng khó giấu giếm. Jackson cũng biết loại kết quả này thật là làm cho người ta đau đầu, nếu do hắn tuyên bố thành công những người này, như vậy bản thân làm hết thảy còn có ý nghĩa gì? Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Trung Quốc mời những người này tới không phải là tự rước lấy nhục sao? Vuốt vuốt huyệt thái dương hơi đau nhức, nói, Franklin, anh nói cho tôi biết, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm thế nào đây? Franklin đi tới trước mặt Jackson, ánh mắt âm trầm mà tàn nhẫn, nói, tiên sinh. Anh phải trả lời tôi một vấn đề trước. Anh là muốn tình thân, hay là muốn phiếu bầu? Jackson lộ vẻ khiếp sợ, ngẩng mặt lên nhìn Franklin khó có thể tin. Phải, tiên sinh, Franklin nói, bà ấy không thể tỉnh lại. Cho dù như thế nào, bà ấy đều không thể tỉnh lại. Chương 1287, thầy cậu sẽ nhìn thấy. Jackson không phải là ngu ngốc, hắn có thể trở thành phó tổng thống, có thể trở thành người tranh cử tổng thống tiếp theo. Chứng minh hắn có trí tuệ tương ứng. Sau khi nghe vấn đề của Franklin, hắn liền biết gã muốn làm gì. Franklin, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng anh không thể làm vậy. Jackson nói, bà là mẹ của tôi không thể đối với bà như vậy. Bà đã tỉnh lại, tôi nên cao hứng thay bà nuôi lớn tôi, bà yêu tôi như vậy. Bà nên tỉnh lại mở mắt nhìn thế giới này, bà nên vì hết thảy tôi bây giờ có được mà kiêu ngạo tự hào. Nhưng bà cũng là kẻ địch của anh, đối thủ của anh. Franklin nói, nếu bà Mã Thụy tỉnh lại, anh phải tuyên bố trước mặt truyền thông tin bọn họ thắng lợi, Tần Lạc thắng, Trung Y thắng, không chỉ An Đặc Vạn sẽ tức giận, tất cả tập đoàn Tây Y đều sẽ tức giận. Bọn họ sẽ cho rằng anh mang đến phiền toái, mang đến tai nạn cho bọn họ ghi tạc tất cả món nợ này lên người tiên sinh anh đắc tội không chỉ một người, mà là một hệ thống ngành nghề. Anh có biết lực ảnh hưởng của bọn họ kinh khủng bực nào không? Bọn họ khống chế được bao nhiêu phiếu bầu không? Bọn họ cùng bao nhiêu nghị viện giữ quan hệ thân mật không? Tiên sinh, anh nhất định phải thận trọng. Không, tôi phải nghĩ kỹ. Jackson bực bội vò đầu, nói. Tiên sinh, không còn lựa chọn khác. Franklin đầu độc nói, nếu tiểu thuyết kia chính là sự thật, như vậy, đợi đến khi bà Mã Thụy tỉnh lại bọn họ sẽ mở họp báo, bên ngoài liền có nhiều phóng viên như vậy, bọn họ tùy thời đều có thể tuyên bố tin tức ra. Nếu tin bà Mã Thụy tỉnh lại truyền đi, cho dùng chúng ta làm tiếp bất cứ cố gắng gì đều dư thừa, Trung Y sẽ thổi bay Mỹ. À, anh có thể tưởng tượng không? Đến lúc đó đầu đường New York khắp nơi đều là người Mỹ mặc trường bào, bọn họ sẽ làm phòng khám của bác sĩ Trung Quốc chật ních người, không thể xem nhẹ lực ảnh hưởng của hắn. Hắn sẽ là tấm gương sáng của bọn họ. Jackson rốt cuộc ngẩng đầu lên, con mắt đỏ kè nhìn chằm chằm Franklin, hỏi, chúng ta phải làm sao? Chúng ta không cần làm gì cả. Franklin nói, chỉ cần để bà Mã Thụy tiếp tục ngủ là được. Anh có nghĩ không? Jackson nói, gã kia giảo hoạt như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không lo chúng ta động tay động chân? Ừ, đây cũng là chỗ tôi nghi ngờ. Franklin nói,
Nếu hắn là thật trị khỏi cho bà Mã Thụy, hẳn là sẽ xin người lưu lại chiếu cố là hắn, sao phải làm như vậy? Giống như là cố ý cho chúng ta cơ hội. Phải, Giác Sơn gật đầu, đây không phù hợp tính cách của hắn. Chúng ta đều từng có quan hệ với hắn, biết hắn là hạng người giảo hoạt, cay nghiệt gì, hơn nữa không nói lễ nghi đạo đức, từ đầu đến đuôi là người theo chủ nghĩa lợi ích, sao người Trung Quốc lại thổi phồng người như vậy làm thần tượng? Tiên sinh, chân tướng chỉ nắm giữ ở trong tay rất ít người. Đại bộ phận người đều không giống chúng ta có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn như vậy. Franklin nói, nhưng mà, chúng ta bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này. Bây giờ thời gian rất cấp bách, nhất định phải làm ra quyết định, nếu hắn không phái người tới chiếu cố bà Mã Thụy là cố ý dụ chúng ta thì sao? Hắn lo chúng ta dở trò, cho nên thi ra một kế hoạch như vậy cho chúng ta đem lòng sinh nghi, mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, cho dù hắn trị khỏi bà Mã Thụy hay không, bà Mã Thụy cũng không thể tỉnh lại. Chuyện Tây Y không thể làm được, Trung Y cũng không thể làm được. Tôi muốn nghĩ kỹ, tôi muốn nghĩ kỹ, Giác Sơn lẩm bẩm tự nói. Tiên sinh, Franklin, tôi muốn yên lặng một chút. Được rồi, Franklin nhìn thoáng qua Giác Sơn gục đầu xuống, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Tần Lạc Thành anh hùng chiến thắng trở về, nhận lấy sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người. Cười cười nói nói, hương tân mỹ tửu, mỗi người đều cười đến không ngậm miệng lại được. Kể từ sau khi thi thể Lâm được người đưa qua, trong biệt thự cơ hồ đã không còn tiếng cười. Tất cả mọi người sa vào ở trong đau thương của Lâm Hoán Khê, cùng nàng cảm thụ thống khổ người thân qua đời. Không có ai cười, không có ai lớn tiếng nói chuyện, mà ngay cả Giê-xu cũng không đi nói mấy trò cười có liên quan Thượng Đế cùng tín đồ mà hắn tự biên nữa. Hôm nay, mọi người cuối cùng từ trong không khí nặng nề áp lực kia đi ra. Bọn họ tận tình cười vui, thoải mái uống rượu, còn cao hứng hơn cả thăng chức tăng lương. Mà ngay cả Lâm Hoán Khê cũng xuống lầu cùng mọi người uống một chén rượu, hàn huyên mấy câu xong lại trở lên. Cảm xúc khác thường của biệt thự bị phóng viên bên ngoài thu vào trong mắt, bọn họ muốn xông vào xem đến cùng, đáng tiếc bị mấy vệ sĩ áo đen mặt đen ngăn lại. Mãi đến lúc này, Tần Lạc biết mình đã nhập si lúc đang thi triển cảnh giới nhập thần. Cái gì gọi là cảnh giới nhập thần? Chính là tâm thần đã sẵn sàng, vứt bỏ tất cả tạp niệm, ảo tưởng ra vùng trời kia. Đây là yêu cầu độ chuyên chú tinh thần cực cao, hao phí tinh lực cũng rất lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tần Lạc lúc cảm xúc gặp trùng kích kịch liệt vô ý nhập si, thiếu chút nữa trở thành kẻ ngốc. Nghĩ đến mình anh Tuấn tiêu sái, một tiểu sinh Mỹ Nam phong lưu phóng khoáng, y vương trẻ tuổi thế kỷ nào có thể biến thành kẻ ngốc mắt lém miệng lệch nước miếng nhỏ giọt không ngừng, bạn Tần Lạc liền toát mồ hôi lạnh. Nếu mình thật biến thành kẻ ngốc, Trung Y ai cứu vớt? Tài sản ai tới kế thừa? Quan trọng là mấy nàng Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, Vương Cửu Cửu làm sao đây? Hắn không thể cho các nàng danh phận, nhưng, hắn cũng không muốn thấy nam nhân khác cho các nàng danh phận. Được rồi, chúng ta thừa nhận Tần Lạc là một tiểu tử vì tư lợi chết không biết xấu hổ hoa tâm không ngừng, nhưng mà, đây quả thật là chuyện thường tình của con người nha, không có nam nhân nào muốn thấy nữ nhân của mình thích người khác. Nghe Cố Bách Hiền kể đủ loại biểu hiện lúc nhập si, Tần Lạc gật đầu nói, đúng vậy, tình huống của tôi với mô tả này giống nhau như đúc. Lúc ấy tôi muốn tỉnh, nhưng mắt không mở ra được. Muốn ngủ, lại vào không được cảnh giới nhập thần mà bị vậy ở một loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hơn nữa trong cơ thể giống như là bị thiêu đốt, khí huyết dâng lên, lửa rừng công tâm giống như là muốn đem ngũ phủ lục phủ đều nướng cháy. Lúc ấy tôi còn không biết tại sao lại như vậy, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hóa ra đây chính là nhập si, trong bút ký của tiền nhân từng có ghi lại, xe ra sách thuốc tôi đọc vẫn còn quá ít. Dùng tuổi của ngươi đọc qua những sách thuốc kia, đã là uyên bác lắm rồi. Hơn nữa, thế gian kỳ thư ngàn vạn, làm sao có thể đọc hết tất cả được. Tôi đã từng đọc, cậu chưa từng đọc, cậu đã từng đọc, tôi lại chưa từng đọc cũng là rất bình thường. Cố Bách Hiền an ủi nói, Tần Lạc, cậu làm sao từ cảnh giới nhập si thoát ra vậy? Nghe nói cảnh giới nhập si nguy hiểm vô cùng. Người ngoài khó có thể hỗ trợ. Càng giúp càng dễ làm cho tâm thần thất thủ, hồn phách mất đi. Phải dựa vào ý chí cùng lực lượng của mình thoát ra được. Đem kinh nghiệm thành công của cậu nói ra, ghi lại thành sách, cũng là một giúp ích lớn với hậu nhân. Có điều, người bình thường cũng không đạt được cảnh giới nhập thần này mà thôi. Tôi nghĩ đến một câu, Tần Lạc nói. Một câu, Cố Bách Hiền cùng Lý Nhân vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tần Lạc. Mà ngay cả Tiểu Linh, Tiểu Nhã. Giê-xu đầu to đứng xem cũng rất khó hiểu. Câu gì mà lợi hại thế? Không ngờ có thể phá nhập si này. Ừ,
Tần Lạc gật đầu, tôi có người thầy là đạo sĩ, hắn từng rút kiếm chặt đứt một con ruồi trước mặt tôi, hơn nữa nói với tôi đây chính là đạo. Không biết chuyện gì xảy ra, nghĩ đến cảnh hắn rút kiếm lúc ấy, nghĩ đến câu đây chính là đạo, chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái, cả người đều thoải mái, ta đây thuộc dạng đánh bậy đánh bạ đi. Như vậy à, cô Bách Hiền cũng lộ vẻ khó xử. Loại phương pháp này của Tần Lạc quá mức kỳ lạ, chỉ sợ rất khó mở rộng cho hậu nhân. Đây là may mắn, rất khó có manh mối gì cho hậu nhân, Tần Lạc áy náy nói. Hắn cũng rất muốn phá vỡ cảnh giới nhập si này, nhưng mà phương pháp phá giải của mình thật quá quái dị. Đây thuộc về dạng tinh thần công kích, Lý Nhân đột nhiên xen vào nói. Cái gì, Tần Lạc cùng Cố Bách Hiền đồng thời nhìn về phía hắn. Mặc dù tôi không có cách gì tiến vào cảnh giới nhập thần, nhưng chúng ta đều biết, cảnh giới nhập thần thật ra là một loại lực lượng trên mặt tinh thần, Thánh Y Hoa Đà có thể chữa người chết lộ xương trắng thậm chí có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy làm giải phẫu ngoại khoa cho người ta, cũng là vì sự giúp đỡ của cảnh giới nhập thần này. Nếu nó là mặt tinh thần xuất vấn đề, vậy, liền cần tinh thần công kích để tiến hành trị liệu, tôi không biết vị đạo sĩ tiên sinh kia của Tần Lạc là làm sao vung kiếm chém ruồi, nhưng mà, chỉ bằng câu đây chính là đạo này, đủ để chứng minh ông ấy có đủ đạo tâm. Khí công là chân thật tồn tại, Phật hạt đạo tâm cũng không phải là thứ hư vô mờ mịt, đạo sĩ sư phụ hắn biết chỗ bình cảnh hậu kỳ của Tần Lạc, cố ý dùng việc này để điểm hóa hắn. Nếu không, chuyện thế gian nghìn nghìn vạn vạn, mỗi ngày đập vào mắt đếm không hết. Sao ở thời khắc kia, cứ là một kiếm kia cùng một câu kia nổi lên tác dụng? Tần Lạc muốn cười. Lão đầu này nói rất nghiêm túc, giống như sư phụ thật biết mình sau này sẽ gặp nạn, cho nên sớm đưa tặng một túi gấm cứu mạng, để thời khắc nguy hiểm sử dụng. Nếu hắn có thể tính chuyện đến nhiều năm sau như vậy, hắn còn là người sao? Đã sớm thành thần tiên. Nhưng mà, thấy chung quanh đều vẻ mặt ngưng trọng suy tư, Tần Lạc lại làm sao cũng không cười nổi. Chẳng lẽ bọn họ đều tin? Nghiêm túc một chút, Giê-xu với biểu hiện của Tần Lạc rất bất mãn, nói, thầy anh sẽ nhìn thấy. Chương 1288, tôi chính là một người vĩ đại như vậy. Giê-xu với cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn hưng phấn mà nhìn Lý Nhân, phảng phất đã tìm được tri kỷ cuộc đời mình. Đúng, anh nói quá đúng, tôi liền biết mà, trên thế giới này là có thần. Giê-xu nói, mặc dù tôi không rõ đạo giáo Trung Quốc là thế nào nhưng mà, tôi nghĩ nó có lẽ cũng giống với tín ngưỡng bọn tôi. Giê-xu là thần, đạo giáo cũng có thần của đạo giáo. Thần là không gì không làm được, mà chỗ nào cũng có. Chỉ có điều chúng ta không có cách gì thấy họ mà thôi. Nhưng mà, tôi biết. Họ không ngừng đang yên lặng mà dõi theo chúng ta, ban phúc cho chúng ta, thoát tai cho chúng ta. Đợi chút, Tần Lạc cắt đứt lời của Giê-xu, nói, làm sao anh biết thần anh tin ban phúc cho anh thoát tai cho anh? Tôi cảm nhận được, tôi bây giờ sống rất hạnh phúc. Giê-xu nói, đây nhất định là Thượng Đế ban cho tôi. Vậy họ lúc nào thì miễn tai cho anh? Nha, Thượng Đế à, Giê-xu lên tiếng kinh hô, người nên trừng phạt dị đoan này. Hắn không ngờ nghi ngờ sự tồn tại của người, tôi cùng anh đi gặp Hoàng đế, hơn nữa còn có thể sống được trở về. Anh cho là, nếu không có Thượng Đế phù hộ, chúng ta có thể làm được hết thảy sao? Tần Lạc quét mắt bốn phía, không thấy Phó Phong Tuyết ở trong phòng khách. Nghĩ thầm, may mà hắn không có ở đây, bằng không Giê-xu công lao lão đầu này đều đặt ở trên đầu Thượng Đế, hắn còn không rút kiếm chém gã này thành hai khúc à, muốn chém cũng phải đợi đến khi trở về lại chém nha. Bây giờ bọn họ còn cần kim bài đả thủ Giê-xu này. Lý Nhân nở nụ cười, nói, Tần Lạc, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, tôi từng xem phỏng vấn của cậu trên báo chí. Cậu lúc nhỏ cùng ông cậu đi qua không ít núi nổi tiếng cùng con sông lớn. Hẳn là chứng kiến không ít quang cảnh nhỉ. Tần Lạc cười gật đầu. Hắn quả thật gặp qua không ít thứ, những thứ tận mắt thấy kia tùy tiện ném ra một thứ, đều có thể khiến cho thế giới kinh động. Hắn gặp qua cụ già hơn 100 tuổi có làn da tướng mạo như thiếu niên, hắn còn thấy người vọt lên bước chậm trên không trung trái với nguyên lý vật lý học, hắn từng thấy cự mãng ngủ cùng quan tài đá, mà cự mãng kia Seto thể nghe hiểu tiếng người, hắn còn thấy người 7 ngày 7 đêm không ăn không uống tinh thần vẫn hăng hái, còn gặp qua rất nhiều người bình thường. Trước kia Tần Lạc cứ thầm nghĩ, nếu mình không làm bác sĩ, mà làm một tác giả. Hắn ghi chép lại tất cả những gì mình chứng kiến được. Nói không chừng còn dễ bán hơn so với quỷ thổi đèn, bút ký trộm mộ kia. Có điều, nghĩ đến Trung Quốc sách lậu nghiêm trọng, bọn tác gia mua không nổi nhà, lái không được xe, kiếm không được bạn gái, hắn liền quyết định đi cứu vớt Trung Y.
Cậu từng thấy gì? Lý Hiếu Kỳ hỏi. Giê-xu cùng đầu to cũng nhìn hắn rất chờ mong. Xem ra, mỗi người đều có một khỏa tâm nhiều chuyện, liền xem nó có thức tỉnh hay không mà thôi. Sau này sẽ nói cho cô biết, Tần Lạc nói. Cậu đã gặp qua những thứ trái với nhận thức chúng ta, cậu cũng có thể tin thầy cậu đại khái quả thật có năng lực như thế đi, trên thế giới này có người có năng lực như vậy. Nhưng mà, có phải là thầy cậu không, tôi cũng không biết. Lý Nhân nói. Đúng vậy, cô Bách Hiền gật đầu nói. Tần Lạc, chúng ta không nói cái khác, liền nói chung y chúng ta đi, cậu xem ông cậu xem Lâm Thanh Nguyên, cậu xem Lão Trác, bọn họ đều là người 70, tình huống cơ thể thế nào? Khí sắc, khí lực còn cả tinh thần mạnh hơn người 50 tuổi không ít đúng chứ? Điều này Tần Lạc không có biện pháp phủ nhận, chỉ nói mấy lão trung y Tần Lạc biết, tuổi của bọn họ cũng không nhỏ, nhưng mà, tình huống thân thể bọn họ lại tốt vô cùng. Người trên 70, nhưng trên mặt không có một đốm người già, sắc mặt hồng nhuận, màu da cân xứng, thể lực sung kiệt, không khác gì người 40-50 tuổi. Bọn họ không có năng lực thần kỳ cỡ nào, bọn họ chỉ là hiểu được một ít phương pháp dưỡng sinh. Được rồi, Tần Lạc bị bọn họ thuyết phục, hắn không thể không phục. Nếu lại biện giải, nói không chừng Giê-xu sẽ quyết đấu với mình. Có lẽ, sư phụ lão nhân gia quả thật tặng tôi một phần đại lễ. Những thứ này cũng chỉ là phán đoán của tôi. Lý Nhân nói, trở về cậu tìm ông ấy hỏi thử chẳng phải sẽ biết à. Tần Lạc cười khổ. Hắn ngược lại rất muốn tìm sư phụ hỏi một chút, cho dù không hỏi gì cả, tận hiếu đạo cũng được. Nhưng mà, lão nhân kia thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả ngày muốn đi tìm thiên đạo gì đó, đi đâu tìm lão đây? Tôi muốn gặp thử thầy cậu, Ly nói, nàng với vị đạo sĩ một kiếm bổ đôi con ruồi, hơn nữa nói câu đây chính là đạo cảm thấy rất hứng thú. Thật ra cô gặp Long chủ chẳng khác nào gặp lão, Tần Lạc nói, ít nhất, bộ dạng hai người bọn họ giống nhau như đúc, người bình thường bắt chước không được. Sau đó, đề tài lại dẫn tới bệnh tình bà Mã Thụy, cố Bách Hiền cùng Lý Nhân đều rất tò mò Tần Lạc làm sao thanh trừ huyết tụ trong não bà Mã Thụy. Hoen kéo Tiểu Nhã làm phiên dịch cho lão. Cầm cuốn sổ nhỏ trong tay mặt đầy mong chờ muốn ghi chép. Đây chính là tư liệu trực tiếp, sau này có giá trị rất lớn, có thể có tác dụng dẫn dắt cùng thúc đẩy nghiên cứu của hắn. Tần Lạc, dùng suy đoán của cậu, bà Mã Thụy lúc nào thì có thể tỉnh lại? Cố Bách Hiền hỏi. Có lẽ chừng 2 ngày, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Máu tụ trong não đã loại bỏ sạch sẽ, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Vậy chúng ta có phải nên chuẩn bị mở họp báo không? Vương Dưỡng Tâm kích động nói, hắn liền biết đi theo Tần Lạc ra ngoài nhất định sẽ có chuyện tốt mà, hắn thích loại này cảm giác kinh tâm động phách rồi lại kinh hỉ liên tục này. Có thể thả ra chút tiếng gió với truyền thông trước, Tần Lạc nói, bây giờ bà Mã Thụy còn chưa tỉnh lại, chúng ta cũng không có cách gì xác định thời gian buổi họp báo cụ thể. Được, tôi đi chuẩn bị, Vương Dưỡng Tâm nói. Hoen sau khi nói một phen với Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, nói với Tần Lạc. Hoen tiên sinh vô cùng tò mò quá trình giải phẫu, ông ấy muốn biết anh dùng ngân châm thế nào để đuổi máu tụ trong đầu bà Mã Thụy ra mà không thương tổn thần kinh não của bà, ông ấy còn hỏi bà Mã Thụy lúc nào có thể tỉnh lại. Vấn đề này nói rất dài dòng, Tần Lạc vừa cười vừa nói, sau đó kiên nhẫn giảng giải cho Hoen. Về phần danh từ khí cơ, huyệt vị, mạng nhện hắn nói ông ta có thể nghe hiểu hay không, đó chính là vấn đề của ông ta. Người nước ngoài muốn nghiên cứu trung y. Nhất định phải vượt qua những nan đề này. Người Trung Quốc vì tiến tu ngoại ngữ, cũng khắc phục vấn đề vô cùng nhiều. Tiên sinh, Franklin đẩy cửa gian phòng Jackson ra, nói, Lý Ngang tiên sinh xin gặp ngài. Lý Ngang, Jackson buông văn kiện trong tay xuống, vẻ mặt không vui mà nhìn Franklin, nói, sao hắn lại tới? Franklin, là anh quyết định. Vâng, tiên sinh, Franklin thẳng thắn trả lời, tôi không có cách gì thuyết phục anh. Nhưng tôi thấy anh cần nghe chút ý kiến của Antwerp tiên sinh, bọn họ đã nghe được tin tức bên này, cho nên phái Lý Ngang tới nói chuyện với anh. Jackson đậy nắp bút máy lại, nói, mời hắn vào đi. Lý Ngang là một người châu Âu điển hình, thân cao đô con, hình dáng ngũ quan sâu. Nếu hắn không phải đầu chọc, coi như là một Mỹ Nam hiếm có. Tiên sinh, chào ngài, rất vinh hạnh được thấy ngài. Lý Ngang bắt tay với Jackson cung kính mà không mất nhiệt tình. Khi tôi tới, An Đặc Vạn tiên sinh cùng Cổ Tiệp Vũ tiên sinh đặc biệt yêu cầu tôi thay mặt bọn họ hỏi thăm anh. Bọn họ rất hy vọng có thể có cơ hội cùng đi ăn tối với anh. Cảm ơn anh, Jackson nói, cũng cảm ơn tình hữu nghị của An Đặc Vạn tiên sinh cùng Cổ Tiệp Vũ tiên sinh. Các người có tình hữu nghị thâm hậu phi thường.
Điều này thật là chuyện khiến người ta hâm mộ. Lý Ngang vừa cười vừa nói. Nói như vậy, tôi nghĩ trao đổi giữa chúng ta sẽ rất vui vẻ. Tôi cũng cho là như thế. Jackson gật đầu. Ánh mắt Lý Ngang sáng quắc mà nhìn Jackson, nói, An Đặc Vãn tiên sinh rất cảm kích Phó Tổng thống tiên sinh làm hết thảy cho Tây Y. Hắn cho rằng anh là một người vô cùng vĩ đại. Anh đang dành ích lợi cho dân chúng toàn bộ nước Mỹ, không, toàn bộ thế giới phương Tây. Chuyện trước đó tiến triển thuận lợi như thế, chúng ta ai cũng đều đang đợi thành công đến, mà khắc thành công kia nhất định sẽ đến, đúng không? Trước kia tôi cũng cho là như thế, Jackson nói, nhưng bà Mã Thụy sẽ tỉnh lại. Không, Lý Ngang vẻ mặt cười yếu ớt nói, bà có thể tiếp tục ngủ. Không phải à, đây là chuyện làm rất dễ dàng. Hắn từ trong túi móc ra một bình thuốc nhỏ màu đỏ, nói, chỉ cần đem cái này cho bà uống hết, bà sẽ tiếp tục ngủ say, còn việc chúng ta có thể làm chính là tùy thời làm cho bà tỉnh lại. Ở lúc anh cần, bà lập tức có thể tỉnh lại, bà có thể nói chuyện với anh, biết làm món ngon cho anh ăn. Tiên sinh, anh sẽ làm như vậy, đúng không? Tôi sẽ không làm như vậy, Jackson nói, phiếu bầu quan trọng, nhưng bà Mã Thủy càng quan trọng hơn với tôi. Vẻ mặt Lý Ngang trở nên ngưng trọng, nói. Như vậy xem ra, Jackson tiên sinh là một đứa con có hiếu. Phải, Jackson gật đầu, tôi chính là một người vĩ đại như vậy. Chương 1289, nôn ra máu. Trầm mặc giống như chết. Jackson từ trong ngăn kéo lấy hộp thuốc lá ra, rút một cây xì gà trong đó, sau đó dùng châm thuốc. Vì hình tượng công chúng, hắn rất ít hút thuốc ở bên ngoài. Ở trong nhà mình thỉnh thoảng mới hút. Vẻ mặt Lý Ngang âm trầm bất định, sau đó liền tối sầm lại. Hắn cười ha hả mà nhìn xì gà trong tay Jackson, nói, nha. Xì gà cuốn tay xưởng Virgin Cuba, tôi ngửi được hương vị của nó. Jackson ném xì gà châm sẵn trong tay cho Lý Ngang, sau đó mình lại châm một điếu khác. Lý Ngang hút một ngụm, nói, tiên sinh, đây đúng là hưởng thụ sướng nhất trên thế giới. Ừ, tôi cũng cho là như thế, Jackson nói. Quả thật khó có thể tưởng tượng, Lý Ngang nói, chúng ta bây giờ mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ hưởng thụ xì gà, cũng có thể chỉ vì một lựa chọn sai lầm mà thành kẻ thù của nhau, loại cảm giác này đúng là quá tệ. Không, đối với các người mà nói, đây là một lựa chọn sai lầm, nhưng với tôi mà nói, đây là lựa chọn phi thường chính xác. Bà Mã Thụy là mẹ của tôi yêu bà, tôi cần bà tỉnh lại, bây giờ tỉnh lại chính là chuyện quan trọng nhất thế giới. Nhưng mà tiên sinh, Lý Ngang nói, nếu như vậy, ban đầu sao anh lại đồng ý kế hoạch này? Jackson trầm mặc, chẳng lẽ anh định nói với tôi, ban đầu anh không có nghĩ qua hậu quả như vậy? Tôi đánh giá thấp tình cảm của tôi với bà Mã Thụy. Jackson trầm giọng nói, bây giờ nhớ lại, đây đúng là một tội ác, tôi vĩnh viễn cũng không thể tha thứ bản thân. Nhưng mà, anh có nghĩ tới không, ban đầu anh đáp ứng kế hoạch này. Hơn nữa cầm bảo hiểm 100 triệu đô la của An Đặc Vạn tiên sinh bây giờ lại làm ra lựa chọn như vậy, đó chính là phản bội mua bán của các người. Có lẽ thế, Jackson hút một hơi xì gà tâm sự nặng nề, nói, nhưng mà, An Đặc Vạn tiên sinh vốn cũng không nên lấy an toàn tánh mạng mẹ tôi để làm góc mua bán này, điều này thật sự quá thất lễ. Lý Ngang đặt xì gà trong tay vào trong gạt tàn thuốc trên bàn, sửa sang lại quần áo một chút, nói, như vậy. Tôi cần báo cáo như vậy với An Đặc Vạn tiên sinh sao? Đó là vấn đề của anh, Jackson nói, cũng không có ý tứ đứng lên tiễn khách. Cáo từ, Lý Ngang nói. Lý Ngang tiên sinh, xin chờ một chút. Franklin giữ lại nói, hắn xoay người nhìn Jackson, nói, tiên sinh, chúng ta cần sự ủng hộ của An Đặc Vạn tiên sinh. Bọn họ là bạn của chúng ta nên lựa chọn đừng cùng phe với bọn họ, bình thuốc này chỉ là tạm thời. Chỉ là tạm thời khiến bà Mã Thụy hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi chuyện này qua đi, chúng ta tùy thời có thể làm cho bà tỉnh lại. Chỉ là để bà Mã Thụy thừa nhận một chút oan uổng như vậy, là có thể mang đến thu hoạch thật lớn chúng ta muốn, cho dù là bà Mã Thụy biết chuyện này, bà cũng sẽ đồng ý. Trên thế giới này, nào có mẹ không thương con chứ? Phải, nhưng mà, trên thế giới này, lại có người nào không thương mẹ mình chứ? Jackson hỏi ngược lại nói. Franklin. Giúp ta tiễn Lý Ngang tiên sinh. Thấy Franklin không cách nào làm cho Jackson thay đổi chủ ý, Lý Ngang xoay người rời đi. Tiên sinh, anh quả thật không suy nghĩ lại sao? Franklin không cam lòng hỏi. Ừ, Franklin, Jackson ngẩng đầu nhìn Franklin, là thành khẩn như vậy. Anh là trợ thủ thân nhất của tôi, cũng là người bạn tốt nhất của tôi cần anh ủng hộ tôi.
Tôi tôn trọng quyết định của anh, Franklin nói, sau đó xoay người đuổi theo. Tình yêu là xe hơi, mỗi một lần di chuyển, đều có thể trở thành mấy cây trên mặt đồng hồ. Một mét lại một mét, tích lũy thành mấy ngàn mấy vạn cây em, thời gian di chuyển càng dài, số cây trên mặt đồng hồ cũng càng lớn. Thân tình giống như là xe guồng, nó có thể thoáng cái sông lên tận mây, cũng có thể nhanh chóng rớt xuống đáy cốc. Nó có thể thoáng chốc từ lẻ biến thành 100, cũng có thể chỉ tích tắc từ 100 biến thành lẻ. Tình yêu là nầu súp lửa nhỏ, thân tình là xào rau lửa lớn. Thân tình sở dĩ có thể có chênh lệch lớn như vậy, cũng là vì giữa người với người có một quan hệ huyết thống cực thần bí. Đây là trời sinh, không thể sửa, mà lại thâm căn cố đế. Trước khi tới Mỹ, Lâm Hoán Khê còn mang một loại địch ý cực sâu với mẹ mình. Không chỉ là vì hoài nghi bà đâm lén dao sau lưng mình, còn có sự vô tình vô nghĩa bà vứt bỏ mình nhiều năm như vậy. Nàng ngàn dặm xa xôi đi tới Mỹ, cũng có ý hưng sư vấn tội, báo thù rửa hận. Nhưng mà, sau khi trải qua chuyện này, nhân vật gần như đã biến mất trong ký ức của nàng đột nhiên lại thành người quan trọng trong sinh mệnh của nàng. Mà ngay cả Lâm Hoán Khê cũng thật không ngờ, nàng sẽ ôm một nhúm tóc của người phụ nữ kia mà khóc giống lên ở tha hương dị quốc. Mấy ngày nay, Lâm Hoán Khê gần như không rời khỏi phòng mình, nàng không hề đảm nhiệm phiên dịch cho Tần Lạc nữa, do Tiểu Linh toàn quyền tiếp nhận. Cứ thế, nàng cũng không có xuống lầu ăn cơm, mỗi lần đều là Tần Lạc đưa lên cho nàng. Nét mặt của nàng bình tĩnh, nhưng tâm tình xuống thấp. Nàng không nói một lời, lại thương tâm gần chết. Cho nên, chỉ cần có thời gian, Tần Lạc đều sẽ trở lại trong phòng nói chuyện với nàng. Hôm nay lúc ăn cơm, Vương Dưỡng Tâm đột nhiên hỏi Lương Triều Vĩ cùng Trương Quốc Vinh về một bộ phim, tên là gì nhỉ? Sau đó Tiểu Nhã rất kích động mà trả lời. Tần Lạc cười ha hả nói. Thần kỳ chính là, Tiểu Linh lại chắc chắn gật đầu, nói đúng chính là tên này. Thấy mọi người cười đến sặc sụa, hai người bọn họ biết mình nói sai rồi. Thật ra câu chuyện cười này cũng không phải xảy ra ở trên bàn cơm hôm nay, mà là di động Tần Lạc thu được câu chuyện cười. Hắn ra công thay hình đổi dạng nó một phen, sau đó thông qua miệng nhân vật bên cạnh gia tăng độ chân thật cùng tính thú vị. Quả nhiên, khóe miệng Lâm Hoán Khê nhếch nhếch. Mặc dù như vậy, nội tâm Tần Lạc vẫn cảm thấy thỏa mãn phi thường. Cũng đã mấy ngày, Lâm Hoán Khê nào từng biểu lộ vẻ mặt vui vẻ này chứ? Bọn họ đúng là ngốc, Tần Lạc nói, cho dù người gần như không coi phim như anh đây, cũng biết tên nó là Phong Quang Tảo Tiết ấy chứ. Vì vậy, Lâm Hoán Khê cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Tần Lạc âm thầm cảm ơn trời đất, chính mình kể cố sự dung tục như vậy, cũng chính là vì cố gắng để Hồng Nhan cười một tiếng nha. Nếu Lâm Hoán Khê có thể cười không ngừng như vậy, bảo hắn mỗi ngày nhảy thoát y cho nàng cũng được, chỉ cần nàng đồng ý cười. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nói, đây không phải là phong cách của anh. Là sao? Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê, hỏi, phong cách của anh là gì? Lâm Hoán Khê suy nghĩ nghiêm túc một chút, lắc đầu nói, không thể nói rõ được. Anh cũng không biết phong cách của anh là dạng gì. Tần Lạc tiến lên ôm sát Lâm Hoán Khê, thấp giọng nói, anh chỉ là muốn kể một câu chuyện có thể khiến em vui vẻ, về phần nội dung câu chuyện, cũng không có gì hay để ý. Trong phòng của mình kể chuyện cười cho bà xã mình còn cần hào hoa phong nhã sao? Hơn nữa, anh cũng không phải là một người hào hoa phong nhã. Lâm Hoán Khê rất cảm động, nói, dành đi Mỹ, lại không thể giúp được anh. Thật xin lỗi. Tần Lạc vỗ một cái lên mông Lâm Hoán Khê, nói, em còn khách khí với anh như vậy làm gì? Em là bà xã anh, sau này không được nói xin lỗi với anh. Em làm cái gì không làm cái gì đều được, đương nhiên chỉ cần em có thể vui là được. Hơn nữa, chúng ta có thể phá hủy trụ sở của bọn họ, không thể bỏ qua công lao của em. Tần Lạc lo lắng mình nhắc tới chuyện này lại khiến Lâm Hoán Khê tức cảnh sinh tình, vội nói sang chuyện khác, nói, anh nghĩ, chúng ta liền có thể trở về rồi. Mỹ dù tốt, nhưng dù sao vẫn là quốc gia của người khác, hơn nữa, anh không thích ăn bò bít tết, bánh mì lại ăn không đủ no. Ừ, chúng ta đi về, Lâm Hoán Khê nói, nàng thấy hộp nhỏ trên bàn, vành mắt đỏ hoe nói, mang bà trở về. Hai người đang ôm nhau nói lời thủ thỉ, cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Tần Lạc đi tới mở cửa, liền thấy Tiểu Linh thở hổn hển đứng ở cửa, nói, bác sĩ Tần. Bà Mã Thụy lại bắt đầu hộc máu. Chương 1290, vấn đề chính là bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Lạc gấp giọng hỏi. Không biết, Tiểu Linh nói, là Rách chạy tới nói, hắn đang chờ dưới lầu, xin anh mau qua xem thử. Đi.
Tần Lạc nói xong liền chạy xuống lầu. Lâm Hoán Khê nghe được lời của Tiểu Linh, biết bệnh nhân của Tần Lạc gặp chuyện không may, cũng vội trở về phòng thay áo ngủ chạy tới. Đợi đến khi Tần Lạc xuống lầu, bọn Cố Bách Hiền, Lý Nhân cũng đã chờ ở phòng khách. Hai vị lão nhân này sống ở Mỹ cũng không quá quen, buổi tối ngủ còn có chút lạ giường, thường xuyên rất khuya mới có thể ngủ. Đã ngủ không được, đơn giản an vị ở trong phòng khách thưởng thức trà bàn về y. Có thể có tri kỷ đồng hành nói chuyện trắng đêm, đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện vui vẻ. Thấy Tần Lạc xuống lầu, Cố Bách Hiền nói, Tần Lạc, mau đi xem một chút đi. Cũng đừng xảy ra loạn gì. Được, vậy liền đi, Tần Lạc vội vàng gật đầu, cũng không chào hỏi ai, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Bọn người Cố Bách Hiền liền đợi, Giê-xu cùng đầu to phụ trách gác đêm tối nay cũng tay nắm tay đi tới. Hai người bọn họ phụ trách bảo vệ Tần Lạc cùng cảnh giới. Bây giờ đã là hơn 11 giờ khuya, còn chừng mười mấy phút nữa sẽ rạng sáng. Nhưng mà, ngoài viện vẫn coi chừng không ít phóng viên. Bọn họ thấy Tần Lạc hơn nửa đêm ra cửa chạy tới chỗ bà Mã Thụy, lập tức giống như sói ngửi được mùi máu mà lao tới. Bác sĩ Tần, có phải xảy ra chuyện gì không? Bệnh tình bà Mã Thụy xuất hiện chuyển biến xấu sao? Sao muộn như vậy còn đi? Bà Mã Thụy có phải có nguy hiểm tới tính mạng không? Bác sĩ Tần, anh ở Mỹ đã quen chưa? Có thích ăn bò bít tết nơi này không? Tần Lạc một mực không đáp, chỉ bước nhanh tới trước. Giê-xu cùng đầu to một trái một phải chen tới cạnh hắn, không để cho bất cứ phóng viên nào tới gần. Những phóng viên kia cũng rất khó hiểu, bọn họ rõ ràng đều xông lên, sao luôn cách Tần Lạc có mấy bước lại không có cách gì tới gần chứ? Tới biệt thự của Jester rồi, bên kia cũng để phòng xâm nghiêm. Có điều, toàn bộ đèn biệt thự bật lên, báo hiệu có chuyện gì đã xảy ra. Đoàn người Tần Lạc tiến vào biệt thự, sau đó sải bước vào phòng bà Mã Thụy. Jackson cùng người nhà của hắn đều đang ở đó, thấy Tần Lạc tới, không ít người lộ vẻ chán ghét cùng cừu hận trên mặt. Rõ ràng, bọn họ đều đổ chuyện xảy ra trước mắt lên người Tần Lạc. Chung quy, là Tần Lạc bón bà ăn thảo dược khó ngửi màu đen kia mỗi ngày, cũng là hắn dùng những ngân châm lanh lảnh kia ghim vào đầu bà Mã Thụy. Jackson cùng phu nhân của hắn ngồi ở đầu giường, đang dùng khăn lông lau máu tươi bà Mã Thụy nôn ra. Đúng vậy, lần này là máu đỏ tươi, chứ không phải là máu tụ Tần Lạc vận dụng ngân châm bức bách ra nữa. Thấy Tần Lạc tới, Jackson lập tức từ đầu giường đứng dậy, quát với hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Anh nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Anh không phải nói bà Mã Thụy sẽ tỉnh lại à? Bà sao đang nôn ra máu? Tiên sinh, xin anh bình tĩnh một chút. Tiểu Linh tức giận nói, nàng rất không thích thấy Jackson hô to gọi nhỏ với Tần Lạc. Tôi lại đó, đây chính là thần tượng của nàng nha. Bình tĩnh, tôi làm sao bình tĩnh? Mẹ tôi đang hộc máu, cô lại bảo tôi bình tĩnh. Jackson quát lên như sấm. Hơn nữa, chức trách của cô chính là phiên dịch lời của tôi cho hắn nghe, không cần phát biểu ý kiến của mình cô. Sau khi nghe Tiểu Linh phiên dịch, Tần Lạc lộ vẻ hài hước mà nhìn Jackson, không giận ngược lại cười, nói. Tại sao phải như vậy, vậy phải hỏi anh đó. Anh có ý gì? Jackson tức giận quát lên. Người là anh chị, thuốc là anh nấu, châm cũng là anh ghim. Vậy có quan hệ gì tới tôi? Là anh nói mẹ tôi hai ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng mà, bà vẫn chưa tỉnh lại. Bà đang hộc máu, bà bệnh nguy kịch. Anh rốt cuộc làm cái gì với bà? Tần Lạc cũng không muốn vũ nhục mẹ người khác. Nhưng mà, hắn quả thật rất oan uổng, hắn cũng không có làm gì với mẹ Jackson. Hắn là một người đàn ông chính trực, hơn nữa tướng mạo bà Mã Thụy cũng rất không hợp thẩm mỹ quan hắn. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ tận chức trách một bác sĩ. Tần Lạc nói. Tận chức trách, Jackson giận dữ, nếu anh tận chức trách bác sĩ, mẹ tôi sẽ thành vậy à? Trước khi anh trị liệu cho bà là khỏe mạnh như thế. Trạng thái bà là tốt như vậy, mặc dù bà không thể tỉnh lại, cũng có thể sống đến 100 tuổi. Sau khi anh đến rồi đã làm gì? Anh biến bà thành như vậy, anh là hung thủ giết người. Tôi nói, có phải là nên tra thử bệnh tình bệnh nhân trước không? Cố Bách Hiền thấy Tần Lạc sau khi đến đây chẳng quan tâm tới bệnh trạng đột phát của bệnh nhân, chỉ không ngừng đứng đó cãi nhau với người ta, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đúng đó, Lý Nhân cũng vội khuyên giải. Tim hắn đập thình thịch, trán đầy mồ hôi. Nếu bà Mã Thụy có gì không hay xảy ra, nhiệm vụ đoàn thể bọn họ liền hoàn toàn thất bại. Nói vậy. Bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt mà trở về. Hơn nữa, không chỉ là tất cả đồng nghiệp trung y ở Mỹ,
tình cảnh của họ sẽ là họa vô đơn chí. Nếu Tần Lạc không thể chữa khỏi bà Mã Thụy, mọi người còn có thể cho là bệnh tình bà Mã Thụy quá nghiêm trọng, Tây y chịu bó tay, Trung y trị không hết cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà, Tần Lạc không chỉ không thể chữa khỏi cho bà Mã Thụy, ngược lại còn trị bà chết. Hậu quả này liền vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ có danh tiếng Tần Lạc bị hao tổn, mà cả thế hệ liền bị kéo theo. Mà ngay cả ngành Trung y đều chịu ảnh hưởng chuyện này, danh tiếng trượt dốc. Trung y là y học bảo thủ, kinh mạch ngũ hành nói không ngừng đến bây giờ cũng không có cách gì dùng khoa học hiện đại để chứng minh. Người trong nước Trung Quốc còn đỡ, ngoại trừ một số ít cặn bã không có lương tâm, trước khi Tây y nhập cảnh, bọn họ từng nhận ân huệ Trung y, còn có biết ơn và tín nhiệm với nó. Còn những người nước ngoài kia cũng không có trải nghiệm như vậy. Một khi bản tin thần y Trung Quốc thất thủ, bà Mã Thụy nôn ra máu mà chết đẩy ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ hô to lửa gạt, lăng băm, khoát lác, hơn nữa sẽ đuổi tất cả người hành nghề Trung y. Nếu thật đi tới bước này, Trung y còn có ngày nổi danh sao? Tần Lạc thân bại danh liệt, còn có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Không cần tra thử, thái độ Tần Lạc vô cùng cứng rắn nói, tôi đã trị khỏi bà Mã Thụy. Bà sao biến thành như vậy? Không liên quan gì tới tôi. Tần Lạc, cậu suy nghĩ kỹ chút đi. Cố Bách Hiền lo Tần Lạc là nghĩa khí cầm quyền. Không để cho Tiểu Linh phiên dịch lời này của Tần Lạc, nếu không, Sắc Sơn không liều mạng với bọn họ mới lạ. Hắn cầm lấy ống tay áo Tần Lạc, tận tình khuyên bảo, Tần Lạc, cậu phải bình tĩnh một chút. Không nên xúc động, cũng không thể xúc động được. Tôi biết rõ trong lòng cậu oan uổng, tôi cũng oan uổng mà. Không thì, tôi tới kiểm tra cho bà cụ, không cần cậu ra tay. Lão Cố, anh kiểm tra không ra kết quả gì đâu. Tần Lạc vẻ mặt không cam lòng nói. Lúc ấy tôi quả thật đã chụp hết máu tụ trong đầu bà Mã Thụy ra rồi. Nếu không xảy ra bất trắc, bà ấy bây giờ nên tỉnh lại rồi. Lúc ấy tôi còn đặc biệt dặn bọn họ, phải cố gắng chiếu cố tận lực chiếu cố. Bây giờ ra chuyện như vậy, tất cả đều là vấn đề của bọn họ. Tôi hoài nghi là bọn họ động tay chân. Mẹ tôi ơi, Cố Bách Hiền đều sắp khóc. May nhờ những người ngoài nghề kia nghe không hiểu tiếng Trung, nếu không, bọn họ sẽ liều mạng, chắc chắn sẽ liều mạng. Tần Lạc à, lời này cũng không thể tùy tiện nói ra được. Xảy ra vấn đề, chúng ta là bác sĩ Trung Quốc, là hình tượng đại biểu cho Trung Quốc đó. Tôi biết, Tần Lạc nói, hắn nói với Tiểu Linh, em nói cho bọn họ biết, nói chuyện này không liên quan tới anh. Anh không quản nữa. Tiểu Linh lộ vẻ khó xử. Nàng là bác sĩ bộ vệ sinh, biết chuyện này nếu xử lý không tốt, có thể chính là sự kiện chính trị giữa hai nước. Bác sĩ Tần, hay là anh nghĩ lại chút đi. Không cần lo lắng, cứ nói vậy đi, Tần Lạc bá đạo nói. Đừng nói, đừng nói. Cố Bách Hiền chắn ở phía trước Tiểu Linh. Chuyện này nghe tôi tới trần, tôi tới trần. Hắn chạy đến trước giường bệnh bà Mã Thụy, sau ba trần nhìn, nghe, bắt mạch, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng. Kỳ lạ, Cố Bách Hiền nói, từ mạch tượng mà xem, cơ thể bà cũng không đáng ngại, cũng không có dị thường gì. Sao lại nôn ra máu không ngừng chứ? Chẳng lẽ là tạng phủ vỡ nát? Nhưng nếu như vậy, trên mạch tượng cũng nên có dấu hiệu chứ? Tần Lạc bĩu môi, nói, cho nên nói rồi. Vấn đề chính là ở bọn họ. Bọn họ nhất định động tay chân trên thân thể bà Mã Thụy. Bọn họ sợ tôi chữa khỏi bà Mã Thụy. Không chỉ có bên Tần Lạc có phiên dịch Anh Văn, Sắc Sơn bên kia cũng có phiên dịch tiếng Trung. Sau khi nghe xong lời phiên dịch, Sắc Sơn thiếu chút nữa nôn ra máu không ngừng giống mẹ hắn. Hắn giống lớn, Franklin. Franklin, mở họp báo, lập tức, ngay lập tức. Chương 1291, tuyên bố nhiệm vụ thất bại. Franklin một mực đứng ở góc nhà. Hắn là trợ thủ của Jackson, không phải trực hệ của Jackson. Cho nên đối với gia sự của gã, hắn cũng không nhiệt tình tham gia. Sau khi nghe thấy Jackson phân phó, hắn lập tức đi tới, nói. Vâng, tiên sinh, tôi đi làm đây, hiện ở bên ngoài liền có không ít phóng viên, tôi đi mời họ. Đi đi, tôi phải lập tức công bố hành vi ác liệt của bọn họ ra thế giới. Jackson cố nén tức giận, nói. Gã xuất thân quân nhân, ở trong quân đội đã luyện được thân thủ bất phàm, cũng luyện được cả tính xấu. Sau khi xuất ngũ tòng chính, để tạo một ấn tượng tốt cho dân chúng Mỹ, gã biểu hiện ra vẻ nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần. Nhưng căn cứ vào tính cách học hoặc là nguyên lý y học mà nói thì áp lực như vậy sẽ cực kỳ tổn hại tới sức khỏe. Nếu cơn tức trong cơ thể trường kỳ không được phóng thích sẽ làm bị thương tới gan tạng. Hơn nữa, chúng sẽ giống như là lò xo,
anh nén chúng càng chặt thì khi nảy lên càng kịch liệt. Hiện tại Jackson đang ở vào trạng thái nảy lên kịch liệt. Đợi đã. Cô Bách Hiền chắn trước mặt Jackson, nói. Tiên sinh, tôi nghĩ chuyện quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là cứu người, có đúng không? Hiện tại bà Jackson vẫn còn sinh cơ, chưa đến mức không cứu nổi, phải không? Hơn nữa chứng bệnh của bà ta cũng vô cùng kỳ quái, chúng ta cần phải chẩn đoán thêm, nhất định sẽ cho anh một kết quả khiến anh hài lòng. Không cần, tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ rồi. Jackson bởi vì hận Tần Lạc, cho nên giận chó đánh mèo lên hắn. Tôi không tin các anh, mời các anh đến đúng là một chuyện ngu xuẩn vô cùng. Cố lão sư, thầy không cần phải cầu hắn. Tần Lạc đi tới kéo Cố Bách Hiền, nói. Hắn đây là có tật giật mình. Hắn không phải muốn họp báo tuyên bố tin tức ư. Chúng ta đây cứ xem hắn muốn nói gì. Đây là nhấc đá đập trúng chân mình. Anh quá vô lễ rồi, cho tới bây giờ anh vẫn muốn trốn tránh trách nhiệm ư. Jackson căm tức Tần Lạc, thấy Tần Lạc cường ngạnh như vậy. Jackson có chút hoảng hốt. Là anh quá độc. Tần Lạc cười lạnh. Tôi đoán rằng anh có thể dở ra chiêu này, nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ thực sự làm vậy. Anh không phải là tin vào Chúa cứu thế sao? Anh trước khi ăn cơm không phải đều cầu nguyện ư? Anh đang cầu nguyện cái gì? Xóa bỏ tội nghiệp của anh ư? Lần này thì đến cả người nhà của Jackson cũng không chịu nổi. Jackson, đuổi tên ngu xuẩn này đi cho tôi. Là ai mời hắn tới vậy? Là ai mời hắn tới vậy, mau đuổi hắn đi. Trời ạ, hắn đứng ở đây chỉ tổ làm bẩn sản nhà của chúng ta. Tiên sinh, Franklin đề nghị. Tôi nghĩ chúng ta không chỉ cần sự giúp đỡ của phóng viên mà còn cần cả cảnh sát nữa. Jackson có chút do dự. Tần Lạc là gã 3 lần 7 lượt mời tới, nếu tự mình đưa hắn tới cục cảnh sát, thanh danh của mình sẽ bị ảnh hưởng. Bọn họ sẽ nói cái thằng cha đáng sợ đó, hắn mời người ta tới. Sau đó lại tống người ta vào tù, đây là một chỉ trích rất nghiêm trọng. Bọn họ lạm dụng dược vật, sử dụng thủ đoạn trị liệu không khoa học, khiến bà Marie nôn ra máu không ngừng, sinh mệnh nguy trong sớm tối, điều này đã vi phạm pháp luật. Franklin tiếp tục nói, bọn họ phải chịu chế tài của pháp luật. Jackson cắn chặt răng, cuối cùng đưa ra quyết định, nói. Trước tiên mở cuộc họp báo tuyên bố tin tức đã, truyền cáo chuyện xấu của họ ra thế giới. Mời Hon tiên sinh và các bác sĩ sắp tới giúp đỡ, nếu bà Marie xảy ra chuyện gì, vậy thì bọn họ sẽ phải chịu chế tài của pháp luật. Vâng, tiên sinh. Franklin nói, tuy rằng không thể lập tức bảo người bắt Tần Lạc khiến hắn có chút tiếc nuối, nhưng, trước tiên khiến bọn họ mất hết thanh danh, sau đó tống hắn vào ngục, kết quả này cũng không tồi. Tôi có thể đứng ngoài quan sát không? Tần Lạc cười hỏi. Jackson hừ lạnh một tiếng, chạy tới kéo tay Hon. Thỉnh cầu y trị liệu cho bà Marie. Hon đáp ứng, đi đến trước mặt Tần Lạc hỏi. Tiểu Tần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải nói bà Marie sắp tỉnh lại rồi ư? Sao giờ lại nôn ra máu không ngừng? Đúng vậy. Tần Lạc cười nói. Vốn là sắp tỉnh lại rồi, nhưng có người không muốn để bà ấy tỉnh lại. Gì cơ? Hon kinh hãi. Sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hon là bác sĩ điển hình. Y cả đời hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm, nhiều nhất chỉ giao tiếp với những dụng cụ lạnh lẽo và các loại khí quan động vật. Cho nên, y không thể nào biết được thế giới này dơ bẩn tới cỡ nào. Bởi vì, nếu bà Marie tỉnh lại, Trung Y sẽ thịnh hành ở nước Mỹ. Tần Lạc nói, có người không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hon miệng há ra, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được. Chuyện như vậy rất khủng bố, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, người nằm trên giường bệnh là mẹ của Jackson. Sao lại có người có thể làm ra được chuyện như vậy? Tôi thực sự thật đáng tiếc. Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Thế giới này không giống như là chúng ta tưởng tượng. Vốn tôi còn muốn giao lưu với ông một chút, mở rộng ngành học não vực này, để nhân loại có thể gia tăng hiểu biết về lĩnh vực này. Hiện tại xem ra tôi rất khó thực hiện được lý tưởng của mình. Hon bị lời nói của Tần Lạc khiến cho xúc động. Y mặt đỏ tới mang tai giống như là uống rượu say vậy. Y nắm chặt tay Tần Lạc, lớn tiếng nói. Tần, anh yên tâm, khoa học sẽ không khuất phục trước chính trị. Chỉ cần anh làm đúng, tôi nhất định sẽ đứng ở phía anh. Tôi đã chứng kiến quá trình trị liệu của anh rồi, tôi sẽ nói rõ tất cả với công chúng. Cảm ơn. Tần Lạc cảm kích nắm lại tay Hon. Hắn mời Y tới tham dự cũng là mang tâm tư này. Hắn cần một người Mỹ giúp mình lên tiếng. Hơn nữa người Mỹ này còn cần phải có thanh danh và địa vị trong lĩnh vực xuất huyết não. Không nghi ngờ gì nữa,
Hòn chính là nhân tuyển tốt nhất. Hòn tiên sinh, ông là người nghiên cứu y học mà tôi tôn trọng nhất. Không chỉ riêng tôi, đồng nghiệp trên thế giới đều sẽ tôn trọng ông. Bởi vì, chúng ta không chỉ vì hiện tại mà còn vì cả tương lai. Thậm chí là trăm năm sau. Lúc đó, bọn họ sẽ biết hôm nay rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Có ai mà không muốn được danh sử sách? Hòn bị những lời của Tần Lạc khiến cho nhiệt huyết sôi trào, y nói. Đúng vậy, chính là như thế, bọn họ có thể lừa được nhất thời chỉ không thể lừa được cả đời. Chân tướng sớm muộn gì cũng được công bố ra thế giới. Sự tà ác sẽ bị đuổi đi, chính nghĩa nhất định sẽ đến. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Hòn nói. Nhưng, hiện tại anh nói cho tôi biết đi, tôi phải cầm máu cho bà Marie như thế nào? Thật ra không cần Franklin mời, những phóng viên này đều đã tự phát vây ở ngoài biệt thự của nhà Zest. Nếu không phải bên ngoài có những vệ sĩ cao to đứng gác thì bọn họ đã sớm lao vào rồi. Hiện tại đã 12 giờ đêm, Tần Lạc vẫn còn dẫn một đám người vội vàng đi tới, nếu như nói không có chuyện gì phát sinh mà chỉ là đi ăn đêm thì chẳng ai tin nổi cả. Thế nên bọn họ đều đang chờ đợi trong kích động. Đợi một sự bùng nổ sắp tới, đợi một tin tức có thể truyền khắp cả thế giới. Ánh mắt của họ sáng rực. Bọn họ không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Quả nhiên, bọn họ mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, sự kiện đã bắt đầu được đẩy cao. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy trợ thủ tâm phúc Franklin của Jackson đi ra. Franklin đi xuống bậc thang, đi ra tới cửa nhỏ rồi nói. Các vị bằng hữu phóng viên, Jackson tiên sinh có chuyện khẩn cấp muốn tuyên bố với mọi người. Jackson tiên sinh đâu? Phải nói cho chúng tôi biết là có chuyện gì. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đợi. Jackson đi ra dưới sự vây quanh của bốn gã bảo tiêu, để mặc cho những phóng viên này vây lấy hắn, trầm trọng nói. Thưa quý ông quý bà, thưa các vị tiên sinh, tôi rất đau lòng với cũng rất đáng tiếc phải nói với mọi người rằng, bác sĩ Hoa Hạ, Tần Lạc tiên sinh mà tôi mời đến, hắn không chỉ không thể khiến Marie, mẹ của tôi tỉnh lại, ngược lại còn khiến bệnh tình của bà ấy chuyển biến xấu đi, hiện tại đang không ngừng mất máu. Tôi ký thác quá nhiều hy vọng vào bọn họ, cho nên thu hoạch hiện tại khiến tôi đầy đau khổ. Lúc này, tôi chính thức tuyên bố, bác sĩ Tần Lạc trị liệu thất bại, tôi đã cấm bọn họ tiếp xúc với mẹ của tôi. Hơn nữa, nhìn tình huống khang phục của bà Marie, tôi có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự của bọn họ. Chương 1292, tôi sẽ đem tiếng xấu truyền xa. Cầm máu thế nào ư? Tần Lạc hỏi ngược lại. Đúng vậy, cầm máu thế nào? Hòn mặt đầy vẻ xấu hổ. Tần, tôi đã tiếp nhận thỉnh cầu của Jackson tiên sinh, nhưng tôi hiện tại không có dụng cụ, không tìm thấy chỗ xuất huyết của bà Marie. Tôi nghĩ, có phải nên đưa bà ta tới bệnh viện để kiểm tra thân thể toàn diện không? Chỗ bất đồng của Tây Y và Trung Y là, trị liệu Tây Y cần dùng dụng cụ tiên tiến, cần kiểm tra đo lường kỹ càng, cần dược vật, còn Trung Y chỉ cần một cây ngân châm hoặc là một đôi bàn tay khéo léo là đủ rồi. Đúng vậy, Tần Lạc nói. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng, với tình trạng hiện tại của bà Marie, thật sự không thể chịu được di chuyển. Hơn nữa, ở gần nơi này liệu có bệnh viện nào có thể kiểm tra cho bà ta tốt không? Đúng vậy. Hòn gật đầu. Cho nên cần anh giúp. Tần, tôi biết anh nhất định sẽ có biện pháp. Anh nói cho tôi biết đi, nên cầm máu như thế nào? Tôi không thể nói với ông được. Tần Lạc nói. Ồ, thật sự là đáng tiếc. Hòn rất thất vọng. Có điều tôi có thể hỗ trợ cầm máu. Tần Lạc nói. Hòn suýt bị những lời này của Tần Lạc khiến cho nghẹn họng, giờ đã là lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tình nói đùa. Chẳng lẽ hắn không thấy gấp chút nào ư? Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu khẳng định, Tần Lạc liếc người nhà của Jackson, nói. Nhưng, phải có sự đồng ý của họ mới được. Hòn nghĩ nghĩ, đi tới nói mấy câu với Zest. Zest nhìn Tần Lạc một cái đầy cảnh giác, không muốn đi. Vẻ mặt của Hòn liền trở nên nghiêm túc, rất nghiêm khắc quát lớn vài câu. Có thể là lo Hòn bỏ của chạy lấy người, Zest cuối cùng cũng đồng ý rời khỏi gian phòng bệnh này, hơn nữa mang theo cả thân nhân khác của hắn. Ông nói thế nào vậy? Tần Lạc hỏi. Tôi nói với bọn họ rằng tôi phải mổ cho bà Marie. Không thể bị người khác quấy rầy. Hòn nói. Bọn họ hiển nhiên không tin. Tôi bảo, nếu như có bọn họ ở đây thì tôi sẽ không động thủ trị liệu. Bọn họ lúc này mới đồng ý ra ngoài. Chúng ta bắt đầu đi. Tần Lạc nói. Hắn từ trong ngực mình lấy ra hộp châm, sau khi dùng rượu sát trùng, lập tức đâm một châm vào vị trí cổ của bà Marie.
Sở dĩ bảo Hon đuổi đám người nhà Z ra ngoài chính là hắn biết bọn họ sẽ không cho phép hắn thi châm với Marie. Mà ngân châm lại là biện pháp cầm máu hữu hiệu nhất là nhanh nhất. Đối với Tần Lạc mà nói, bà Marie vẫn không thể chết được. Ít nhất thì bây giờ vẫn không thể chết được. Xôn xao. Một hòn đá làm dậy sóng. Jackson tiên sinh, sức khỏe hiện tại của bà Marie thế nào? Liệu có nguy hiểm tới tính mạng không? Đúng vậy. Jackson hồi đáp. Tôi đã mời bác sĩ Lin tới đây chẩn. May mắn là bác sĩ Hon vừa hay đang ở đây, hiện tại ông ta đang trị liệu cho bà Marie. Tiên sinh, chúng tôi có thể vào chụp ảnh không? Chúng tôi muốn biết tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tôi nghĩ, không chỉ chúng tôi quan tâm tới an nguy của bà Marie, tất cả công chúng nước Mỹ cũng đều đang chú ý. Bọn họ cũng hy vọng có thể biết được chân tướng. Jackson sau khi nghĩ ngợi một lúc thì ra vẻ khó xử nói. Bà Marie hiện tại đang được trị liệu, các anh đi vào không tiện. Hay là như vậy đi, các anh lựa chọn một đại biểu đi vào, hoặc là do trợ thủ Franklin tiên sinh của tôi cầm máy ảnh của anh đi vào chụp một bức ảnh. Tôi đi chứ, để tôi vào thăm bà Marie. Hay là để nữ sĩ vào đi, bọn họ cẩn thận hơn. Các phóng viên đều muốn được vào chụp ảnh. Nói đùa à, ai ai có thể chụp được bức ảnh này, cho dù là ra giá trăm vạn thì cũng sẽ có tòa soạn báo muốn mua. Cuối cùng, là do Franklin đi vào chụp ảnh. Hơn nữa nói rõ bản quyền của bức ảnh này là của chung, tất cả các hãng truyền thông đều có thể đăng. Jackson tiên sinh, anh có cái nhìn gì về biểu hiện của Trung Y Hoa Hạ? Bọn họ là kẻ lừa đảo ư? Tôi không thể trả lời vấn đề này. Jackson nói. Nhưng... tôi không chỉ vì bọn họ khiến bà Marie đã khang phục lại thành bệnh tình chuyển biến xấu mà cảm thấy phẫn nộ. Tôi nghĩ, bọn họ không còn là bạn của tôi nữa. Anh cho rằng mình mời Trung Y Hoa Hạ đến khám bệnh là sai lầm. Đúng vậy. Jackson vô cùng đau lòng nói. Có lẽ, đây là lựa chọn sai lầm nhất trong đời tôi. Tôi vốn muốn cứu bà Marie nhưng lại không ngờ rằng ngược lại thành hại bà ta. À, Tần Lạc ra kìa. Có phóng viên kinh hô. Những truyền thông của Hoa Hạ quan tâm tới Tần Lạc lập tức vào tới, vây quanh Tần Lạc. Bác sĩ Tần, Jackson tiên sinh đang chỉ trích anh trị liệu sai lầm, khiến bệnh tình của bà Marie càng lúc càng nghiêm trọng. Anh có gì muốn nói không? Một nữ phóng viên Hoa Hạ hỏi. Tần Lạc bật cười, nói. Đây là công kích ác ý. Thật ra ngày hôm qua, máu tụ trong não của bà Marie cũng đã được phẫu thuật bài trừ sạch sẽ, trong 2 ngày sẽ tỉnh lại. Tôi còn đang chuẩn bị làm như vậy. Đợi khi bà Marie tỉnh lại, tôi sẽ mở họp báo công bố tin vui với mọi người. Nhưng không ngờ chuyện lại thành thế này, thật sự là khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được. Cái gì cơ, bà Marie đã khang phục. Nghe thấy Tần Lạc nói vậy, những phóng viên này đều muốn điên rồi. Không, là sắp điên rồi. Rốt cuộc là ai nói thật đây? Một người nói bác sĩ vô năng, chẩn trị thất bại, khiến bệnh tình của bệnh nhân nặng thêm, hiện tại sinh mệnh đang bị đe dọa. Một người khác thì nói máu tụ trong não bà Marie đã được bài trừ, sắp tỉnh lại rồi. Rốt cuộc là nên nghe người nhà của người bệnh hay là nghe bác sĩ? Trong đây có ẩn tình gì chăng? Bọn họ biết, nếu buổi tối hôm nay không làm rõ vấn đề này, bọn họ sẽ không thể ngủ được. Đương nhiên, cho dù muốn ngủ cũng không được, nếu bọn họ ngủ vào thời khắc quan trọng thế này, chủ biên của bọn họ nhất định sẽ đuổi việc họ. Tần Lạc tiên sinh, anh nói bà Marie đã khang phục. Vì sao bà ta hiện tại lại không ngừng nôn ra máu? Sự thật là, bệnh nhân cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Anh giải thích tất cả điều này thế nào? Lần này là một phóng viên người Mỹ tóc vàng hỏi. Hiển nhiên, hắn tin vào lời của Jackson hơn. Dù sao gã cũng có thân phận khiến bọn họ tin phục. Hơn nữa, bọn họ đã nhìn thấy ảnh, bà Marie đúng là đang nôn ra máu, bộ dạng thật sự là đang rất yếu ớt. Bất kỳ một người có lương tâm nào nhìn thấy bức chương này, bọn họ đều sẽ đồng tình với nhà Jackson, hơn nữa công kích Tần Lạc và Trung Y mà Tần Lạc đang đại biểu. Đây cũng là nguyên nhân mà Jackson đồng ý để phóng viên chụp ảnh. Gã sẽ không từ bỏ cơ hội để chơi trò đáng thương. Đó là một âm mưu. Tần Lạc nói. Âm mưu gì? Có phóng viên hỏi. Âm mưu nhằm vào tôi, nhằm vào Trung Y. Tần Lạc nói. Có người không hy vọng bà Marie tỉnh lại, có người hy vọng nhìn thấy tôi thất bại. Nhìn thấy thần thoại Trung Y tan biến. Vì thế, bọn họ không tiếc bán đứng cả thân nhân của mình. Nếu bà Marie biết tất cả, bà ta nhất định sẽ lựa chọn vĩnh viễn không tỉnh lại. Bởi vì sự thật này quá tàn nhẫn. Anh đang nói Jackson tiên sinh ư?
anh có chứng cớ gì? Nếu không có chứng cớ, chỉ trích như vậy có thể xem là anh đang vũ nhục Jackson tiên sinh. Nếu anh không biết pháp luật nước Mỹ thì chúng tôi có thể nói với anh rằng anh sẽ phải ngồi tù. Tôi sẽ tìm được chứng cớ. Tần Lạc nói. Sau đó, hắn không trả lời các câu hỏi có lễ hoặc là vô lễ của các phóng viên, dưới sự bảo vệ của Giê-xu và đại đầu đi vào biệt thự của mình. Hắn nếu không đi nhanh một chút thì những các phóng viên của nước Mỹ này sẽ cởi giày ném mình. Cả đám người chật vật quay trở về biệt thự, sau đó đóng cửa không cho phóng viên tiến vào. Tần Lạc, anh biết anh đang làm gì không? Cô Bách Hiền cuối cùng cũng không nhịn được chỉ trích Tần Lạc. Anh vì sao không thể lý trí một chút? Phát hiện ra vấn đề, chúng ta giải quyết vấn đề là đủ rồi. Sao có thể hờn dỗi như trẻ con vậy được? Lý Tử Nhân cũng phụ họa. Chuyện lớn như vậy, anh sao có thể xử lý qua loa như thế? Anh có biết hay không, hậu quả lần này sẽ nghiêm trọng cỡ nào? Hai người đều là quốc thủ trung y, bọn họ rất quý trọng một trung y trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Tần Lạc, càng trân trọng chức nghiệp trung y này hơn. Bọn họ là người được lợi, là người truyền bá, cũng là người thừa kế. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn thấy trung y bị hủy diệt, càng không muốn nhìn thấy trung y bị hủy diệt trong tay người trẻ tuổi mà bọn họ coi trọng. Đây là phạm tội. Biết. Tần Lạc cười cười gật đầu. Ngày mai bọn họ sẽ đưa tin chuyện xảy ra buổi tối hôm nay ra ngoài. Có lẽ buổi tối hôm nay sẽ tuyên bố trên mạng rồi. Tôi đã để tiếng xấu lan xa. Trung y cũng vậy. Anh còn cười được ư? Cô Bách Hiền thật sự là bị Tần Lạc chọc giận rồi, hận không thể cầm hộp thuốc trong tay đập vỡ đầu hắn. Chương 1293, Tần Lạc, mẹ anh gọi về nước ăn cơm. 3 giờ sáng. Thư phòng. Hiện tại chính là lúc trời tối nhất, bình minh chưa đến, bóng đêm chưa đi. Hơn nữa thời tiết hôm nay không coi là tốt, trong không khí còn chút mùi vị ẩm ướt. Cho nên, giống như là có người cầm bút lông màu đen vẽ vài nét bút trên bầu trời vậy, màn đêm không thể chiếu ra chút bóng người nào. Không bật đèn lớn, chỉ mở đèn bàn, cho nên thân thể nam nhân đang ngồi trong góc sofa hoàn toàn bị che giấu trong bóng đêm, giống như là một pho tượng cô độc. Rầm rầm. Tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, nam nhân đó vẫn không nhúc nhích, không hề nói mời vào. Két! Cửa phòng bị đẩy ra, mùi cà phê ùa vào. Franklin trong tay bưng một cái khay, trên khay đặt hai tách cà phê, khói vẫn còn bốc, hiển nhiên là vừa được đun. Tiên sinh, uống tách cà phê cho tinh thần thoải mái hơn đi. Franklin ngựa quen đường cũ đi đến trước mặt Jackson, đặt cái khay lên bàn. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Cũng may bệnh tình của bà Marie đã ổn định, bác sĩ Hon và bác sĩ Rắc Rối đều là thầy thuốc tốt làm hết phận sự. Có bọn họ ở đây, bà Marie không sao đâu. Trong bóng tối một bàn tay vươn ra, cầm lấy tách cà phê rồi ngoáy đều. Gã uống cà phê không thích cho thêm đường, nhưng thích dùng thìa nhỏ để ngoáy cho nguội. Franklin là trợ thủ nhiều năm của gã, hắn biết gã có thói quen như vậy. Franklin cũng cầm một ly cà phê ngồi xuống đối diện y. Franklin! Có phải anh làm hay không? Jackson lên tiếng hỏi, giọng nói hờ hững, không vui không buồn, không nghe ra được thái độ thật của gã. Gì cơ? Franklin ngây ra, hỏi. Anh hỏi gì vậy, tiên sinh? Tôi biết là anh làm. Jackson nói. Tôi biết là anh khiến bà Marie biến thành như vậy, là anh khiến bà ta không ngừng nôn ra máu. Có phải hay không? Đúng vậy. Franklin vô cùng thẳng thắn thành khẩn trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen đối diện, nói. Tiên sinh, tôi không ngờ anh lại hỏi câu này. Tôi cho rằng đây là sự hiểu ngầm giữa chúng ta. Tôi vì sao không thể hỏi? Giọng nói của Jackson đột nhiên đề cao. Đây là ăn ý ư. Trợ thủ của tôi bán đứng tôi, chẳng lẽ tôi không nên làm rõ chân tướng sự thật ư? Anh biết rõ tôi đã cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, anh vì sao còn làm như vậy? Tiên sinh, anh cự tuyệt có lý do của anh. Franklin nói. Nhưng, tôi làm như vậy cũng có lý do của mình. Anh có lý do gì? Franklin nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Tiên sinh, chúng ta trước tiên thảo luận lý do anh vì sao cự tuyệt đi đã. Ồ, tôi cũng rất hiếu kỳ xem anh muốn nói gì. Jackson cười nói. Anh cự tuyệt, là vì bà Marie là mẹ của anh. Trên thế giới này, ai có thể vứt bỏ được nhân tình? Chính trị gia máu lạnh cũng không ngoại lệ. Franklin cười nói. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân quan trọng nhất. Nguyên nhân quan trọng nhất là anh không muốn phải chịu sự khống chế của người ta. Nhìn thấy Jackson cúi đầu uống cà phê, không đáp lại suy đoán của mình,
Franklin tiếp tục nói. Anh là một chính trị gia có dã tâm, anh chờ mong ngày được vào làm chủ Nhà Trắng. Anh cần thương nhân này giúp, nhưng lại không muốn để nhược điểm rơi vào tay họ. Bởi vì nếu anh làm như vậy, mặc dù lý tưởng của anh được thực hiện, nhưng anh cũng chỉ là một con rối. Bọn họ đều là muỗi, là quỷ hút máu, bọn họ sẽ đeo ống hút lên người anh, hút khô mỗi một giọt máu trên người anh. Anh không muốn tương lai của anh sẽ như vậy. Nếu anh tiếp nhận điều kiện của bọn họ, nếu anh tiếp nhận cái vòi nọc độc của Leon như vậy, anh sẽ phải sát hại mẹ của mình. Điều này thật sự là đáng sợ, nếu bị truyền bá ra ngoài, anh không chỉ mất hết danh dự, hơn nữa sẽ trở thành kẻ địch của thế giới. Anh không thể làm như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể lấy cái này ra để uy hiếp anh. Bắt anh phải ra sức cho họ. Franklin nhìn lướt qua thư phòng, nói. Nếu tôi đoán không sai, khi Leon tiên sinh tới đây bái phỏng, anh đã sử dụng máy quay phim được lắp kín bên trong thư phòng. Anh làm rất khá, anh không chỉ không chịu sự quản chế của bọn họ mà còn phản kích dã tâm bành trướng của bọn họ. Về sau, khi anh cần, bọn họ nhất định sẽ vui vẻ phối hợp làm một số việc. Bởi vì tần số nhìn hôm ấy đã đủ khiến bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Trầm mặc rất lâu. Anh đã biết rồi, vì sao còn làm như vậy? Jackson cười nói. Nếu tôi không làm như vậy, không phải sẽ khiến anh thất vọng ư? Franklin cười nói. Tôi vì sao phải thất vọng? Bởi vì anh biết tôi nhất định sẽ làm chuyện này. Anh cự tuyệt yêu cầu của Leon, lại giữ tôi lại, không phải để cho tôi cơ hội làm việc này ư? Franklin nói. Anh biết tôi là Hawking tiên sinh giới thiệu cho, mà Hawking tiên sinh và lão An Vạn tiên sinh là bạn tốt nhiều năm. Anh biết tôi là người của bọn họ. Anh cũng biết bọn họ sẽ không đồng ý để bà Marie tỉnh lại, mặc dù phải trả một cái giá rất lớn. Tiên sinh, không thể không nói. Anh hiện tại làm càng lúc càng lão luyện, cũng càng lúc càng tốt rồi. Anh đã trở thành một chính khách ưu tú, cho dù là người thân nhất của mình cũng không nên tin tưởng. Bởi vì hắn đối với anh mà nói chỉ là một con cờ mà anh có thể tùy thời vứt đi mà thôi. Jackson buông chén cà phê trong tay, ngửa ra sau, nghiền nghị nhìn Franklin, nói. Nếu bọn họ biết kế hoạch của tôi, vì sao anh còn làm ra loại chuyện này? Bởi vì anh làm không tính là quá đáng. Kết quả như vậy bọn họ có thể chấp nhận được. Franklin nói. Bọn họ vốn là đồng bọn hợp tác thân mật với anh, bọn họ nắm địa vị chủ đạo hay là anh nắm địa vị chủ đạo, những điều này đều không quan trọng. Bọn họ là thương nhân, bọn họ chỉ cần tiền. Cho bọn họ đủ lợi ích là đủ rồi. Mà bà Marie bất kể là như thế nào cũng không thể tỉnh lại. Nói như vậy, tôi phải cảm tạ các anh đã giúp ư. Jackson hỏi lại. Đúng vậy, tiên sinh. Franklin nói. Tại sao lại không chứ? Ít nhất, chuyện đang phát triển theo sự mong chờ của chúng ta. Không phải sao, chẳng lẽ anh không chờ mong thời khắc mặt trời lên? Jackson dương mắt nhìn trời, nói. Đúng vậy, thật sự rất chờ mong. Một phụ nữ Mỹ liên tục ăn 25 cái hamburger, sau 3 phút cả Inte Hoa Hạ sẽ biết. Một nam nhân Nhật Bản đi đêm bị một nam nhân phi lễ, không đến một phút đồng hồ sẽ thành chuyện cười của toàn thế giới. Dù hành viên vũ trụ trên mặt trăng ở một cái, nhân loại trên địa cầu đều nghe rõ. Đây là tốc độ của mạng. Không thể không nói, vẫn là truyền thông Hoa Hạ chuyên nghiệp nhất. Tin tức Tần Lạc trị liệu thất bại, bà Marie không ngừng nôn ra máu không ngờ là được bung nổ trên mạng đầu tiên. Bệnh tình của bà Marie nặng thêm, không ngừng nôn ra máu, Tần Thần Kỳ lần đầu thất bại. Trong bài báo này, phóng viên đã viết lại chuyện Phó Tổng thống Jackson mở họp báo đuổi Tần Lạc. Nói mình không còn là bạn với Tần Lạc nữa, lựa chọn trung y là một sai lầm cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng không tin lời nói của một bên của Jackson. Hắn đồng dạng cũng viết lời nói, đây là một âm mưu của Tần Lạc. Ở cuối bài báo viết thêm, chân tướng của chuyện khó bề phân biệt, muốn biết tiến triển như thế nào, mời chú ý tin tức của phóng viên mạng đang có mặt ở nước Mỹ. Mạng chim cánh cụt, mạng lục xuất khẩu, các trang web đưa tin lớn của Hoa Hạ cũng không chịu yếu thế. Đều ngay lập tức tuyên bố những tin tức mới nhất. Bà Marie không ngừng nôn ra máu, Tần Lạc nói đây là một âm mưu. Là anh hùng hay là cẩu hùng? Là trung y cứu người hay là trung y giết người? Ở trong nước là thần y, ở nước ngoài là thần côn. Tần Lạc, mẹ anh gọi anh về nước ăn cơm. Các trang báo mạng tranh nhau đưa tin, những diễn đàn trong nước cũng liên tục truyền tải tin tức. Bởi vì lúc này ở Hoa Hạ là ban ngày, là thời gian dân mạng sục sôi nhất. Những tin tức này một khi được đưa ra sẽ dẫn tới đại thảo luận toàn dân. Vì thế,
làn sóng Tần Lạc lại một lần nữa xuất hiện đúng hạn. Chỉ có điều, nó trước tiên diễn thử ở Hoa Hạ. Sau đó quay cuồng, gào rít, dùng một tư thái không tính là đẹp đẽ thổi quét cả nước Mỹ và toàn thế giới. Chương 1294, vì sao không chửi thậm tệ hơn? Trời ạ, không thể nào. Tần Lạc là thần tượng của tôi mà. Hắn sao có thể thất bại được? Anh không thấy à, Tần Lạc nói đây là một âm mưu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu không thì đường đường là phó tổng thống Mỹ lại chạy tới tìm Tần Lạc chữa bệnh cho mẹ y à. Cho dù chữa thì bọn họ lại tự mình xuống tay hạ độc, anh không phải là chữa mất công ư. Hắc hắc, ai cũng nói trung y là ngụy trung học, đám các anh không ai chịu tin, giờ thì thấy chưa. Cũng chỉ có mấy thằng ngu ngốc như các anh cứ cho rằng nó là quốc bảo, coi cái loại ma, cà, bông lưu manh này là thần tượng. Tới nước Mỹ rồi hắn lập tức bị lột lớp ngụy trang. Thôi mau về đi, đừng có ở nước ngoài làm mất mặt nữa. Tôi thấy Tần Lạc chỉ là hiện tượng ảo thôi, sau lưng hắn có cả một đội ngũ lăng xê. Hắn không đi học, cũng chưa từng làm luận văn chuyện nghiệp. Thậm chí hắn ở thời tiểu học còn không được giáo dục chính quy. Người như vậy sao có thể trị bệnh được, hắn chẳng qua chỉ là một tên lừa bịp thôi. Một mình độc chiến Hàn Y, anh có chút thông minh nào không đấy? Một người sao có thể có tinh lực để độc chiến Hàn Y được? Căn cứ vào tư liệu mà tôi thu thập được, bác sĩ đăng ký của Hàn Quốc đại khái có 12 vạn. Tần Lạc hắn có lợi hại hơn nữa, lấy tốc độ mỗi một phút đồng hồ chiến thắng một bác sĩ Hàn Quốc để tính toán, muốn chiến đấu với toàn bộ 12 vạn bác sĩ này cần bao lâu thời gian. Đây là thần thoại do con người tạo ra, chỉ có thần thoại mới dám viết như vậy. Giả, là giả thôi. Úi, ai lấy giày ném tôi đấy, tôi cảnh cáo các anh, ném giày cũng được, tôi không thèm so đo với loại người bình thường như các anh, nhưng đừng có mà ném gạch. Một phóng viên họ Phương đang dẫn tiết mục thì bị người xem và trẻ con ném gạch vỡ đầu, tiết mục tạm dừng, hắn được vội vàng đưa tới bệnh viện, sinh tử chưa rõ. Người ủng hộ thì cho rằng Tần Lạc không thể thất bại. Cho dù thất bại thì cũng là âm mưu của người Mỹ. Để dập tắt trung y, xóa sạch thần tượng tinh thần Tần Lạc này. Người phản đối thì cho rằng Tần Lạc là thần thoại nhân tạo. Cho rằng sau lưng hắn có một đoàn thể lợi ích, bọn họ đóng gói ra một thần thoại như vậy, thật ra mục đích cuối cùng là để bán thuốc. Hai bên đánh nhau, công kích chửi rủa, không ai chịu thua ai. Có điều, người phản đối chung quy vẫn là số ít. Khi các cơ quan truyền thông tổ chức bỏ phiếu, người cho rằng Tần Lạc không thất bại chiếm 65%. Bọn họ đều là người chứng kiến và người ủng hộ kỳ tích Tần Lạc. Bọn họ không tin Tần Lạc sẽ thất bại. Về phần lời nói của Phó Tổng thống Jackson thì bọn họ hoàn toàn không tin. Có 20% cho rằng Tần Lạc lọt bẫy, tất cả những gì họ làm là để vây bắt con mồi Tần Lạc này. 10% người thì cho rằng Tần Lạc là thần tượng nhân tạo, cho rằng hắn được đóng gói ra. Còn có 5% người lựa chọn bỏ phiếu trắng. Khuynh Thành Quốc tế, văn phòng chủ tịch. Lệ Khuynh Thành đang ngồi trước bàn làm việc nhìn một tập giấy được in ra trong tay. Bên ngoài cửa sổ chính là Yến Kinh, đô thành có lịch sử lâu đời. Trải qua trăm ngàn năm mưa gió, nó không chỉ không cũ đi, ngược lại còn bởi vì sự hóa trang của khoa học kỹ thuật mà tỏa sáng sinh cơ. Bịch bịch, tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên, Lệ Khuynh Thành nói khẽ, mời vào. Người đi vào là một nữ nhân mặc đồng phục, cũng rất tinh xảo, cũng rất xinh đẹp. Bất kể cách ăn mặc hay là trang điểm đều là phiên bản của Lệ Khuynh Thành, nhưng vẫn thiếu cỗ phong lưu uẩn tịch trời sinh của Lệ Khuynh Thành. Chị Lệ, chị tìm em. Lô Vĩ là tâm phúc đáng tin của Lệ Khuynh Thành, là cửa hàng trưởng khi Lệ Khuynh Thành sáng lập thẩm mỹ viện Khuynh Thành. Về sau bởi vì phương thuốc của Tần Lạc gia nhập liên minh, Khuynh Thành quốc tế nhanh chóng bành trướng. Hiện tại cô ta vì năng lực xuất chúng, được Lệ Khuynh Thành điều đi đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty Đằng Long mới lập. Lô Vĩ, có chuyện giao cho em làm đây. Lệ Khuynh Thành đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Lô Vĩ cười nói, cô ta biết. Một lãnh đạo có coi anh là người một nhà hay không thì phải xem người đó có giao chuyện cơ mật nhất cho mình xử lý không. Rõ ràng, hiện tại cô ta đã là người được Lệ Khuynh Thành tín nhiệm nhất. Em đã đọc tin tức này chưa? Lệ Khuynh Thành đưa tập giấy trong tay ra. Đây đều là chị in ra. Lô Vĩ tiếp lấy nhìn, lập tức hiểu ra, nói. Chị Lệ, chị muốn em làm gì? Tra ra nội tình của những người này, hơn nữa công bố họ ra ngoài. Lệ Khuynh Thành nói. Chị muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt. Vâng, em biết phải làm thế nào rồi. Lô Vĩ cầm tư liệu đi ra ngoài. Lệ Khuynh Thành thoải mái nằm trên ghế ra, cười nói.
Các anh không cho hắn sống yên thì tôi sẽ khiến các anh không được chết tử tế. Tiểu thư, tư liệu mà chị muốn đọc đây. Quả tử ôm một chồng tư liệu đi vào. Văn nhân Mục Nguyệt nhìn cô ta một cái rồi cầm lấy tư liệu đọc. Chỉ có chừng này thôi à? Văn nhân Mục Nguyệt hỏi. Quả tử ngây người, cười nói. Tiểu thư còn cần tư liệu gì nữa ư? Em đi chuẩn bị ngay. Văn nhân Mục Nguyệt thở dài. Quả tử là cháu gái của quả vương, đã được trải qua huấn luyện tinh anh của văn nhân gia tộc, hiện tại đang thay thế công tác của Mã Duyệt. Đáng tiếc, cô ta bất kể là năng lực công tác hay là trên phối hợp với văn nhân Mục Nguyệt đều không bằng được Mã Duyệt. Dặn Mã Duyệt đi làm việc, mình nói một thì cô ta có thể làm 10. Ví dụ như chuyện phát sinh hôm nay, Mã Duyệt không chỉ thu thập tư liệu tới, còn có thể kèm thêm động thái phản ứng của các phương, liệt kê phương án giải quyết, mỗi phương án đều rất lợi hại. Mà quả tử chỉ đem tư liệu tới. Thật sự có chút hoài niệm Mã Duyệt, nhưng cô vì sao lại là cháu gái của người đó? Để một tổ trí não đưa ra phương án giải quyết. Văn nhân Mục Nguyệt nói. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Quả tử đáp, khom người ra ngoài. Khi cửa phòng đóng lại, thân thể đang căng cứng của cô ta mới được thả lỏng. Nữ nhân này khủng bố thật. Cô ta thầm nghĩ. Nghe nói người tiền nhiệm làm rất khá. Cô ta sao có thể chịu được loại tính cách quái dị này nhỉ? Vương Dưỡng Tâm cả đêm không ngủ. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là hai lão nhân Cố Bách Hiền Lý Tử Nhân không cho hắn ngủ. Đành chịu thôi, xảy ra chuyện lớn như vậy, tình cảnh của bọn họ khó khăn như vậy, có lẽ sau Hừng Đông bọn họ sẽ thân bại danh liệt, trở thành tội nhân mà ai ai cũng đòi đánh. Nghĩ tới đây, bọn họ làm sao còn có thể ngủ được? Bọn họ biết ngày mai báo chí nước Mỹ nhất định sẽ không đưa tin tốt đẹp gì, nhưng bọn họ vẫn muốn biết xem rốt cuộc là báo chí sẽ viết gì. Vương Dưỡng Tâm cũng đề xuất tìm kiếm tin tức về phương diện này ở trên mạng, nhưng bọn họ cho rằng chỉ có đọc trên báo mới biết được thái độ chân chính của người Mỹ. Vương Dưỡng Tâm phản bác nói, cái đọc được trên báo chí là thái độ của giới truyền thông, nhưng những người bảo thủ này căn bản là không nghe. Vì thế, sáng sớm, Vương Dưỡng Tâm đợi báo tới để phiên dịch cho họ. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi Vương Dưỡng Tâm nhìn thấy dòng tít trên trang báo, vẫn cảm thấy hoa cả mắt. Bệnh tình của bà Marie nặng thêm, Jackson hối hận không thôi vì đã tìm lầm trung y. Là thần y hay là thầy mo, không thể chữa bệnh ngược lại còn hại người. Trung y, cút đi. Cố Bách Hiền và Lý Tử Nhân nín nhịn cả một đêm vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi. Dưỡng Tâm, bên trên viết gì? Có đưa tin về chuyện của Tần Lạc hay không? Có. Lý Tử Nhân chỉ vào ảnh bà Marie nôn ra máu trên báo, nói. Ông nhìn xem, sao có thể không đưa tin được? Nói không dễ nghe đâu. Vương Dưỡng Tâm nói. Bọn họ cho rằng trị liệu của chúng ta xảy ra vấn đề. Hơn nữa nói trung y là y thuật không khoa học. Vương Dưỡng Tâm sợ kích thích hai lão nhân này, cho nên nói có vẻ hàm xúc hơn. Nói như vậy ư? Cố Bách Hiền vội la lên. Cậu đọc cho chúng tôi đi. Đọc từng câu một ấy. Tôi muốn nghe xem nghe bọn họ rốt cuộc nói bậy những gì. Ừ, cậu phiên dịch cho chúng tôi đi. Lý Tử Nhân nhìn chằm chằm vào Vương Dưỡng Tâm, nói. Đừng có hòng lừa đám giả chúng tôi. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Linh Tiểu Nhã tới phiên dịch đấy. Vương Dưỡng Tâm cười khổ, nói. Nào dám, tôi nhất định sẽ thực sự cầu thị. Loại chuyện này giấu giếm thì có ích lợi gì. Nghe xong Vương Dưỡng Tâm phiên dịch từng bài một. Hai lão nhân đều mặt xám như cho tàn. Xong rồi, xong rồi. Lý Tử Nhân thì thào nói. Trung y xong rồi. Kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Cố Bách Hiền vẻ mặt chán nản. Vốn là muốn tới để cho trung y nổi danh. Không ngờ lại dính phải tiếng xấu. Sớm biết vậy thì ngăn không cho Tần Lạc tới rồi. Tần Lạc đâu? Vương Dưỡng Tâm hỏi. Hai lão nhân không đi chửi người chủ sự. Đi nói với người vô tội như hắn làm gì? Đây đây, Tần Lạc phấn khích xuống cầu thang, thoạt nhìn hắn đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Thế nào, có báo chưa? Tới rồi, toàn là chửi chúng ta thôi. Cố Bách Hiền đẩy đống báo đó tới, nói. Tần Lạc, lần này cậu thật sự là rất lỗ mãng. Cậu làm nhiều chuyện tốt cho trung y như vậy, mọi người đều nên cảm kích cậu. Nhưng cậu làm sai một chuyện, bọn họ sẽ chửi cậu. Chỉ có mấy tờ này thôi à? Tần Lạc rất không hài lòng. Lời văn vẫn văn nhã quá, tôi cho rằng họ sẽ chửi thậm tệ hơn cơ. Chương 1295, các anh muốn hãm hại tôi. Trên bàn cơm, mọi người đều tỏ vẻ chán nản.
đương nhiên cũng có mấy người ngoại lệ. Thí dụ như Tần Lạc, hắn đang nhai nhồm nhoàm cháo và bánh bao, khẩu vị Hoa Hạ chính tông, là đầu bếp của quán cơm Hoa Hạ tại New York đến làm. Tay nghề cũng không tệ lắm. Thí dụ như Phó Phong Tuyết, hắn giống như là không có chuyện gì xảy ra, ăn vẫn không nhanh không chậm, rất nhàn nhã tự tại. Lại thí dụ như Ly, Đại Đầu, Giê-xu, Hồng Phu. Ai cũng nói đầu người tứ chi phát triển thì đầu óc đơn giản. Những người này quả thật là rất đơn giản. Cô Bách Hiền và Lý Tử Nhân thì cơ hồ không hề động đũa, Tiểu Linh Tiểu Nhã tâm tình cũng không tốt, không ăn một miếng nào. Nhiệm vụ thất bại, hai cô đều rất khó chịu. Vương Dưỡng Tâm thì nhìn thấy Tần Lạc ở đàng kia ăn uống thản nhiên, hình như cũng bị lây, cũng không muốn nghĩ tới những chuyện phiền nhiễu nữa, ăn như hổ như hùm, không ngờ tốc độ ăn so với Tần Lạc còn nhanh hơn. Thấy Tần Lạc ăn gần xong rồi, cô Bách Hiền nói, Tần Lạc, việc đã đến nước này, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đi. Chúng ta cùng lắm thì phủi đít bỏ đi, hiện tại trung y ở nước Mỹ đã thành chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đánh rồi. Đúng vậy, tôi và lão Cố thương lượng cả một đêm, cảm thấy chuyện này muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Chúng ta đi tìm Jackson, thương lượng với hắn, nếu hắn đồng ý đính chính lại, trận phóng ba này có thể bình ổn. Hắn mà đính chính thì tôi không vui đâu. Vẻ mặt Tần Lạc rất nghiêm túc. Cố lão sư, Lý lão sư, tôi nói không sao thì nhất định là không sao, hai vị cứ yên tâm. Đêm qua sau khi từ chỗ bà Marie trở về, hai lão nhân này liền kéo Tần Lạc đi thương lượng đối sách. Tần Lạc an ủi bọn họ mãi, nói loại tình huống này chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ không thất bại, trung y cũng sẽ không sao. Nhưng hai lão nhân này cứ không tin, cứ ép Tần Lạc nói ra biện pháp giải quyết. Vì thế Tần Lạc phải đi ngủ. Báo ngày hôm nay cậu cũng đọc rồi đấy. Chúng tôi có thể yên tâm được ư? Cô Bách Hiền nổi nóng. Nếu không phải hiểu tính Tần Lạc, y đã vỗ bàn chửi ầm lên rồi. Tần Lạc buông, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn giờ rồi nói. Tới giờ rồi, bọn họ sắp tới rồi. Ai tới? Cô Bách Hiền hỏi. Cảnh sát. Tần Lạc cười nói. Cô Bách Hiền suýt nữa thì ngã xuống bàn ăn. Tuổi của y lớn rồi. Thực sự không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Cảnh sát sao lại đến? Chẳng lẽ có người báo cảnh sát? Lý Tử Nhân vội vàng hỏi. Lần này, Vương Dưỡng Tâm cũng ăn không vô nữa, nói. Không thể nào, bọn họ ra tay ác như vậy ư. Cho dù là trị liệu sai lầm, cũng không thể đẩy người ta vào chỗ chết chứ. Nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, nếu không sau khi gió xuân đến cỏ sẽ mọc lại. Tần Lạc cười nói. Lão Tổ Tông nhiều năm trước đã nói cho chúng ta biết, anh còn không rõ đạo lý này à? Và lại, thân phận của Jackson sờ sờ ra đó, mẹ của hắn xảy ra chuyện, cho dù hắn không nói gì thì FBI cũng sẽ tham gia điều tra. Người đến là FBI ư? Tiểu Linh kinh hô, cô ta ở trong vô số phim Mỹ đã được xem về FBI, không ngờ hôm nay có thể được nhìn thấy người thật. Nhưng trong lòng cô ta lại không kích động chút nào. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Cô có muốn xin chữ ký không? Dầm. Cơn tức của cố lão gia tử cuối cùng cũng không nén được nữa, vỗ mạnh một cái lên bàn. Tần Lạc, đừng có đùa nữa. Cố Bách Hiền nghiêm mặt nói. Tần Lạc biết lão nhân này cũng chỉ muốn tốt cho mình, hắn đi đến trước mặt cố Bách Hiền, rất nghiêm túc nhìn y, nói. Cố lão, chúng ta không phải là lần đầu tiên phối hợp, ông thấy tôi là người làm việc không có chủ trương ư. Không phải. Cố Bách Hiền lắc đầu. Nhưng chuyện lần này cậu làm tôi thật sự không hiểu. Tôi biết ông không hiểu. Tần Lạc nói. Chuyện lần này rất trọng đại, tôi không thể nào giải thích với ông được. Tôi đã báo cáo với Bộ trưởng Thái Công Dân rồi, ông ta cũng ủng hộ kế hoạch của tôi. Những gì tôi có thể nói thì tối qua tôi đã nói với ông rồi, chúng ta sẽ không thất bại, trung y cũng không sao. Cái khác thì tôi không thể nói được. Cậu đã báo cáo với Bộ trưởng Thái Công Dân ư? Cố Bách Hiền nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đêm qua sau khi chuyện phát sinh, tôi trở lại phòng gọi điện thoại. Tần Lạc nói, nếu cố lão không tin thì có thể gọi điện thoại cho Bộ trưởng Thái để hỏi. Tôi tin. Cố Bách Hiền vỗ vỗ vai Tần Lạc, nói. Tần Lạc, nhưng tôi sợ, trung y của chúng ta đã phải chịu đựng đủ lắm rồi. Tôi biết. Tần Lạc gật đầu. Nhưng không chịu đựng thì không thể nào vùng dậy được. Đúng vậy, không chịu đựng thì không thể vùng dậy được. Cố Bách Hiền thở dài nói. Nếu Bộ trưởng Thái đã đồng ý với kế hoạch của cậu, cậu cứ làm đi. Chúng tôi ủng hộ cậu, cậu còn trẻ tuổi, đầu óc linh hoạt, nhưng nhất định phải nắm chắc chừng mực,
phải cân nhắc chu toàn. Tần Lạc cười nói, tôi đã cân nhắc rất chu toàn rồi. Hắn nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, nói, Phó Lão cũng đã tham mưu giúp tôi, ông ta cảm thấy có thể làm được. Cô Bách Hiền nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết, tuy rằng không rõ thân phận của y, nhưng nhìn thấy Tần Lạc, Đại Đầu, Ly và Giê-xu vô cùng tôn trọng y, biết rằng thân phận của y không thấp. Y gật đầu với Phó Phong Tuyết, không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tranh chấp. Tới rồi, Tần Lạc nói. Ở cửa sân, hai nam nhân trung niên mặc tây trang màu đen bên ngoài khoác áo gió đang điều đình với bốn gã bảo vệ, bọn họ đồng thời đưa giấy chứng nhận ra bản thân ra, nói. Chúng tôi là tham viên FBI, muốn tìm Tần Lạc tiên sinh để tìm hiểu một số việc. Tôi cần kiểm tra giấy chứng nhận của các anh. Một gã chiến sĩ của Long Tổ nói. Hai người vẻ mặt thản nhiên, giao giấy chứng nhận cho hắn. Tên chiến sĩ của Long Tổ xem xong, nói. Xin lỗi, tôi phải kiểm tra xem là thật hay giả, nếu chưa xác định được các anh là FBI thì không thể cho các anh vào được. Anh! Gã tham viên vóc dáng cao to giận dữ. Anh đừng quên, đây là lãnh thổ của nước Mỹ. Anh cho rằng không cho chúng tôi vào thì chúng tôi phải chịu ư. Nếu các anh xông vào thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Chiến sĩ Long Tổ nói. Đây sẽ được coi là sự kiện ngoại giao. Tham viên thấp vỗ vai tham viên cao, bước lên nói. Chúng tôi quả thật là tham viên FBI, Cục trưởng Cảnh sát bản địa Hít tiên sinh sắp tới rồi. Anh ta có thể chứng minh thân phận của chúng tôi. Vậy thì đợi đi. Chỉ chốc lát sau, Cục trưởng Cảnh sát của Trấn Hít lái xe tới. Hắn là một nam nhân trung niên dáng người khôi ngô, sau khi xem qua giấy chứng nhận của hai tham viên, thái độ lập tức trở nên tôn trọng. Hai vị tiên sinh xin chờ một lát, tôi tới câu thông với họ. Để bọn họ vào đi. Vương Dưỡng Tâm đi ra, đứng ở cửa nói. Bốn gã chiến sĩ của Long Tổ tránh ra, để hai tham viên và Cục trưởng Cảnh sát Hít nghênh ngang đi qua người. Tần Lạc tiên sinh ở đâu? Hít đứng ở trước mặt Vương Dưỡng Tâm, hỏi. Ở bên trong. Vương Dưỡng Tâm cười nói. Mời vào. Cảm ơn. Tham viên cao vỗ vỗ bả vai Vương Dưỡng Tâm, rất hài lòng với thái độ của gã. Tới phòng khách, tầm mắt của bọn họ lập tức tập trung vào nam nhân mặc trường bào. Sở dĩ hắn khiến người ta chú ý là bởi vì hai bên trái phải của hắn là hai mỹ nữ. Hồng Phu và Ly Nhất. Anh là Tần Lạc. Tham viên cao hỏi. Chính là tôi. Tần Lạc sau khi được Tiểu Linh phiên dịch thì gật đầu nói. Chúng tôi hoài nghi anh khi trị liệu cho bà Marie đã sử dụng một số thủ đoạn phi pháp, khiến bệnh tình của bà Marie nặng thêm. Chúng tôi muốn dẫn anh về để điều tra một số tình huống. Nam nhân nói thấp nói. Tôi không thể đi với các anh được. Tần Lạc nói. Các anh muốn hãm hại tôi. Anh phải đi theo chúng tôi. Tham viên cao cứng rắn nói. Cách nói chuyện của thằng ôn này thật đúng là khiến người ta tức giận, lúc nào cũng nóng nảy. Hai người bọn họ đã quyết định, khi nào về kiểu gì cũng phải chiêu đãi hắn một chút. Nếu không thì có lỗi với câu các anh muốn hại tôi của hắn. Tôi sẽ không đi. Tần Lạc nói. Chẳng lẽ các anh muốn động thủ đánh người ư? Đúng vậy. Tên cao cười lạnh, nói. Sau đó, bọn họ một trái một phải bước về phía Tần Lạc, muốn cường hành mang hắn đi. FBI bọn họ bắt người. Nào có chuyện cho người ta phản kháng. Nhưng, không ngờ là, tay bọn họ vừa mới chạm vào bả vai Tần Lạc thì hai tiểu cô nương ngồi bên cạnh Tần Lạc đột nhiên động thủ. Một cước đá ra, cái giày da màu đỏ hung hăng đá vào đũng quân của nam nhân thấp. Một người thì như con báo nổi giận, thân thể đột nhiên lướt tới, một chiêu ném được xử ra, tên cao lập tức bay đi. Chương 1296, toàn quân bị diệt. Ly và Hồng Phu hai người ngoại hình đều rất có tính mê hoặc, hai nàng đều thuộc dạng thanh tú đáng yêu, mắt rất to, miệng nho nhỏ, lông mi dài, nụ cười ngọt ngào. Đương nhiên, đây chủ yếu là tả Hồng Phu. Làm bạn bên cạnh Tần Lạc, bất kể là ai thấy một cảnh như vậy đều sẽ cho rằng Tần Lạc là dạng sắc lang thích Lolita. Không ai ngờ được rằng các nàng sẽ nhảy lên đánh người, hơn nữa thủ đoạn nham hiểm tàn nhẫn như vậy. Một người bị đá cho quỳ trên mặt đất không đứng lên nổi. Một người thì bị ném đập vào tường không bò dậy nổi. Chỉ một, hai nhân viên của FBI đều mất đi sức chiến đấu. Hít còn kinh ngạc hơn, cho dù ở trong mắt Cục trưởng Cảnh sát này, FBI cũng là người rất giỏi. Hơn nữa, người Mỹ đối với FBI trời sinh có cảm giác tín nhiệm, cho rằng bọn họ là không gì không làm được. Trước kia chỉ nghe nói FBI đánh người, đã bao giờ nghe nói FBI bị người ta đánh đâu.
Nhưng, hôm nay loại chuyện này đã phát sinh ở trước mắt. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, quá trình lại rất nhanh, đợi cho khi hít phản ứng lại thì chuyện đã kết thúc rồi. Hai người con gái đánh người đó đã ngồi trở lại bên cạnh Tần Lạc, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Hít rút súng, hét to. Không ai được nhúc nhích. Keng. Súng trong tay hít rơi xuống đất, lòng bàn tay của hắn bị cắm một con dao. Đại đầu xông lên đấu với hít, không ai lên hỗ trợ. Rất nhanh, hít đã đánh ngã gã xuống đất. Lý Tử Nhân bị Tần Lạc lừa tới phòng nghe thấy tiếng hét thảm ở bên ngoài, kéo cửa chạy ra. Nhìn thấy trong phòng khách loạn thành một đống, ba người nằm trên mặt đất, trong đó còn có một người mặc đồng phục cảnh sát, không khỏi chấn động, nói. Tần Lạc, các cậu làm cái gì vậy hả? Sao có thể đánh cảnh sát? Pháp luật nước Mỹ rất nghiêm khắc, lớn chuyện ra là cậu phải ngồi tù đó. Cô Bách Hiền cũng đi ra, y nhìn bốn phía, có cảm giác như hoa mắt rồi, nhưng vẫn cố gắng an ủi Lý Tử Nhân. Lão Lý, chuyện này chúng ta đừng xen vào, giao cho hắn đi. Nhưng hắn vì sao muốn đánh cảnh sát? Cái này, cô Bách Hiền nghẹn cả nửa ngày mới nói. Tần Lạc đã hạ một bàn cờ rất lớn. Đúng là làm sằng làm bậy. Lý Tử Nhân nổi giận đùng đùng đi phòng, cô Bách Hiền thở dài một tiếng, cũng vội vàng đuổi theo. Lớn tuổi rồi đầu óc cũng chậm chạp hơn, chẳng hiểu nổi bọn trẻ đang làm gì. Hít cũng không phải là kẻ ngốc, sau khi ngã xuống thì lập tức mở bộ đàm, giống lớn. Tập kích, có người tập kích, tôi cần trợ giúp. Ly quay sang nhìn Tần Lạc, nói. Đánh ngã hắn sẽ báo cảnh sát, rất nhanh sẽ có thêm cảnh sát tới đây. Tôi biết. Chúng ta đánh tiếp à? Ly hỏi. Thế thì không được. Tần Lạc vội vàng ngăn cản nữ bạo lực này. Cô ta nếu xông lên đánh cả đội cảnh sát tới chi viện, vậy thì chuyện này đã nằm ngoài tầm khống chế của hắn mất rồi. Chúng ta để bọn họ dẫn đi. Tới cục cảnh sát ư? Ly nhíu mày. Đúng vậy, chưa vào bao giờ đúng không? Tần Lạc cười. Chưa. Ly nói. Tôi chỉ ném người khác vào thôi. Cứ vào thử xem. Điều kiện cũng không tồi, còn an toàn nữa. Tần Lạc cười nói. Nói không chừng được miễn phí vé máy bay khứ hồi. Rất nhanh bên ngoài liền vang lên tiếng. Rất nhiều cảnh sát cầm súng thật đạn thật lao xuống xe, vây chặt biệt thự của bọn Tần Lạc. Còn có cả phóng viên nghe tin chạy tới hoặc là đã đợi sẵn ở ngoài cổng, bọn họ kích động đến nỗi miệng méo cả đi, cầm máy ảnh chụp liên tục, hoặc là trực tiếp đưa tin tại hiện trường. Thưa các khán giả, tôi nghĩ các vị chắc không xa lạ gì với cái tên Tần Lạc. Đúng vậy, anh ta chính là bác sĩ đã trị liệu cho bà Marie. Vào đêm qua, Jackson tiên sinh tuyên bố anh ta trị liệu thất bại, nói rằng không chỉ không thành công chữa khỏi cho bà Marie, ngược lại khiến tình trạng sức khỏe của bà ta càng thêm xấu hơn, không ngừng nôn ra máu. Jackson tiên sinh còn nói lựa chọn tin trung y là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Hôm nay, có rất nhiều cảnh sát cầm súng thật đạn thật tới biệt thự mà bọn họ ở. Cái gì cơ, bắt cóc con tin ư? Các bác sĩ đến từ Hoa Hạ không ngờ bắt cóc hai tham viên FBI và một cục trưởng cảnh sát. Trời ạ, điều này thật sự là quá ngông cuồng, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Một gã mập mặc tây trang màu đen đi tới, cầm microphone trong tay cảnh viên, hô. Người ở bên trong nghe đây, các anh đã bị bao vây. Mau buông vũ khí, giao con tin ra. Bằng không chúng tôi sẽ nổ súng. Đợi một lát, không có người trả lời. Người ở bên trong nghe đây, buông vũ khí. Chúng tôi không có vũ khí. Một giọng nữ vang lên. Là cục trưởng Hít và FBI động thủ đánh người. Bọn họ còn rút súng muốn giết chúng tôi. Xôn xao. Các phóng viên bên ngoài nghe thấy câu này, lập tức rơi vào giai đoạn tranh luận. Đúng vậy, bọn họ là bác sĩ. Bác sĩ sao có thể đánh thắng được cục trưởng và FBI? Nếu tham viên FBI bị một đám bác sĩ đến từ Hoa Hạ bắt cóc, chúng ta còn có lý do gì để tin tưởng rằng họ có thể bảo hộ chúng ta? Bảo hộ nước Mỹ? Người của FBI ở bên trong, bọn họ vì sao vẫn không ra? Khẳng định là lừa người ta. Gã mập vẻ mặt tức giận, dùng loa hét to. Sheldon, Cúp, hai thằng ngu các anh ra đây cho tôi. Hai tên ngu xuẩn đó được đại đầu và Giê-xu đỡ lên, Tần Lạc đi tới, nhìn bọn họ nói. Các anh không sao chứ? Sheldon bị Hồng Phu đá trúng đúng quần, cho tới bây giờ mặt vẫn vặn vẹo, cắn chặt khớp hàm không nói nổi. Hiển nhiên, trên chân Hồng Phu nhất định dùng chút xảo kình, hơn nữa bộ vị bị đá trúng lại rất yếu ớt. Cúc thì bị ném đi xa, bị thương nhẹ hơn một chút,
hắn hậm hực nhìn Tần Lạc, nói. Các anh muốn làm gì? Anh biết anh đang vi phạm pháp luật không? Chúng tôi không muốn làm gì cả. Tần Lạc cười nói. Chúng tôi đầu hàng. Cúc kinh ngạc nhìn Tần Lạc, không biết tên này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu anh nguyện ý đầu hàng thì sớm đi theo chúng tôi không phải là xong rồi ư? Anh hiện tại vừa đánh người vừa tấn công cảnh sát, rốt cuộc là chơi trò gì vậy? Anh không sao chứ? Tần Lạc nhìn hắn hỏi. Không sao. Cúc sợ hãi nhìn Ly đứng bên cạnh Tần Lạc, nói. Không sao thì tốt rồi. Duỗi thẳng lưng, ưỡn cao ngực. Đúng rồi, như vậy nhìn mới có tinh thần chứ. Các anh là niềm kiêu ngạo của nước Mỹ mà, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên. Trăm ngàn lần đừng để họ thất vọng vì các anh. Hiện tại, anh ra ngoài gọi cảnh sát vào đi. Tôi thực sự có thể đi ra ngoài ư? Cúc cảnh giác hỏi, hắn lo lắng khi mình ra ngoài, những người này sẽ đột nhiên cho mình một dao. Tuy rằng hắn cảm thấy loại chuyện này không thể phát sinh. Trừ phi bọn họ điên rồi. Nhưng, nhìn thấy bàn tay máu chảy đầm đìa của Hít, hắn không nghĩ rằng những người này vẫn bình thường. Đúng vậy. Tần Lạc. Tự kéo cử đi ra đi. Cúc nhìn thoáng qua Sheldon, hỏi. Còn đồng bạn của tôi? Hắn có thể ra ngoài cùng anh. Tần Lạc nói, Tiểu Linh giống như là một cái máy phiên dịch. Tần Lạc nói một câu, cô ta liền lập tức dịch một câu. Có điều, tôi thấy hắn có thể có chút không thoải mái. Nếu cứ vậy mà đi ra thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của FBI các anh. Anh không phải là rất nhanh sẽ quay vào ư? Yên tâm, chúng tôi không chạy được đâu, mà cũng chẳng buồn chạy. Thế là, Cúc lùi nhanh như chuột. Rất nhanh, hắn liền dẫn theo rất nhiều cảnh sát lao vào. Đứng yên, đứng yên. Buông vũ khí. Ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu. Thật ra những cảnh sát này hét chỉ tổ thừa, Tần Lạc đã sớm dẫn Hồng Phu, Ly và mấy hung thủ đánh người như đại đầu hai tay giơ cao. Tôi khai. Tần Lạc nói. Đánh người là hai nữ nhân bên cạnh tôi. Còn có anh chàng tóc ngắn ngồi trên salon nữa. Bọn họ là chịu sự sai khiến của tôi. Các anh nếu muốn bắt thì bắt chúng tôi đi. Cúp, nhận người đi. Gã mập sau khi kiểm tra vết thương của Hít, hét to. Cúp chỉ Hồng Phu, Ly, và đại đầu đánh ngã Hít bên cạnh Tần Lạc, quả nhiên giống y như Tần Lạc tự khai. Chỉ có những người này thôi sao? Gã mập tức giận hỏi. Đúng vậy, đội trưởng. Cúp trả lời, có lẽ Ly ném đau quá nên đầu hắn bị tổn thương, hắn không ngờ không nghe rõ ý ngầm trong lời nói của gã đội trưởng, không nhân cơ hội vu tội những người này, một lưới quét sạch bọn họ. Tên béo không thể có được chứng cớ mà mình muốn, tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, vung tay lên, nói. Dẫn toàn bộ đi, trước khi chưa điều tra rõ chuyện ở đây thì mỗi người trong nhà này đều bị hiểm nghi. Vì thế, đoàn người trị liệu cho bà Marie do Tần Lạc đại biểu bị người ta bắt sạch. Toàn quân bị diệt. Chương 1297, Tuấn Táng. Biệt thự, thư phòng. Jackson ngồi trên xem tin tức. Gã vẫn duy trì thói quen dưỡng thành khi ở đội hải quân lục chiến, mặc dù là một mình ngồi trong nhà của mình nhưng cũng ưỡn thẳng lưng, bộ dạng rất nghiêm túc. Tần Lạc gần đây là nhân vật hot của tin tức truyền thông, là thần tượng của Hoa Hạ, cũng là khách nhân mà Phó Tổng thống Mỹ mời đến, nhìn thấy hắn và bạn bè của hắn bị cảnh sát bắt lên xe, các phóng viên cơ hồ muốn phát cuồng, trong lòng ngứa như có mèo cào. Thật sự là rất kỳ quái, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Nội mạc trùng trùng. Hắc mạc trùng trùng, tùng tùng, cửa vang lên tiếng gõ. Mời vào. Jackson nói khẽ. Tiên sinh, muốn uống cà phê không? Franklin xuất hiện ở cửa, cười nói. Có. Jackson nói. Cảm ơn. Franklin bưng một cái khay vào phòng, bên trên có một ly cà phê và một ly trà Long Tĩnh Hoa Hạ thanh nhã. Ồ, hôm nay tôi cũng rất muốn uống trà. Jackson nói. Rất hoài niệm loại hương vị này. Lúc ấy khi tới Hoa Hạ, hắn đã mời chúng ta uống trà mà hắn tự tay pha chế. Tôi biết anh sẽ có ý nghĩ như vậy. Franklin nói, hắn đặt chén trà Long Tĩnh trước mặt Jackson, còn mình thì cầm ly cà phê. Nhìn nội dung phát trên TV, cười nói. Chúng ta có phải đã đánh giá hắn quá cao hay không? Đúng là có cảm giác như vậy. Jackson gật đầu. Chúng ta chuẩn bị để sư tử và hổ đánh nhau, không ngờ lại là một con dê chạy ra. Chúng ta đã coi hắn là một cao thủ, nhưng hắn chung quy chỉ là một đứa nhỏ thích gây chuyện. Mặc dù có thể nghĩ được rằng hắn là một kẻ ngu xuẩn, nhưng không ngờ hắn lại ngu xuẩn tới mức đó. Franklin đắc ý tự mãn nói.
Nghe nói hắn đánh bị thương một cục trưởng cảnh sát, còn đánh cả tham viên FBI. Tôi nghĩ vào FBI rồi bọn họ nhất định sẽ không được thoải mái như ở bên ngoài đâu. Tôi thật sự là nghĩ không thông, bọn họ vì sao dám làm như thế? Jackson nghi hoặc nói. Chẳng lẽ hắn cho rằng pháp luật nước Mỹ không thể nào chế tài được bọn họ ư? Bất kể hắn có lý do gì thì đây cũng là sự thật. Franklin nói. Sự thật chính là bọn họ xúi quẩy. Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho hắn, FBI cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. FBI luôn kiêu ngạo, bọn họ sẽ không để họ phải mất mặt đâu. Chỉ hy vọng là vậy. Jackson nói, hắn quay sang nhìn về phía Franklin, hỏi. Bà Marie lúc nào thì có thể tỉnh lại? Anh nên hiểu rõ bây giờ vẫn chưa phải lúc. Franklin nói, nếu lúc này để bà Marie tỉnh lại, mặc dù đã bắt được hắn, nhưng mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Đúng vậy. Jackson gật đầu. Tôi chỉ không hy vọng bà ta có sơ suất gì. Yên tâm đi, không sao đâu. Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Mời vào. Jackson hô. Một nữ nhân trung niên đẩy cửa bước vào, nói với Jackson. Tiên sinh, điện thoại của anh. Ai gọi vậy? Văn phòng gọi tới, nói là Phó Bộ trưởng Bộ Vệ sinh Hoa Hạ Thái Công Dân tiên sinh muốn trò chuyện với anh. Thư ký riêng nói. Hả? Jackson vẻ mặt nghi hoặc. Chuyển máy đi. Vâng. Nữ nhân nói vào điện thoại mấy câu. Điện thoại của Phó Bộ trưởng Thái Công Dân được nối sang đây. Chào Jackson tiên sinh, tôi là Thái Công Dân. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến giọng nói uy nghiêm của một nam nhân trung niên. Âm sắc hùng hậu, trung khí 10 phần. Jackson khi ở Hoa Hạ đã từng giao tiếp với Phó Bộ trưởng Thái Công Dân, lập tức nghe ra là giọng nói của y, cũng có thể phân biệt được phát âm tiếng Anh độc đáo của y. Thái Công Dân là nhóm sinh viên đầu tiên của Học viện Trung y Dược Hoa Hạ, lúc đó sinh viên đều rất hiếu học, giống như là một khối bọt biển khô héo đang liều mạng hấp thu nước phân vậy. Bọn họ không chỉ học tập tri thức chuyên nghiệp, còn đi học các loại ngôn ngữ và các tri thức mà bọn họ có thể thấy được. Cho nên, trong cán bộ lãnh đạo cấp bộ, trình độ tiếng Anh của Thái Công Dân có thể coi là rất giỏi. Khi tiếp khác, nước ngoài thậm chí không cần phiên dịch. Bộ trưởng Thái, chào anh. Jackson mỉm cười chào hỏi Thái Công Dân. Khi tới Hoa Hạ, có việc cầu người, cho nên thái độ của gã khá thành khẩn. Hiện tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hơn nữa gã đoán rằng Thái Công Dân khẳng định đã nghe nói đám người Tần Lạc bị bắt, gọi điện thoại tới là để cầu tình cho bọn Tần Lạc. Đối phương đã có việc muốn cầu thì hắn tất nhiên có thể làm cao. Bất kỳ chuyện gì cũng đều là giao dịch, chỉ cần hai bên hài lòng với điều kiện, giao dịch tất nhiên cũng sẽ thành công. Phó Tổng thống tiên sinh, nghe nói Tần Lạc và đội hữu của hắn bị FBI bắt rồi. Đúng vậy. Jackson nói. Bộ trưởng Thái, tôi có chuyện phải giải thích với anh. Tần Lạc tiên sinh trị liệu thất bại, không chỉ không khiến bà Marie khang phục, ngược lại khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn. Dựa theo lệ thường thì FBI sẽ tới dẫn anh ta về để điều tra. Nhưng không ngờ là, hắn không chỉ sai người đả thương tham viên của FBI, còn đâm dao xuyên qua bàn tay của một cục trưởng cảnh sát. Bộ trưởng Thái, tình huống hiện tại rất xấu. Quả thật rất xấu. Thái Công Dân nói. Có điều tôi nghĩ Jackson tiên sinh nhất định có biện pháp bảo hộ bọn họ. Bộ trưởng Thái, tôi rất khó xử. Jackson cự tuyệt nói, Tần Lạc rơi vào tình ảnh như vậy là một tay hắn làm ra, ít nhất thì cũng là hắn cho rằng như vậy. Sao có thể giúp Tần Lạc làm gì được chứ? Nhất định sẽ có biện pháp. Thái Công Dân nói. Jackson tiên sinh hiện tại đang ở cùng mẹ ư. Đúng vậy. Jackson nói. Nếu anh có thời gian thì phiền anh tới phòng của bà Marie lấy một phần tư liệu. Là một bọc nhỏ màu đen, ở dưới giường của bà Marie, chắc rất dễ tìm thôi. Thái Công Dân nói. Các anh đã làm gì? Jackson bắt đầu trầm xuống. Quả nhiên bọn họ đã chuẩn bị hậu thủ. Hơn nữa, thế tới còn vô cùng hung mãnh. Đều là Tần Lạc an bài. Chuyện cụ thể thì anh ta hiểu rõ hơn tôi. Thái Công Dân nói. Anh trước tiên đi tìm đi đã, tôi chờ câu trả lời của anh. Nói xong, Thái Công Dân gác máy. Xảy ra chuyện gì vậy? Franklin hỏi, hắn nhìn thấy sắc mặt của Jackson trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, chứng tỏ hai bên nói chuyện rất không thoải mái. Hắn đã nói gì? Jackson không trả lời, bước nhanh xuống dưới lầu. Xông vào phòng của bà Marie, Jackson rất không để ý tới hình tượng, hai chân quỳ xuống sàn, sau đó vén ga trải giường lên. Quả nhiên nhìn thấy một cái hộp nhỏ màu đen. Nhìn thấy quả thật có một cái hộp,
trong lòng gã cuối cùng cũng sợ hãi. Tâm tình càng trầm trọng hơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Franklin theo tới, đứng ở cửa hỏi. Jackson vươn tay ra lấy cái hộp, sau đó chạy lên thư phòng. Franklin cũng đi theo, nhưng Jackson lại chắn cửa. Franklin, tôi muốn uống cà phê, có thể đi pha hộ tôi hay không? Jackson nhìn trợ thủ, nói. Được. Franklin biết Jackson không hy vọng để mình hiểu thêm tình huống, tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng nếu quan hệ của bọn họ đã bại lộ, vết rạn đã xuất hiện, hắn cũng không hy vọng Jackson sẽ thoải mái với mình như trước. Đóng cửa phòng lại, Jackson vội vàng mở hộp ra, phát hiện bên trong là một cái đĩa không có bìa. Gã bỏ đĩa vào máy tính, sau đó bật lên xem. Khi trên màn hình xuất hiện phòng của bà Marie, chuyện mà gã lo lắng nhất đã phát sinh. Cái đĩa không dài, không tới 10 phút, nhưng cái đĩa dài không tới 10 phút này đã đủ để đẩy hắn xuống vực sâu, xuống tận 18 tầng địa ngục. Bọn họ sao mà làm được? Franklin chết tiệt. Gã thất hồn lạc phách, đấm mạnh lên bàn. Loảng xoảng. Chén trà trên bàn kêu leng keng, giống hệt như tâm tình bất an của gã lúc này. Bọn họ muốn hủy diệt mình. Jackson đau khổ nắm tóc. Bọn họ hoàn toàn có năng lực như vậy. Chỉ cần tuyên bố cái đĩa này ra ngoài, mình sẽ trở thành tội nhân của toàn nhân loại. Gã nhìn tờ báo bên tay trái, bên trên có hình ảnh Tần Lạc nhận phỏng vấn của truyền thông. Lúc đó rõ ràng mình đã tuyên bố hắn trị liệu thất bại, vì sao hắn còn có thể cười đến cuồng vọng như vậy? Thì ra anh ta đã biết trước rồi. Jackson nhìn chằm chằm khuôn mặt như đang cười nhạo gã, thì thào nói. Anh muốn kéo chúng tôi tuẫn táng cho Trung Y. Chương 1298, ai là thợ săn, ai là con mồi? Thái công dân đang chờ đợi. Y không vội, cũng không sốt ruột một chút nào. Y biết gã sẽ gọi tới, y đã đoán trước được phản ứng của gã. Trừ thỏa hiệp thì gã còn có lựa chọn khác ư. Tên tiểu tử đó đúng là không khiến y phải thất vọng, trước giờ chưa từng khiến y thất vọng. Lần này y lại lập được công lao lớn cho quốc gia rồi. Khi y nhận được điện thoại của Tần Lạc, nghe hắn nói tới chuyện đó, quả thực không thể nào tin được vào tai mình. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng quá mất nhân tính rồi, cũng quá vô pháp vô thiên. Quan trọng hơn là, Tần Lạc không ngờ có được chứng cứ phạm tội của bọn họ. Nếu chứng cứ này do Tần Lạc sử dụng, nhiều nhất cũng chỉ là công bố đoạn băng ra ngoài, rửa sạch ác danh của mình, để Trung Y lấy lại thanh danh, khiến Jackson và Franklin bị trừng phạt. Nhưng nếu bản tư liệu này lọt vào trong tay Thái công dân hoặc là quốc gia, y có khả năng mang đến được lợi ích kinh người. Đó không phải là lợi ích của một cá nhân hoặc là một lĩnh vực, mà là của cả một quốc gia. Cho nên y và Tần Lạc thương nghị, do y đóng vai người đàm phán. Hiện tại chính là lúc Jackson nhập cổ. Khi di động đổ chuông, y cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Cho đến khi tiếng chuông thứ tư vang lên, y mới bắt máy. Bộ trưởng Thái, chào anh, tôi là Jackson. Trong ống nghe truyền đến giọng nói của Jackson, tuy rằng vẫn duy trì trấn tĩnh nhưng tình tự rõ ràng đã rất thấp. Có lẽ, hắn còn tưởng rằng mình ngụy trang rất tốt ư. Chào anh, Jackson tiên sinh. Thái công dân vẫn rất tôn trọng. Tôi đã xem đoạn băng rồi. Jackson nói. Cái này có thể chứng minh được điều gì? Phản ứng của Jackson hoàn toàn nằm trong dự kiến của Thái công dân, y nói. Nếu giao đoạn băng này cho giới truyền thông, liệu sẽ mang tới hậu quả gì? Tôi nghĩ, bọn họ có thể tiếp nhận được lời giải thích thế này. Jackson nói. Franklin lo bà Marie buổi tối ngủ không ngon, cho nên châm cho bà ta ngủ ngon. Thật ư? Thái công dân cười nói. Vậy khi bà Marie đã tỉnh lại, hơn nữa còn nhúc nhích. Sau khi thuốc của hắn được tiêm vào thân thể của bà Marie lập tức dừng nhúc nhích, hơn nữa phát sinh hiện tượng nôn ra máu. Jackson tiên sinh, anh giải thích thế nào? Anh cho rằng giới truyền thông sẽ tiếp nhận một lý do vô lý vậy ư? Cho dù là giới truyền thông tiếp nhận, nhưng tôi nghĩ đối thủ của anh liệu có chấp nhận không? Tôi biết Jackson tiên sinh rất có lòng tin với cuộc bầu cử sang năm. Điều này liệu có mang tới rắc rối gì cho anh không nhỉ? Jackson trầm mặc. Anh muốn gì? Gã nói. Thái công dân bật cười. Tần Lạc đã sớm giăng lưới rồi, giờ là lúc thu hoạch con mồi. Không thể không nói, tiểu tử đó làm việc rất cẩn thận. Rất nhiều lúc, Thái công dân thật sự muốn bảo Tần Lạc tới tổng chính. Nhưng, nghĩ đến thành tựu mà hắn về sau có thể đạt được trong lĩnh vực Trung Y,
liền vứt bỏ suy nghĩ tham lam này. Bất kể là như thế nào, hắn cũng là trợ thủ đắc lực để mình Trấn Hưng Trung Y. Không, phải nói mình là người cổ động có lực nhất trong công cuộc Trấn Hưng Trung Y của hắn. Tôi muốn anh bảo đảm sự an toàn của bọn Tần Lạc. Thái công dân nói, bất kể là cảnh sát hay là FBI, tôi không hy vọng bọn họ sẽ bị thương tổn gì. Đây là điều kiện tiên quyết, cũng là cơ sở của hợp tác giữa chúng ta. Nếu Jackson tiên sinh làm trái cơ sở này, hợp tác của chúng ta sẽ hủy bỏ. Tôi sẽ tận sức. Jackson hồi đáp. Tôi muốn là nhất định. Thái công dân nói một cách bá đạo. Người Mỹ biết ảnh hưởng của Tần Lạc đối với ngành trung y, gã càng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bất kể là như thế nào, y cũng không muốn nhìn thấy Tần Lạc bị thương tổn. Nếu bọn họ muốn giữ lại một người, thủ đoạn thật sự là rất nhiều. Mặc dù bọn họ đồng ý giao người, nếu tiêm thuốc lên người hắn để biến hắn thành kẻ ngu ngốc thì sao? Cho nên, y muốn Tần Lạc khỏe mạnh 100%. Được. Jackson bất đắc dĩ đồng ý. Tôi sẽ làm được. Rất tốt. Thái công dân nói. Ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể đứng ra tuyên bố tin tức bà Marie đã được trị liệu thành công. Tôi đồng ý. Jackson đáp ứng rất sảng khoái. Điều kiện này là nên có, nếu bọn họ không đề xuất mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Thứ ba, đẩy mạnh địa vị hợp pháp của châm cứu trung y ở nước Mỹ, từng bước cải thiện hoàn cảnh của trung y. Ý của anh là? Jackson kinh ngạc hỏi, Thái công dân đề xuất yêu cầu như vậy, chứng minh bọn họ không hề định công khai cuộn băng này ra ngoài. Hơn nữa, bọn họ hy vọng mình tiếp tục ở lại vị trí này. Có lẽ, bọn họ sẽ giúp mình trèo lên vị trí cao hơn. Nói như vậy, mình có thể tiếp tục hiệu lực cho vì bọn họ. Đúng vậy. Thái công dân nói. Jackson tiên sinh là đồng bọn hợp tác thân mật của chúng tôi. Tôi tin, dưới sự cố gắng của hai bên chúng ta, tình hữu nghị của chúng ta sẽ bền vững. Bền vững ư? Jackson chỉ cảm thấy có một loại cảm giác muốn chết. Nhưng, hắn có quyền cự tuyệt ư? Có, hắn có thể cự tuyệt. Có điều, cái giá là mình lập tức bị hội nghị đá ra ngoài, mất chức vị hiện tại, không còn hy vọng gì với cuộc bầu cử năm sau. Mấu chốt nhất là mình sẽ thân bại danh liệt, trở thành một tù nhân. Tuy rằng chuyện đó là Franklin làm, nhưng ai nguyện ý tin rằng mình không biết gì chứ? Bộ trưởng Thái, tôi biết phải làm gì. Jackson nói. Được, tôi tin năng lực của Jackson tiên sinh. Thái công dân cười nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Jackson nói. Còn cuộn băng này. Yên tâm đi, tôi sẽ thay anh giữ nó thật tốt, không ai biết được đâu. Dập máy. Jackson thật sự muốn lao lên giường rồi khóc lóc một trận. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo chính là mình lúc này đây. Để đả kích trung y, mưu hại Tần Lạc, mình thẽ thọt khúm nụm chạy đến Hoa Hạ phỏng vấn, sau khi đáp ứng một đống điều kiện không công bằng mới mời được vị đại gia này tới. Vốn cho rằng đối phương đã trúng chiêu, tất cả cố gắng của mình đều được hồi báo. Hiện tại xem ra, chính hắn là một thợ săn ngu ngốc, Tần Lạc mà mình cho rằng là con mồi kia mới là thợ săn âm hiểm chân chính. Hắn đã sớm biết bọn họ sẽ dùng một chiêu này, cho nên một mực im lặng chờ đợi. Nhưng, khi hắn tới đây đều bị mình theo dõi sát sao, trong phòng bà Marie 24 tiếng đồng hồ đều có người gác, hắn trang bị máy quay từ lúc nào. Thùng thùng, cửa lại vang lên tiếng gõ. Franklin, vào đi. Jackson khép máy tính, hô. Quả nhiên, người vào là trợ thủ Franklin của hắn. Có chuyện gì vậy? Franklin hỏi. Bộ dạng vừa rồi của anh thoạt nhìn rất bất an. Đúng vậy. Jackson nói. Franklin, có đại sự xảy ra rồi. Kế hoạch của chúng ta phải thay đổi. Phải thay đổi ư, sao phải thay đổi? Tôi muốn anh nghĩ biện pháp bảo đảm sự an toàn của Tần Lạc và các bằng hữu của hắn. Không được để người khác làm thương tổn tới bọn họ. Tốt nhất là một sợi tóc cũng không mất. Jackson nói. Ngoài ra, tôi muốn bà Marie phải tỉnh lại. Hơn nữa, tôi sẽ tuyên bố bà ta đã được trị liệu thành công với giới truyền thông. Bác sĩ Tần Lạc là bác sĩ vĩ đại, hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Khi những lời này, mắt của Jackson như con sói hung ác. Nhưng, vẻ mặt của hắn lại như một con chó bị thương. Vì sao? Franklin nói. Tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh nên hiểu rõ, chuyện đang phát triển đúng dự tính của chúng ta. Hơn nữa, bọn Antoine tiên sinh sẽ không cho phép chúng ta thay đổi kế hoạch. Đây là điểm mấu chốt mà bọn họ không thể chịu đựng được. Tôi biết. Jackson gật đầu. Nhưng tôi cũng có lý do để không thể không làm vậy.
Hắn đẩy cái máy tính xách tay tới trước mặt rồi nói. Anh xem đi. Franklin vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn mở máy tính ra, bật lại đoạn băng kia. Rất nhanh đồng tử của hắn nở ra, mặt xám như cho tàn. Sao có thể, sao có thể? Franklin kêu lên. Khi tôi vào còn cẩn thận dùng dụng cụ kiểm tra căn nhà, không phát hiện ra thiết bị ghi hình. Bọn họ sao lại quay được? Tôi cũng rất hiếu kỳ. Jackson nói. Nhưng, đây là sự thật. Chúng ta đã bị thằng nhãi đó đùa giỡn rồi. Franklin đi thương lượng với Antoine tiên sinh đi. Lực lượng của một mình tôi không đủ khiến bọn họ hài lòng. Nếu không muốn bồi táng với tôi thì cống hiến một phần sức lực của mình đi. Franklin không nói được một lời, còng lưng bước ra ngoài. Con mồi thì tiêu diêu tự tại, thợ săn thì vào lồng sắt. Ngu xuẩn. Jackson nhìn theo bóng dáng của hắn rồi mắng. Chương 1299, cấp bậc của anh thấp quá. Trụ sở FBI, một trong những địa phương thần bí nhất của thế giới. Hiện tại, Tần Lạc đang có vinh hạnh được du lịch miễn phí ở đây. Trong một căn phòng kín bưng, Tần Lạc ngồi trên chiếc ghế duy nhất. Hắn đã thử rồi, ghế được đóng dính vào mặt đất. Cũng chính là nói, không thể di động cái ghế, càng không thể cầm nó lên đập tường hoặc là NSN gì thứ khác. Nếu những người khác tiến vào trụ sở này, nhất định sẽ hoảng sợ hoặc là mất hết can đảm. Bởi vì từ ngày FBI được thành lập, chưa bao giờ có phạm nhân chủ động thoát ra ngoài. Có điều, những tinh anh tinh minh này cũng công phá được không ít căn cứ quan trọng của các quốc gia khác. Có điều, Tần Lạc hoàn toàn không lo lắng như vậy. Tâm tình của hắn rất tốt, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Két! Cửa phòng được đẩy ra, hai nam nhân mặc tây trang màu đen bước vào. Một người là Sheldon lúc trước tới biệt thự bắt Tần Lạc, kết quả bị Ly ném cho bay vào tường, người còn lại là một cảnh quan da đen. Hai người bọn họ nghênh ngang đi đến trước mặt Tần Lạc, như là thợ săn đang đánh giá con mồi bị mình bắt về. Cảnh sát da đen nháy mắt ra hiệu với Sheldon, nói. Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi hoài nghi anh dùng dược vật phi pháp độc hại người nhà của Phó Tổng thống Jackson, từ đó đạt được mục đích chính trị của mình. Tôi hy vọng anh có thể chủ động khai ra tất cả. Anh biết đấy, chúng tôi không ngại vận dụng một số thủ đoạn bạo lực chính nghĩa đối với kẻ địch làm nguy hại tới nước Mỹ. Tần Lạc không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Đừng tưởng rằng trầm mặc có thể thoát khỏi được sự tra hỏi của chúng tôi. Trước khi luật sư của anh đến, chúng tôi có thể có 100 loại phương pháp moi được tình báo mà chúng tôi muốn từ trong miệng anh. Đừng khiêu khích chúng tôi đã rất phẫn nộ rồi. Cảnh quan da đen uy hiếp. Môi của anh rất dày. Tần Lạc dùng tiếng Hoa nói. Gì cơ, anh nói gì? Cảnh quan da đen hỏi. Xin hãy dùng tiếng Anh. Khi nói chuyện giống như là hai miếng lạp sườn nhích tới nhích lui. Rất buồn cười. Tần Lạc nói. Hắn đang nói cái gì đó. Cảnh quan da đen nghe không hiểu tiếng Hoa hạ, chỉ có thể hỏi tham viên Sheldon bên cạnh. Tiên sinh, hắn nói anh môi nói anh, rất gợi cảm. Sheldon nói, hắn cũng hiểu tiếng Hoa. Khu vực mà hắn phụ trách chủ yếu là địa khu Á Châu. Cảnh quan da đen nhếch miệng, rất nhanh, hắn lại nghiêm mặt quát. Tôi mặc kệ anh có hiểu tiếng Anh hay không, trước khi tôi mất kiên nhẫn, anh phải cho tôi kết quả. Bằng không, tôi sẽ không khách khí với anh. Sheldon, phiên dịch cho hắn nghe. Vâng. Sheldon gật đầu đáp ứng. Lúc ấy khi tới biệt thự bắt người, bởi vì quá mức khinh địch, cho nên hắn bị người bên cạnh Tần Lạc ném bay ra ngoài. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn có chút sợ Ly. Hiện tại Tần Lạc bị nhốt một mình trong phòng, bên cạnh không hai vệ sĩ Lolita đó, hắn tất nhiên đã nghĩ tới báo thù. Hắn là FBI tôn quý, kiêu ngạo, không gì làm không được, chuyện hôm nay khiến hắn trở thành trò cười trong miệng đồng sự. Hắn sao có thể không tức giận? Tần Lạc tiên sinh, anh phải giải thích động cơ mà anh làm như vậy. Nếu anh định giấu giếm, anh cũng thấy đấy. Quyền đầu của đồng bạn bên cạnh tôi còn to hơn cái đầu của anh, hơn nữa trên người anh ta còn có không ít thứ đồ chơi khiến cho người ta rất thống khổ. Việc gì phải làm khó mình? Sheldon nói tiếng Hoa hạ, cho nên Tần Lạc nghe rất rõ ràng. Tôi sẽ không giấu giếm. Tần Lạc cười nói. Tôi là bác sĩ được Phó Tổng thống Jackson mời tới. Sau đó anh mượn cơ hội này để làm thương tổn người nhà của hắn. Anh có thể mời một người có thể làm thương tổn tới người nhà của anh tới làm khách hư? Hiển nhiên là không thể rồi. Tần Lạc cười nói. Chẳng lẽ anh cho rằng phó tổng thống của các anh là kẻ ngốc à? Nhưng vì sao bệnh tình của bà Marie càng lúc càng nghiêm trọng?
nôn ra máu là vì máu ứ trong người bà ta được dồn ra. Tần Lạc nói, lúc ấy khi tôi trị liệu cho bạn tôi, hắn cũng nôn ra máu không ngừng. Đây là hiện tượng bình thường. Rất nhanh các anh có thể nghe thấy Jackson tiên sinh tuyên bố mẹ của hắn đã khang phục. Hắn coi chúng ta là kẻ ngu ư. Cảnh quan da đen nắm chặt quyền đầu bước về phía Tần Lạc. Xem ra phải cho hắn nếm thử chút giáo huấn, nếu không hắn sẽ không nói thật. Đúng là nên làm vậy. Sheldon nói, tôi rất chán ghét cái mặt của hắn, đến FBI mà hắn còn cười được, hắn cho rằng mình là ai chứ? Yên tâm, hắn rất nhanh sẽ không cười nổi nữa đâu. Cảnh quan da đen nói, hắn vung nắm đấm định đánh Tần Lạc thì cửa phòng bị mở ra. Một nam nhân trung niên mặc áo gió màu đen đội mũ xuất hiện cửa, ánh mắt giống như con dao quét tới quét lui trên mặt Tần Lạc. Sếp, sao sếp lại tới đây? Sheldon cười hỏi. Tôi chuẩn bị cho hắn một chút giáo huấn. Cảnh quan da đen nói. Hắn không muốn công khai, hơn nữa thái độ cực kỳ đáng ghét. Dừng tay. Nam nhân áo đen ngăn cản. Giọng nói trầm thấp, lực đạo thì ngàn cân. Không được đụng tới hắn. Hơn nữa phải bảo vệ hắn thật tốt, không để ai làm thương tổn tới một sợi lông của hắn. Sếp, vì sao? Anh sao không đi hỏi Tổng thống tiên sinh ấy? Nam nhân hung tợn liếc Tần Lạc một cái rồi sau đó xoay người bỏ đi. Sheldon, xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh quan da đen vẻ mặt mê mang hỏi. Hắn trước đó đã nhận được mệnh lệnh phải, giáo huấn, tên tiểu tử vô pháp vô thiên này mà. Tôi sao biết được? Sheldon buồn bực nói. Các anh là không phải muốn đi chứ? Tần Lạc hỏi. Anh có chuyện gì? Sheldon phẫn nộ nhìn Tần Lạc, rất muốn xông lên đập cho hắn một trận. Giúp tôi đổi phòng được không? Tôi muốn ở cùng với các bạn của tôi. Anh tưởng anh là khách du lịch à? Sheldon cười lạnh. Có muốn tôi làm một ly rượu cốc tai cho anh luôn không? Không cần. Tần Lạc nói. Đổi phòng là được rồi. Tôi không dám uống đồ của các anh. Thằng nhóc, mày muốn chết à? Báo cáo với thủ trưởng của anh đi. Cấp bậc của anh quá thấp, không làm chủ được đâu. Tần Lạc nói. Ở cửa biệt thự Z. Vô số phóng viên đã xúm lại ở đó. Máy ảnh, microphone, máy quay, xe phỏng vấn, các loại trang bị tụ tập, mỗi người đều kiếng chân chờ đợi. Không phải đêm qua đã mở họp báo rồi ư? Vì sao hôm nay lại muốn mở họp báo nữa? Có lẽ, Jackson tiên sinh lại có tin tức mới muốn tuyên bố. Là gì, giải thích nguyên nhân bác sĩ Hoa Hạ bị bắt với mọi người ư? Hắn đúng là nên nói rõ ra, sự khó hiểu bên trong quá nhiều. Mọi người nhao nhao nghị luận, các loại suy đoán được lưu truyền. 3 giờ chiều, giờ hẹn đã đến, Jackson dẫn thư ký và vệ sĩ đi ra. Hắn vừa đi ra, vô số ánh đèn neon lóe lên, vô số mic được đưa tới. Tất cả mọi người cũng không quên chụp ảnh hắn, tất cả mọi người đều muốn ghi lại mỗi một câu nói của hắn. Phó Tổng thống tiên sinh, phải vì sao lại mở họp báo? Tiên sinh, bệnh tình của bà Marie đã ổn định chưa? Tần Lạc vì sao bị bắt, vì sao người của FBI cũng tham dự. Jackson phất tay ý bảo mọi người im lặng. Vẻ mặt của hắn chân thành tha thiết, trên mặt vẫn duy trì nụ cười từ tốn. Các nữ sĩ, các tiên sinh, mời mọi người tới, kỳ thật là có tin tức muốn nói với mọi người. Xôn xao. Nghe thấy Jackson nói là tin tức tốt, phóng viên dưới đài lập tức xôn xao. Có phải bà Marie đã bình phục hay không? Nhất định là như vậy. Có đúng không? Là ai đã chữa khỏi cho bà Marie? Nghe nói hiện tại do bác sĩ Hon tiếp nhận trị liệu. Đợi cho giọng nghị luận của mọi người lắng xuống. Jackson cười nói. Đúng vậy, không ít bằng hữu đã biết chân tướng. Bà Marie đã tỉnh lại. Trạng thái hiện tại rất tốt, vừa rồi tôi cho bà ấy uống một cốc sữa. Còn đòi ăn hamburger, nhưng bị tôi cự tuyệt. Các anh biết đấy, bà ta thích ăn cái đó mà. Trời ạ, thật tốt quá, tiên sinh. Là ai trị liệu thành công vậy? Tần Lạc. Jackson nói. Bác sĩ Tần Lạc đến từ Hoa Hạ. Là anh ấy đã trị liệu cho bà ta. Là anh ấy đã cho bà ta sinh mệnh thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1300, anh đáng giá 100 triệu ư. Nhưng, tiên sinh, lúc trước ông từng tuyên bố hắn trị liệu thất bại, không chỉ không khiến bà Marie khang phục, ngược lại khiến bệnh tình của bà ta nặng hơn. Anh cho rằng Tần vào trung y là một chuyện vô cùng vớ vẩn. Vì sao hiện tại lại nói Tần Lạc tiên sinh đã cho bà ấy sinh mệnh lần thứ hai?
Có phóng viên đến từ Hoa Hạ lập tức nắm lấy cơ hội, tung một câu hỏi vô cùng sắc bén. Đối với tình cảnh lúc trước của Tần Lạc, bọn họ vô cùng phẫn nộ và đồng tình. Đúng vậy. Jackson mặt mày áy náy nói. Tôi thực sự đã nói như vậy. Bởi vì lúc ấy bà Marie không ngừng nôn ra máu, tôi tưởng nhầm là bác sĩ Tần Lạc phẫu thuật thất bại. Ngữ khí của tôi rất ác liệt, thái độ cũng không phải là tốt lắm. Tôi tín nhiệm bọn họ như vậy, từ ngàn dặm xa xôi mời họ tới. Tôi cảm thấy anh ấy đã cô phụ sự tín nhiệm và kỳ vọng của tôi. Cho nên tôi lập tức mở họp báo công bố, hơn nữa trong lúc xung động đã nói đây là một quyết định sai lầm. Tôi sau đó mới biết, nôn ra máu là con đường phải đi qua của trị liệu trung y, là bài trừ máu tụ thông qua khoang miệng và thân thể. Tôi đã hiểu lầm Tần Lạc tiên sinh, tôi đã vũ nhục trung y. Tần Lạc tiên sinh là một bác sĩ rất ưu tú, trung y là một môn khoa học ưu tú. Bọn họ đã giúp mẹ tôi tỉnh lại, bọn họ đã sáng tạo ra kỳ tích. Tôi hy vọng Tần Lạc tiên sinh có thể nhận lời xin lỗi của tôi. Cũng tiếp nhận sự cảm kích của gia đình tôi. Tiên sinh, như vậy bác sĩ Tần Lạc hiện tại đang ở đâu? Vì sao anh ta lại bị cảnh sát bắt đi? Người của FBI vì sao lại tham dự vào chuyện này? Tất cả những điều này đều vì tôi mà có. Jackson cười khổ mà nói. Các anh chắc biết một sự thật, tôi là phó tổng thống của nước Mỹ. Bà Marie không chỉ không khang phục, ngược lại bệnh tình nặng thêm. Điều này khiến FBI nghi ngờ. Vì thế bọn họ muốn tìm Tần Lạc tiên sinh để tìm hiểu một số tình huống. Bọn họ khi tới gặp Tần Lạc tiên sinh tưởng nhầm là họ tới bắt người, nên hai bên xảy ra một số xung đột. Nghe nói một vị cục trưởng cảnh sát bị thương ở tay, bị người của bọn họ đâm xuyên qua lòng bàn tay. Đúng vậy, đúng là có chuyện như vậy. Jackson nói. Nhưng tình huống mà tôi biết được là cục trưởng hít khi tranh chấp với người ta không cẩn thận ngã sấp xuống, bàn tay vừa hay đâm phải cái kéo để dưới đất. Đối với chuyện của cục trưởng hít tôi rất lấy làm tiếc. Tôi đã phái người tới thăm hỏi, hy vọng ông ta sẽ mạnh khỏe. Nói như vậy bác sĩ Tần Lạc rất nhanh sẽ được thả. Đúng vậy. Jackson gật đầu. Chỉ cần anh ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đi ra. Thật sự là quá tốt. Các phóng viên Hoa Hạ hoan hô nhảy nhót. Tôi biết Tần Lạc sẽ không thất bại mà. Jackson cười cười, nói. Hiện tại, tôi dành thời gian lại cho Hon tiên sinh. Mọi người có thể hỏi một số tình huống trị liệu của bà Marie với ông ta. Ông ta đã toàn trình tham dự trị liệu, hơn nữa là trợ thủ đắc lực của bác sĩ Tần Lạc. Nói xong, hắn liền lui xuống, mời Hon lên tiếp nhận phỏng vấn. Hon là chuyên gia về bệnh xuất huyết não rất có danh tiếng của nước Mỹ, những phóng viên này cũng không xa lạ gì với ông ta. Nghe thấy ông ta nguyện ý nhận phỏng vấn, mọi người lập tức lao tới. Tôi phải đính chính một câu của Phó Tổng thống tiên sinh. Hon cười nói. Tôi đúng là có tham dự chuyện trị liệu cho bà Marie của bác sĩ Tần Lạc. Nhưng, tôi là dùng thân phận đệ tử để học tập. Chứ không phải là giúp đỡ gì cả. Nhưng, nghe nói sau khi Tần Lạc rời khỏi, là ông tiếp nhận trị liệu bà Marie. Hiện tại bà Marie đã tỉnh lại, chẳng lẽ không phải là công lao của ông ư? Có phóng viên nước Mỹ bất bình thay cho ông ta. Bọn họ hy vọng là Hon hoặc là bác sĩ người Mỹ nào đó trị liệu khỏi cho bà Marie. Xóa đi tất cả công lao trên người Hoa Hạ, để bọn họ viết ra một bài ca ngợi, trong lòng thật sự là không thoải mái gì. Tình huống quả thật là như vậy. Hon nói. Nhưng, người cầm máu vẫn là bác sĩ Tần Lạc. Nói thật, là một bác sĩ, khi bệnh nhân không ngừng nôn ra máu tôi không ngờ lại thúc thủ vô sách. Điều này khiến tôi rất áy náy. Trong tay tôi không có thuốc cầm máu, không có dụng cụ để kiểm tra đo lường cho bà ta. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Trước khi bác sĩ Tần Lạc đi, tôi đã thỉnh cầu anh ta hỗ trợ. Là anh ta ra tay cầm máu cho bà Marie. Phần vinh dự này nên thuộc về anh ta. Hon tiên sinh, anh có suy nghĩ gì về chuyện bác sĩ Tần Lạc đã trị liệu khỏi cho bà Marie? Đứng ở trên lập trường của bằng hữu, tôi cảm thấy rất cao hứng thay cho anh ta. Đứng ở lập trường của người cùng ngành, tôi rất vui vì thành tích mà anh ta giành được. Cũng chờ mong lĩnh vực y học sẽ xuất hiện nhiều kỳ tích hơn. Bất kể là trung y hay là tây y, mục đích tồn tại đều là để tạo phúc cho nhân loại. Tôi hâm mộ ư, đúng vậy, tôi rất hâm mộ, tôi cũng hy vọng là tôi khắc phục được nan đề này. Nhưng, tôi không đố kỵ, bởi vì sự tồn tại của anh ta, bởi vì có bác sĩ ưu tú như vậy tồn tại, anh ta có thể kích phát động lực của tôi, khiến tôi có thể đi được xa hơn. Khiến trình độ y học của toàn thế giới phát triển nhanh hơn. Cảm tạ Tần Lạc, cũng cảm tạ trung y thần kỳ.
Tôi hiện tại thật sự rất hâm mộ họ. Soảng. Chén thủy tinh bị ném lên tường, chất lỏng màu đỏ chảy trên thảm. May mà thảm cũng màu đỏ, cho nên không dễ gì thấy được. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, một nam nhân bước vào. Phu nhân. Nam nhân đứng ở cửa hỏi. Cút ra. Nữ nhân quát. Nam nhân cúi đầu, sau đó lui ra ngoài. Phế vật. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào tivi rồi chửi đồng, đôi mắt xinh đẹp phát ra quang mang âm độc. Tất cả là phế vật. Tần Lạc, anh lại thắng. Anh nhất định rất đắc ý phải không? Nữ nhân cười nói. Anh có thể kiên trì tới khi nào? Anh cho rằng tất cả đã xong rồi ư? Chưa đâu, cuộc chiến của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Người thắng tiếp theo sẽ là tôi. Reng reng. Điện thoại trong phòng đổ chuông. Cô ta đi tới nhấc, nói. Xin chào. Để người chăn cừu giúp cô. Lão sư, người không tin tôi ư? Tôi đã quyết định rồi. Tút tút. Nữ nhân cầm ống nghe trầm mặc một hồi lâu. Cổ bảo trăm năm, danh tửu chục năm, cùng với một lão già không biết tuổi. Một lão nhân tướng mạo xấu xí, tất cả tóc trên đầu cơ hồ đều đã rụng hết cầm chén rượu vang, ung dung thưởng thức, nói. Các tiên sinh, kế hoạch của chúng ta lại thất bại rồi. Đây thật sự là một tin tức khiến cho người ta chấn động. Một lão nhân mặc quần áo trong màu trắng nằm trên sofa, hai bên trái phải có một nữ lang tuổi thanh xuân vuốt ve thân thể cho lão. Đương nhiên, lão cũng đồng thời vuốt ve thân thể các nàng. Có điều là hữu tâm vô lực, chỉ là chơi giống như thưởng thức mà thôi. Chúng ta cùng nâng ly vì chuyện này. Đúng vậy. Lão nhân hói đầu phụ họa, lão cầm đầu giơ chén rượu lên. Chúng ta sẽ phá vỡ một kỷ lục, phải không? Chúng ta có phải nên nghĩ biện pháp không? Một lão đầu ngồi ở trong góc lên tiếng. Người lão rất nhỏ, đầu cũng nhỏ, mặc một bộ tây trang số nhỏ, nhìn thì giống như là người lùn vậy. Nhưng nếu có người dám coi thường lão, người đó nhất định phải trả giá đắt. Lão là vĩ nhân của lĩnh vực y dược, bởi vì Viagra mà công ty họ sản xuất ra bán chạy trên toàn thế giới, bình quân cứ mỗi 4 nam nhân thì sẽ có một người sử dụng sản phẩm của công ty họ. Tun Li, anh có biện pháp gì không? Lão nhân nằm trên sofa hỏi. Đổi người. Lão đầu nhỏ nói. Tôi rất thất vọng với Aomo. Đổi ai? Lão nhân Địa Trung Hải hỏi. Đó chính là chúng ta tự mình bỏ tiền ra xây dựng. Chúng ta ngay cả người mình cũng không tin thì làm sao tin được người ngoài. Nhưng bọn họ cứ thất bại mãi. Lúc trước thì luôn thành công đó thôi. Đó là công huân trước kia. Chẳng lẽ bọn họ nằm trên công huân mà chờ chết ư? Nhưng cũng không thể bởi vì một lần thất bại mà phủ định toàn hộ bọn họ. Chúng ta không thể thất bại nữa. Ai có thể cam đoan tiếp theo sẽ không thành công? Trầm mặc. Các tiên sinh. Một quản gia cũng lớn tuổi đứng ở cửa. Franklin tiên sinh đến. Để thằng nhãi đó vào. Địa Trung Hải quát lớn. Lão quản gia xoay người ra ngoài, rất nhanh liền dẫn Franklin vào. Tuy rằng đứng trước mặt mấy lão nhân cộng lại chỉ sợ phải hơn 200 tuổi. Nhưng Franklin lại không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, thân thể còn run khe khẽ. Đúng vậy, hắn sợ đến run rẩy. Franklin, anh mang đến tin tức tốt gì cho chúng tôi ư? Lão nhân Địa Trung Hải hỏi. Tiên sinh, kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Franklin nói. Vì sao lại thất bại? Bởi vì, tiểu tử đó rất giảo hoạt, không biết vì sao mà hắn lại quay được lại cảnh lúc đó. Không cần giải thích nguyên nhân. Lão nhân nằm trên sofa ngồi dậy. Franklin, anh đã cầm của tôi 100 triệu đô, nhưng lại làm hỏng việc. Anh có 100 triệu đô để trả tôi không? Antoine tiên sinh, tôi. Không có phải không? Lão nhân nói. Vậy thì anh chết đi. Lão nhân cầm khẩu súng lục trên bàn lên, nhắm ngay ngực Franklin rồi bóp cò. Chương 1301, vinh dự hơn tính mệnh. Tần Lạc lại nổi giận. Không. Phải nói là càng ngày càng giận. Thời điểm hắn đến Mỹ cũng đã thông qua truyền thông mà tạo thế, được coi như danh nhân rồi. Đến lúc Saxon tuyên bố hắn trị liệu thất bại và bởi vì phát sinh xung đột cùng cảnh sát mà bị bắt thì hắn đã trở thành siêu cấp danh nhân. Tuy nhiên về sau sự tình lại xuất hiện sự thay đổi, cũng bởi vì Saxon chính miệng tuyên bố hắn đã chữa khỏi bệnh xuất huyết não của Marie phu nhân mà thanh danh đại chấn. Hơn nữa, toàn bộ thế giới đều biết người rất có thanh danh là Honsorby tiên sinh đối với hắn cũng khen ngợi không thôi, lại nói mình muốn ở lại bên cạnh hắn để học tập. Cái này nói lên cái gì?
Cái này chứng tỏ vị chuyên gia quyền uy bậc nhất thế giới này ở trước mặt hắn chỉ là một đệ tử. Cái này chứng tỏ y thuật của hắn rất cao minh, không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hiện tại, hắn đã trở thành nhân vật nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Ngay cả tạp chí Vanity Fair cũng công khai phát biểu thanh minh và muốn phỏng vấn Tần Lạc, hơn nữa cam kết sẽ đem ảnh hắn in ở trang bìa của tạp chí. Nữ hoàng áo lót ramen nổi tiếng nhất nước Mỹ cũng ra mặt mời Tần Lạc tham gia tiết mục của cô, nếu như hắn không đồng ý thì thay bằng cùng đi ăn tối với nhau cũng được. Bởi vì cô ta vẫn muốn giảm béo nhưng đến nay vẫn chưa có tìm được phương pháp thích hợp. Có lẽ, Dung Y có thể hỗ trợ được. Còn một số danh nhân Hollywood cùng một số ngôi sao thể dục đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, người được xưng là vua bóng rổ Kobe trong lúc trả lời phỏng vấn truyền thông cũng mỉm cười nói hắn rất muốn gặp Tần Lạc, hy vọng đối phương có thể giúp hắn trị liệu chấn thương đầu gối của mình. Tuy nhiên lúc này Tần Lạc đang ở FBI, trong một gian phòng lớn. Việc hắn yêu cầu được gặp bằng hữu của mình đã được đồng ý. Bất quá, người cùng hắn ở chung lại chỉ có Lâm Hoán Khê bởi vì bọn họ nói đây là quy định của FBI. Không có khả năng để cho một đám người ở chung một căn phòng. Đây không phải là khách sạn mà bọn hắn cũng không phải đến đây du lịch. Hơn nữa FBI cũng không có gian phòng lớn như vậy. Bọn họ không biết thế nào rồi. Lâm Hoán Khê lo lắng nói. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Chúng ta được đãi ngộ tốt như vậy thì bọn họ cũng không kém được. Jackson tiên sinh là bằng hữu thân mật nhất của chúng ta. Bằng vào năng lực của ông ta thì chút chuyện này là quá dễ dàng. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Hoán Khê nói, cô nhìn Tần Lạc hỏi. Khi nào chúng ta có thể trở về vậy? Rất nhanh thôi. Tần Lạc nói. Không phải hôm nay thì là ngày mai. Thái Bộ trưởng sẽ giúp chúng ta an bài chuyện này. Nhanh như vậy ư? Đúng vậy, là dẫn độ trở về. Tần Lạc gật đầu. Còn có nơi nào an toàn hơn so với tổng bộ FBI chứ? Lâm Hoán Khê gật đầu. Thời gian trước Tần Lạc làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì ngày hôm nay. Hắn tìm Hoàng đế ước định thời gian chiến đấu là vì cố tình qua mặt che mắt bọn chúng. Hắn đoán chắc Jackson sẽ không mong muốn chứng kiến Marie phu nhân đứng dậy được cho nên bảo Hồng Phu thao túng con rắn nhỏ trườn vào phòng Marie phu nhân nằm. Cái tiểu xà kia không cắn người, chỉ là trên võng mạc nó có lắp đặt một cái camera. Sau đó hắn lại cố ý cho Lee và Hồng Phu đánh viên cảnh sát FBI đến dò xét. Từ đó mà bị FBI bắt giữ đưa vào đây, sau đó lại khiến đám tinh anh trong tinh anh này tiễn đưa bọn hắn về nước. Mặc dù là cường đại như hoàng đế cũng không dám đến địa phương này động thủ giết người. Không có bất kỳ một người nào dám chống lại một quốc gia, hơn nữa lại là một quốc gia cường đại nhất thế giới này. Hắn đem mọi chuyện tính toán thông suốt giống như là một âm mưu gia trời sinh, không phải âm mưu gia thiên tài. Liệu phó lão và Giê-xu có gặp nguy hiểm hay không? Lâm Hoán Khê hỏi. Sẽ không đâu. Tần Lạc vừa cười vừa nói. Lão phó giết không được hoàng đế nhưng nếu ông ấy muốn bỏ trốn thì hoàng đế cũng không có biện pháp. Anh lại cố tình để cho cảnh sát bắt lấy chúng ta cũng chính là vì muốn giảm bớt trói buộc cho ông ta. Nếu chúng ta ở lại thì ông ấy không thể thoải mái thi triển thân thủ được. Ngoài ra nếu chúng ta đều đang ở bên ngoài thì hoàng đế hoàn toàn có thể bắt chúng ta làm con tin buộc phó lão cùng hắn quyết đấu. Còn hiện tại, hoàng đế cũng không thể đến chỗ FBI cướp người được. Vậy tại sao không cho phó lão và Giê-xu cũng vào đây? Lâm Hoán Khê hỏi. Nếu bọn họ cùng vào thì lấy ai đi níu chân hoàng đế đây? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Kẻ hoàng đế muốn giết là anh, đối với lão phó hắn có thể cảm thấy hứng thú nên chỉ cần phó lão vẫn còn ở bên ngoài thì hắn cũng không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Nếu như anh đoán đúng thì hắn vẫn chờ mong trận quyết đấu tuần sau. Phó lão sẽ quyết đấu cùng hắn sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Bọn họ không lo lắng việc hoàng đế chủ động đánh lén mà chỉ sợ phó Phong Tuyết lại có tâm tự quyết chiến sinh tử cùng hoàng đế. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tần Lạc mới thở dài nói. Lão phó, loại người có thân phận như lão thì sao có thể nói không giữ lời được chứ? Vách tường trắng toát, cái bàn trắng toát, phía trên mặt bàn là một cái chậu hoa nhỏ đang tản mát ra hương hoa thơm ngát. Bên cạnh đó là một đôi tay trắng nõn. Đôi tay kia nhìn rất đẹp, thon mà dài. Trắng mà khỏe mạnh, nhìn kỹ cũng không thấy điểm khiếm khuyết nhỏ nhặt nào, giống như là đôi tay nữ nhân được chăm sóc tỉ mỉ vậy thế nhưng mà, chủ nhân đôi tay này lại là một nam nhân. Lúc này hắn đang cầm một cái kéo, vẻ mặt chăm chú tỉa tót cành lá của chậu hoa này. Động tác của hắn cực kỳ ôn nhu,
tựa hồ như không cho phép xuất hiện bất kỳ nhát kéo sai lầm nào dù là nhỏ nhặt nhất. Chợt có tiếng bước chân truyền đến khiến cho hắn khẽ nhíu mày nói. Coi chừng không dẫm bẩn thảm của tao. Một người đàn ông mặc trang phục mục sư đang đi tới, nghe nam nhân kia nói xong thì lập tức bước chậm lại, tuy nhiên hắn vẫn cho rằng mình đã đủ cẩn thận rồi, chẳng qua là lỗ tai hoàng đế quá linh mẫn mà thôi. Điện hạ, nam nhân khom mình hành lễ chào. Nói đi, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tần Lạc và đồng bạn của hắn đã bí mật về nước rồi. Mục sư nhỏ giọng báo cáo nói. Nghe nói là cả đám đi chuyên cơ của Hoa Hạ. Đối với sống chết của bọn họ tao không có hứng thú. Nam nhân kia nói. Bọn mày chỉ cần nhìn chằm chằm vào Phó Phong Tuyết kia là được rồi. Người tao muốn chính là hắn. Rõ rồi à? Mục sư nói. Thế nhưng mà, nếu Phó Phong Tuyết thừa cơ chạy đi thì chúng ta có nên sớm động thủ hay không? Nam nhân nọ dừng kéo, cuối cùng hắn cũng rời ánh mắt khỏi bồn hoa kia. Hắn nhìn gã mục sư nói. Ta cho bốn người bọn mày theo dõi hắn, hắn làm sao có thể bỏ đi được? Sau khi dừng một chút, nam nhân nói thêm. Là một cao thủ, chẳng lẽ hắn không khát vọng một trận chiến đỉnh cao? Mày không cảm thấy, đây là cảm giác thuộc về số mệnh, 10 năm mài kiếm chỉ vì muốn rửa sạch sự sỉ nhục. Tao chờ mong như thế, hắn sao có thể không động tâm chút nào? Chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ tao hiện tại đã tiến triển tới trình độ nào? Chẳng lẽ hắn không muốn lần nữa ngăn thế tiến công của ta lại? Đứng vậy, gã mục sư gật đầu nói. Đây chính là vinh dự của một võ giả. Hắn không trốn đâu, bởi vì hắn là Phương Đông chiến thần Phó Phong Tuyết. Nam nhân nói. Vinh dự còn quý hơn tính mạng. Là tôi quá lo lắng rồi. Gã mục sư nghe hoàng đế nói thì cảm thấy rất hổ thẹn. Cấp độ của mình vẫn là quá thấp nên không có biện pháp nhận thức được tâm tư của hoàng đế và Phó Phong Tuyết. Bọn họ đều là nhân vật vì danh dự mà có thể vứt bỏ tính mạng, cái bọn họ khát vọng chính là một trận chiến thống khoái, bọn họ muốn chiến thắng đối thủ cho dù có phải bỏ mạng. Chết có là gì? Cái họ muốn chính là tinh thần vĩnh sinh. Nhìn xem chính mình đang nghĩ cái gì vậy? Hoài nghi Phó Phong Tuyết sẽ chạy trốn sao? Thực là quá mất mặt đi. Đi đi. Nam nhân lại nói. Theo dõi bọn hắn. Rõ rồi à. Gã mục sư đáp lời rồi quay người đi ra ngoài còn nam nhân kia lại cúi đầu xuống, một lần nữa chăm chú chăm sóc cái bồn hoa không có gì quý báu này. Đông đông đông. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lần này thanh âm còn to hơn lần trước. Hơn nữa từ tiếng bước chân thì có thể nghe ra lần này có bốn người cùng tới. Nghe thấy vậy bộ tóc đỏ của nam nhân này chuẩn bị dựng đứng lên, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào bốn người đang đi tới. Gã mục sư đang đi đầu nhìn thấy vẻ mặt hoàng đế thì sợ tới mức cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Quỷ ảnh cụt một tay và ngọc nữ cùng với hỏa thần tóc đỏ đi theo sát phía sau, bọn hắn đều cúi gầm đầu không dám thở mạnh. Cho ta một cái lý do. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Lý do không giết bọn mày. Phó Phong Tuyết đã biến mất. Ngọc nữ lấy hết dũng khí nói. Trong sự việc kiểu này thì nữ nhân có ưu thế. Hắn đã thoát khỏi sự giám sát của chúng tôi. Bọn mày không đi tìm đi, về đây làm cái gì? Hoàng đế cười tủm tỉm hỏi, khuôn mặt tuấn mỹ tản ra vẻ tà mị. Thấy loại khuôn mặt tươi cười này bốn người lại càng khẩn trương hơn, ngay cả ngọc nữ cũng không dám lên tiếng. Không tìm được. Quỷ ảnh nói. Chúng tôi đã tìm các nơi đáng khả nghi rồi nhưng không phát hiện ra tông tích của bọn hắn. Vẻ tươi cười của hoàng đế càng ngày càng rạng rỡ hơn, mái tóc cũng run rẩy, đây là điểm báo hắn muốn giết người. Hỏa thần nóng nảy tranh thủ thời gian lên tiếng. Nhưng hắn để lại một tờ giấy cho ngài. Nói xong hắn vươn bàn tay đầy mồ hôi ra đưa tờ giấy tới. Tuy nhiên hoàng đế lại không cầm lấy vì hắn sợ bẩn. Đọc đi. Hắn nói. Bởi vì thân thể không khỏe phải về nước trị liệu. Hẹn ngày 15 tháng này tại đỉnh núi Thái Sơn, Hoa Hạ, xin chờ đại giá. Phó Phong Tuyết. Hắn chạy thoát rồi. Hoàng đế quả thật không thể tin vào sự thật trước mắt. Mà vẫn còn nói là muốn tái chiến. Chương 1302, hai sát thủ không quá lạnh lẽo. Vẻ cười trên mặt hoàng đế càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng hắn nhịn không được mà bật cười như điên, cái này lại khiến cho tứ đại chiến tướng đứng ở bên cạnh hắn càng khẩn trương hơn, thở mạnh cũng không dám. Hắn cười càng vui vẻ thì chứng tỏ trong lòng của hắn sự tức giận càng lớn. Hắn càng cười to, chứng tỏ chính hắn cũng không còn biện pháp tự áp chế sát khí trong lòng. Trước kia, cách duy nhất giải quyết vấn đề này là giết người. Giết người khác mà ngẫu nhiên đôi khi giết cả một nhà.
hắn bỏ chạy thoát rồi. Hoàng đế cười to. Phương Đông chiến thần, hắn vậy mà bỏ chạy. Mọi người cũng không biết trong lòng hoàng đế nghĩ gì cho nên cũng không ai dám tiếp lời. Ha, phải nói là chọn địa điểm tái chiến, hắn hẹn tao 15 tháng này quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn, thật đúng là chiêu thức thông minh. Hoàng đế với vẻ mặt xem thường cười nói. Thoát được nhất thời chứ sao có thể thoát được cả đời. Cái gì vương giả khí khái, võ giả tôn nghiêm chẳng lẽ hắn đều vứt bỏ không cần để ý sao? Vẫn không có ai tiếp lời. Không người nào dám tiếp lời. Bọn họ biết rõ hoàng đế hiện tại đang rất tức giận, phi thường tức giận. Nếu như đi tiếp lời mà nói đúng thì còn tốt, nói sai thì lập tức thành công cụ cho hắn phát tiết cho nên lúc này chỉ có một mình hoàng đế lẩm bẩm lầu bầu. Đây là việc rất thất lễ thế nhưng mà tóm lại mất mặt so với nói sai thì vẫn tốt hơn một chút. Bọn mày nói xem, tao có nên tới đó hay không? Hoàng đế hỏi. Mục sư ngẩng đầu nhìn hoàng đế, hắn ngập ngừng một lúc cuối cùng lại cúi gằm đầu xuống. Quỷ ảnh và ngọc nữ lại càng thông minh hơn, dứt khoát cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Chỉ có mỗi hỏa thần tuổi trẻ khí thịnh, cũng không có trải qua phong ba cho nên so với những người khác hắn vẫn mạnh dạn hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng đế lớn tiếng nói. Điện hạ, đương nhiên là nên đi rồi. Ngài là hoàng đế, thiên hạ vô song hoàng đế. Không ai có thể ngăn cản được điện hạ, cũng không ai có thể lưu điện hạ lại được. Hắn muốn ta đi thì ta liền đi đấy. Ta là thế giới chi vương. Đi quyết chiến cùng hắn trên đỉnh núi Thái Sơn. Không. Hỏa thần nói, hắn tuy có một chút bốc đồng nhưng cũng không phải ngốc. Bọn hắn ước hẹn địa điểm tại đỉnh núi Thái Sơn thì chứng tỏ bọn hắn nhất định sẽ sắp đặt mai phục tại Thái Sơn. Anh hùng nan địch nhiều đạo trích, chúng ta có thể sẽ có chịu thiệt. Chúng ta đi Hoa Hạ là chúng ta đi giết người. Không tệ. Hoàng đế vừa cười vừa nói. Qua chuyện này cho thấy một chuyện, Phó Phong Tuyết đã không xứng làm đối thủ của tao nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩ muốn giết chết hắn của tao. Điện hạ, chúng ta phải đi Hoa Hạ sao? Quỷ ảnh ngẩng đầu lên hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hoàng đế không nên mạo hiểm đi đến đó. Dù sao, bên kia là chiến trường của người khác thế nhưng hắn biết rõ hoàng đế tâm cao khí ngạo, không có chuyện gì là hắn không dám làm. Hắn không dám khích lệ cũng không dám lên tiếng khuyên ngăn vì chẳng khác gì khiến hoàng đế càng quyết tâm đi Hoa Hạ hơn. Đúng vậy. Hoàng đế gật đầu nói. Bọn mày đi theo tao làm pháo hôi. Dạ điện hạ. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Quán ba Hunter là một quán ba nhỏ không nổi tiếng. Bên trong có một đôi nam nữ đang ngồi. Nữ tóc vàng mắt xanh, bộ dáng xinh đẹp gợi cảm. Nam thì dáng vẻ chất phát, một cánh tay bị đứt, tay áo trống rỗng. Bọn họ không nói lời nào mà chỉ im lặng uống rượu. Nam nhân một ly rồi nữ nhân một ly. Nữ nhân một ly, rồi na nầm nhân cũng uống theo một chén. Tốc độ uống rượu của bọn họ rất nhanh, thậm chí là tựa như đều không dừng lại. Sau khi làm hơn 10 chén vào bụng, vẻ mặt nữ nhân không khỏi hồng lên. Quỷ ảnh. Nữ nhân buông ly rồi gọi tên nam nhân. Tuy nhiên nam nhân kia không nói gì mà chỉ quay đầu nhìn nữ nhân gần trong gang tấc trước mặt. Tôi muốn nhìn mặt anh một chút. Ngọc nữ nói. Nghe vậy quỷ ảnh sững sờ. Ngọc nữ cười nói. Trước kia tôi cùng Kim Đồng cũng rất tốt, cả hai nói nhất định phải tìm cơ hội nhìn xem chân diện mục của anh. Kim Đồng mất quá đột ngột cho nên hắn không có cơ hội thấy được, còn tôi hiện tại vẫn còn có cơ hội. Vì sao cô lại muốn xem? Quỷ ảnh hỏi. Bởi vì tôi sợ chuyến đi Hoa Hạ này không trở về được nữa. Ngọc nữ nói. Anh có tin tưởng giác quan thứ 6 của nữ nhân không? Tôi chỉ tin tưởng cảm giác của tôi. Tôi có dự cảm chuyến đi Hoa Hạ đừng nghĩ tới việc quay về. Ngọc nữ vừa cười vừa nói. Trầm mặc. Quỷ ảnh lần nữa nâng chén rượu. Một ngụm uống cạn nhưng lần này miệng hắn đắng chát. Anh không đồng ý sao? Ngọc nữ hỏi. Nguyện ý. Quỷ ảnh nói. Vậy vì sao anh không cho tôi xem đi? Gương mặt của tôi hiện giờ chính là mặt thật. Quỷ ảnh nói. Ngọc nữ kinh ngạc hé miệng nói. Tôi nghe người ta nói anh có mấy tấm mặt nạ nên cũng không ai biết khuôn mặt thật của anh như thế nào nữa. Là ta cố tình nói vậy. Quỷ ảnh nói. Vì sao vậy? Bởi vì mang mặt nạ rất mệt. Người mệt mỏi, tâm sẽ mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, thân thể sẽ mệt mỏi. Đã có mặt nạ thì có trói buộc. Như vậy thì không có biện pháp để tốc độ nhanh như gió được. Quỷ ảnh hé miệng nhỏ uống rượu ôn nhu nói chuyện. Là tôi nói cho người khác biết trên mặt tôi có vài tấm mặt nạ. Nói như vậy,
bọn họ sẽ cho rằng khuôn mặt chân thật nhất này của tôi là giả dối. Tôi có thể tùy thời dùng diện mục thật của mình đi gặp người khác, cái khuôn mặt này bình thường nhưng cuối cùng nó thuộc về chính mình. Vì cái gì vậy? Ngọc Nữ hỏi. Tại sao anh phải nói dối? Tại sao phải nói cho người khác biết anh đang đeo mặt nạ? Bởi vì tôi sợ chết. Ngọc Nữ cười không ra tiếng, còn Quỷ Ảnh lại lần nữa trầm mặc bưng chén rượu lên. Ngọc Nữ cũng nâng ly chạm một cái rồi nói. Vì sợ chết cùng cạn ly. Đinh, hai chén rượu chạm vào nhau phát ra tiếng vang. Sau khi uống một hơi cạn sạch, Ngọc Nữ rất không để ý đến hình tượng, lấy tay áo quẹt khóe miệng nói. Tôi cũng sợ chết, trước kia tôi không sợ bởi vì tôi muốn được chết. Gia tộc như vậy, áo cơm không lo, tôi chỉ chờ đợi vận mệnh của mình là lập gia đình rồi sinh một đống hài tử. Sau đó là chờ làm bà, nhưng tôi không muốn, tôi tình nguyện có chết cũng không muốn tiếp nhận vận mệnh như vậy. Vì vậy, lúc đó tôi đem ý nghĩ của mình nói với Kim Đồng. Chúng ta khống hổ là song bào thai huynh muội, tôi nghĩ gì thì hắn nghĩ cái đấy. Hắn nói với tôi, chúng ta có thể đi khiêu chiến hoàng đế. Nếu như thành công, chúng ta sẽ trở thành truyền kỳ trên thế giới này, còn nếu như thất bại thì chết cũng oanh oanh liệt liệt. Tôi rất hưng phấn đáp ứng rồi sau đó chúng tôi rời khỏi gia tộc. Cuộc sống như vậy xác thực là rất phong phú. Vô luận là giết người hay là bị người giết, tóm lại là đều có thể tìm được cảm giác làm cho người ta kích động cùng huyết mạch phun trào, lúc này mới có thể cho tôi cảm giác là mình đang sống. Ngọc Nữ nói. Thế nhưng mà Kim Đồng chết rồi, mà lại chết rất thảm. Thân thể hắn bị nghiền nát, tôi đã cố gắng muốn đem mảnh vụn thi thể của nó chắp lại, lúc tôi liều mạng làm việc đó thì tôi cũng suy nghĩ, liệu có lúc nào đó tôi cũng sẽ có kết cục giống hắn. Tôi liệu có phải cũng chết như vậy không? Dù sao, song bào thai tâm hữu linh tê, vận mệnh của bọn họ phần lớn cũng giống nhau, cuộc đời đang đẹp như vậy sao lại có thể cứ như vậy mà chết đi được? Hơn nữa, lúc đó tôi cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Nếu có một người đàn ông mỗi ngày thủ thỉ bên tai của mình nói lời tâm tình, nói cho mình biết em là cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này. Mỗi ngày mình được gối lên cánh tay của người đó mà chìm vào giấc ngủ, mỗi ngày lại từ trong ngực người đó tỉnh lại. Cuộc sống như vậy cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Sống so với chết, tóm lại sống vẫn hay hơn một chút. Một cô nương tâm cao khí ngạo như Ngọc Nữ lại ngồi kề bên hắn thủ thỉ dốc bầu tâm sự của mình cũng khiến cho tâm tình Quỷ Ảnh xúc động. Hắn ưa thích cảm giác như vậy và trước kia chưa từng bao giờ được hưởng qua cảm giác này. Rốt cuộc hắn nở nụ cười. Tuy vẻ tươi cười không được coi là ôn hòa yêu nhã nhưng ít nhất thoạt nhìn cũng rất tự nhiên. Anh cười rồi. Ngọc Nữ vươn một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang cười của Quỷ Ảnh. Thân thể Quỷ Ảnh chợt khựng lại căng cứng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cảm giác này thật sự rất kỳ quái, tựa như lúc trước hắn khiêu chiến hoàng đế vậy. Tựa như cảm giác lúc hắn bị chiến thần Phương Đông kia cầm kiếm từ sau lưng đâm tới vậy. Anh rất khẩn trương sao? Ngọc Nữ hỏi. Không có. Quỷ Ảnh cứng ngắt nói. Anh có nguyện ý làm người đàn ông kia không? Ngọc Nữ hỏi. Cái gì? Để cho em mỗi ngày gối đầu lên cánh tay anh chìm vào giấc ngủ, sáng sớm mỗi ngày lại từ trong lòng của anh tỉnh lại và anh nói cho em biết em là nữ nhân đẹp nhất trên thế gian này. Ngọc Nữ cười hỏi. Anh có nguyện ý làm một người đàn ông như vậy không? Tôi. Cổ họng Quỷ Ảnh khô khan, hắn gian nan nuốt ực một ngụm nước miếng mà lại không biết nên trả lời thế nào. Vấn đề này, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới mà cũng chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Sát thủ làm sao xứng đáng nói tới tình yêu? Vậy để cho em yêu thích anh được không nào? Ngọc Nữ dương đôi mắt xanh thẳm, không náy mắt nhìn chằm vào Quỷ Ảnh nói. Anh cũng thử yêu thích em, chúng ta thử xem tư vị tình yêu như thế nào đi. Thế nhưng mà, anh muốn hỏi em xem trước kia có phải em ưa thích hoàng đế đúng không? Ngọc Nữ thoáng cái đã xem thấu sự đố kỵ của Quỷ Ảnh, cô nói. Hắn quả thật là làm cho người ta ưa thích. Bộ dáng anh tuấn bất phàm, thân thủ tuyệt thế, ưa thích sạch sẽ. Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, nếu như muốn tìm một nam nhân ưa thích thì hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy tại sao cô? Tại sao lựa chọn anh hả? Ngọc Nữ cười nói. Anh còn nhớ đêm hôm đó không? Khi một kiếm kia của Phó Phong Tuyết chém tới, anh đã không chút do dự đứng chắn trước mặt em. Một nam nhân vì mình mà nguyện ý lấy thân đỡ kiếm thì cũng đáng giá cho người ta ưa thích chứ. Mau đáp ứng đi. Tại cửa ra vào chợt có tiếng người vọng vào nói. Dù sao bọn mày cũng phải chết mà. Chương 1303, ta là quân nhân. Dù sao bọn mày cũng phải chết.
Người có thể nói ra những lời này nhất định không phải là bằng hữu của bọn hắn. Ai? Ngọc nữ cùng quỷ ảnh cùng nhảy dựng lên. Loảng xoảng. Cửa gian phòng bị người ta đẩy ra, chỉ thấy Giê-xu thân hình cao lớn, đầu đầy tóc vàng bước vào, đi theo phía sau hắn chính là một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, hai tay chắp sau lưng. Chính là Phương Đông chiến thần Phó Phong Tuyết. Ông chưa có bỏ chạy ư? Quỷ ảnh cùng ngọc nữ nhìn thấy thì đồng thời trừng mắt to hỏi. Hắn gửi thư cho hoàng đế nói cái gì thân thể không khỏe về nước trị liệu nhưng căn bản không có rời Mỹ mà tiềm phục ở đây, giống như một con độc xà thu mình lại mà tùy thời cắn bọn hắn một nhát. Phó Phong Tuyết không nói gì mà trực tiếp đi đến ngồi trên cái ghế sofa bên cạnh. Hắn nhìn trên mặt bàn có bia bèn tự rót cho mình một cốc rồi một hơi uống hết. Hắn thích uống trà, không thích uống rượu nhưng trước khi giết người uống chén rượu có vẻ như được trợ hứng. Ngược lại Giê-xu lại nghênh ngang đi đến trước mặt bọn họ, vừa cười vừa nói. Chưa có chạy đi, bọn mày nhất định rất là bất ngờ phải không? Xác thực là rất bất ngờ nhưng quỷ ảnh và ngọc nữ sẽ không nói ra. Tao cũng thật bất ngờ. Giê-xu cười ha hả nói. Tần Lạc lập kế tự đưa mình vào FBI rồi lại thông qua lực lượng bí mật của mình để về nước. Phó Phong Tuyết lại đưa thư cho hoàng đế hẹn 15 tháng này quyết chiến trên đỉnh Thái Sơn, gã Giê-xu kia rất vui vẻ và hưng phấn, lại một lần nữa hữu kinh vô hiểm thoát khỏi miệng hổ. Bọn hắn tùy tiện chạy tới một thành phố khác rồi từ đó thoát đi nên không ai tìm ra được bọn hắn. Thậm chí, hắn còn tìm tới tình nhân cũ của mình để chuẩn bị sẵn sàng phương tiện giao thông thế nhưng khi hắn đem kế hoạch chạy trốn của mình nói cho Phó Phong Tuyết thì lão đầu tử này lại cự tuyệt. Phải nắm lấy cơ hội, tranh thủ cơ hội thắng lợi lớn nhất. Đây là nguyên si câu nói của Phó Phong Tuyết lúc đó. Tuy nhiên Giê-xu lại không hiểu vì vậy Phó Phong Tuyết lại phải mất công giải thích cho hắn một phen. Dưới loại tình huống này, hoàng đế nhất định cho rằng bọn họ đã chạy thoát nên cũng buông lỏng sự cảnh giác và đề phòng. Nếu như bọn họ xuất kỳ bất ý xuất hiện chém chết mấy tên chiến tướng khác của hắn thì như vậy hắn chẳng phải đã trở thành một viên tướng không quân sao. Sau khi nghe xong, Giê-xu cảm thấy rất có đạo lý nên liền đáp ứng nhưng sau khi đáp ứng xong hắn lại hối hận. Vạn nhất mà hoàng đế không có buông lỏng sự cảnh giác đối với bọn hắn thì làm sao bây giờ? Sao không đem cái gã ngu xuẩn đó lừa gạt tới Hoa Hạ rồi quay vào đánh chết hắn, đây mới là vương đạo. Tại sao phải dấn thân vào chốn hiểm nguy này? Giê-xu rất hàm xúc nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng Phó Phong Tuyết lại không nói gì nhưng không nói chuyện có nghĩa là không đồng ý. Giê-xu rất rõ ràng điểm này vì vậy bọn hắn thông qua nhân tuyến đã tìm được cơ hội quỷ ảnh và ngọc nữ đi ra ngoài một mình, hơn nữa lại còn xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngọc nữ nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết rồi quay lại cười nói với quỷ ảnh. Nguyên lại giác quan thứ 6 của nữ nhân cũng không ổn lắm. Em vốn cho rằng chúng ta không thể từ Hoa Hạ trở về nhưng hóa ra là chúng ta căn bản cũng không có cơ hội đi Hoa Hạ nữa. Quỷ ảnh tiến tới phía trước một bước. Đem ngọc nữ ngăn cản ở phía sau đồng thời ngón trỏ nhẹ nhàng đảo một vòng. Đây là ngụ ý thừa cơ chạy trốn, ngọc nữ xem là hiểu nhưng cô nói. Em không chạy đấy, đã chạy không được thì hai chúng ta dứt khoát chết chung với nhau đi. Quỷ ảnh phẫn nộ trừng mắt nhìn cô một cái, trách sao cô lại đem ý nghĩa của thủ thế này nói ra. Cô nói như vậy khiến cho Giê-xu và Phó Phong Tuyết nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào. Khi đó việc hắn muốn liều mạng tranh thủ cơ hội cho cô thoát thân đã thất bại. Thật sự là cảm động. Giê-xu nói. Thấy vậy tôi thật sự không muốn hạ thủ nữa. Mày tốt nhất là không nên lãng phí thời gian. Quỷ ảnh nói. Hoàng đế rất nhanh sẽ tới đây. Trong một căn phòng nhỏ như thế này, mày cảm thấy có thể chạy trốn được sao? Giê-xu cười nói. Hai chiêu là đủ rồi. Quỷ ảnh trầm mặc, nếu ở bên ngoài thì bọn hắn còn có thể cậy vào tốc độ để quần nhau một phen còn trong căn phòng nhỏ thế này tốc độ là không có khả năng triển khai. Hơn nữa hắn đã mất một cánh tay, thực lực đại giảm, còn ngọc nữ, cho dù có 10 ngọc nữ ở chỗ này cũng không đủ cho Phó Phong Tuyết giết. Hắn đã được chứng kiến cảnh lão nhân này ra tay, tuyệt đối là thủ đoạn lôi đình, một kích tất sát. Lúc này đây, thật sự là tuyệt lộ của bọn hắn. Bọn mày có thể không phải chết. Đột nhiên Phó Phong Tuyết nói. Lời này có ý tứ gì? Ngọc nữ nhìn Phó Phong Tuyết hỏi. Trước kia, kẻ cô thống hận nhất chính là Phó Phong Tuyết mà kẻ cô sợ nhất cũng là Phó Phong Tuyết. Hận chính vì hắn đã giết Kim Đồng, vì song bào thai ca ca của cô. Sợ chính vì thực lực của ông ta quá mạnh mẽ, căn bản là không có khả năng đả bại hắn. Hiện tại khi cô đã đem sinh tử để qua một bên thì lại có thể thản nhiên đối diện với hắn mà thôi. Kết quả xấu nhất là chết,
Tệ hơn thì đơn giản bị chết khó coi hơn một ít mà thôi. Còn có thể đến mức nào nữa? Chết với chết khó coi hơn một ít, đâu có khác nhau bao nhiêu đâu. Bọn mày phải phân rõ giới tuyến với hoàng đế, khi đó tao có thể tha cho. Phó Phong Tuyết nói, đây còn không phải là chết sao? Quỷ ảnh nói, cùng hoàng đế phân rõ giới tuyến thì hoàng đế sẽ không tự tay bóp chết bọn hắn sao? Hoàng đế là kẻ kiêu ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác phản bội như thế? Phó Phong Tuyết chỉ ngọc nữ đổi giọng nói. Cậu không lo lắng cho cô gái này sao? Quỷ ảnh trầm mặc còn Giê-xu thì trợn mắt há hốc mồm. Lão nhân này đổi tính rồi hả? Vậy mà bắt đầu đi làm mai cho người khác bất quá nghĩ đến việc ngọc nữ và quỷ ảnh thoát ly khỏi sự khống chế của hoàng đế, đem đến cho bát đại chiến tướng của hoàng đế một sự đả kích thì hắn cũng phi thường chờ mong lựa chọn của hai người này. Không thể không thừa nhận lão nhân này làm việc đều âm hiểm và tàn nhẫn hơn hắn nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là giết chết bọn họ mà không nghĩ tới việc lợi dụng bọn hắn. Không tệ. Giê-xu nói tiếp. Tôi vốn thực sự muốn giết hai người, nếu tại cửa ra vào không nghe được lời của hai người thì hiện tại lúc này hai người đã là người chết rồi. Nếu như hắn và Phó Phong Tuyết xông tới hạ sát thủ thì quỷ ảnh và ngọc nữ xác thực đã chết rồi. Bọn họ tuy có thể trì hoãn được một thời gian ngắn nhưng đối mặt với cao thủ cùng cấp với hoàng đế là Phó Phong Tuyết thì căn bản là không có cơ hội phản kháng. Hai người coi như đã chết lần thứ nhất rồi. Hai người xác định muốn vì một kẻ không chút liên quan chết lần nữa sao? Hai người xác định muốn vứt bỏ lẫn nhau, buông tha cơ hội trải nghiệm tình yêu sao? Giê-xu dùng thân phận người từng trải bắt đầu đầu độc nói. Tôi cũng giống hai người, cũng đã từng là sát thủ nhưng từ khi gặp được nữ nhân kia tôi liền quyết định rời khỏi cái nghề này, cái nghề mà ngàn vạn người ghê tởm vũ nhục. Chỉ cần thượng đế nhân từ thương ta, nàng yêu ta vậy là đủ rồi. Quỷ ảnh nhìn ngọc nữ mà ngọc nữ nhìn quỷ ảnh, hai người do dự nhưng Phó Phong Tuyết và Giê-xu thì đã biết đáp án. Do dự đại biểu cho việc bọn họ đã động tâm rồi. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Phó Phong Tuyết đứng lên nói. Phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Tôi có một điều kiện. Ngọc nữ nói. Điều kiện gì? Giê-xu hỏi. Ngọc nữ nắm cánh tay còn lại duy nhất của quỷ ảnh nói. Chúng ta muốn đi theo ông đi Hoa Hạ. Trên bong du thuyền, Phó Phong Tuyết và Giê-xu đang ngồi phơi nắng. Ánh mặt trời rực rỡ, gió biển mặn nồng và còn có mặt biển xanh mênh mông kia thật sự làm cho lòng người trở nên phóng khoáng. Càng làm cho người ta sảng khoái chính là trên con thuyền còn có một số thiếu nữ mặc bikini đang tươi cười chơi trò chơi huyên náo. Bắp đùi thon dài đùa sóng lớn nhộn nhạo làm cho người ta phảng phất như đang ở nơi tiên cảnh, hay nếu là thần tiên thì cũng nên thường xuyên mặc bikini mà thôi. Chiếc du thuyền này là của tình nhân cũ của Giê-xu, cô muốn đem một nhóm mỹ nữ đến Singapore viện trợ bên kia kiến thiết tinh thần văn hóa. Giê-xu nhấm nháp ly rượu ngon, bộ dáng rất thảnh thơi nói. Phó lão, đi làm việc với ông rất thống khoái. Phó Phong Tuyết vẫn uống trà ngắm biển không nói một lời nào. Chỉ thấy vạt áo màu xanh của lão bị gió biển thổi lên bay phần phật. Không ít nữ nhân liếc hắn đưa tình nhưng đáng tiếc hắn vẫn như khối gỗ căn bản là không có một tia phản ứng nào. Quỷ ảnh và ngọc nữ cùng chúng ta trở về Hoa Hạ, thanh danh hoàng đế nhất định sẽ đại giảm, thậm chí sẽ trở thành trò cười cho giới hắc đạo, hắn có thể phát điên hay không? Như vậy là tốt nhất. Phó Phong Tuyết nói, chỉ có chính thức chọc giận hoàng đế mới khiến hắn phải đến Hoa Hạ. Chỗ đó sẽ là mồ chôn của hắn. Giê-xu nhìn thoáng qua Phó Phong Tuyết rồi nhỏ giọng nói. Bất quá, chúng ta phòng thủ mà không chiến liệu có phải là có chút mất phong độ thân sĩ hay không? Hoàng đế nhất định sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên truyền ra ngoài mà hại đến danh dự của ông đó. Thân sĩ sao? Phó Phong Tuyết cười lạnh nói. Tôi là quân nhân, mà quân nhân là người có sứ mệnh hoàn thành nhiệm vụ còn những thứ khác đều là phù vân mà thôi. Chương 1304, kiểu gì cũng phải cho ngươi phong quang một trận chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hai má hồng hào, đôi môi nhỏ xinh, lông mi thật dài, bộ dáng ngây thơ tong trắng. Cảm giác mũi gay gay. Trên mặt ướt át, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười, bối bối liền từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy vào trong vòng tay Tần Lạc mừng rỡ kêu lên. Ba, ba đã về rồi. Đúng vậy. Tần Lạc cười nói, rồi ôm chặt cô bé này vào lòng. Tuy bối bối là tiểu biểu muội của mình nhưng ở lâu với cô bé hắn thật sự có cảm giác giọt máu đào hơn ao nước lã. Mỗi lần đi xa đều đặc biệt nhớ cô bé này. Cái này khiến cho Tần Lạc hoài nghi liệu mình có phải là vị phụ thân từ ái hay không.
xem ra cũng phải thương lượng với Lâm Hoán Khê để tạo thêm một đứa nữa thôi. Thật tốt quá. Bối Bối rụi đầu vào ngực Tần Lạc hỏi. Mẹ đã về chưa ạ? Trở về rồi. Tần Lạc nói. Mẹ đang ở đâu ạ? Đang ở trong phòng. Con đi tìm mẹ. Nói xong Bối Bối liền từ trong lòng Tần Lạc nhảy ra, từ trên giường nhảy xuống rồi chân trần chạy đến phòng Lâm Hoán Khê. Mẹ đang ngủ. Tần Lạc ở phía sau hô to nhưng mị lực của Lâm Hoán Khê rất lớn, vừa nghe nói cô trở về Bối Bối liền rất vô tình vứt bỏ mình. Con biết, con sẽ làm mẹ tỉnh dậy đâu. Bối Bối nói, tuy nhiên vô luận là phụ nữ hay bé gái, lời của bọn họ đều không thể tin được. Bối Bối chạy đến phòng liền nhảy lên giường ôm lấy người Lâm Hoán Khê lại còn cười khanh khách khiến cho Lâm Hoán Khê đang ngủ bị đánh thức dậy. Mẹ đã tỉnh à? Bối Bối nói. Ba ba không cho con đến đây tìm mẹ, nói sợ con làm mẹ tỉnh dậy nhưng con đến đây không gọi tên của mẹ, cũng sẽ không nói to thì làm sao có thể khiến mẹ tỉnh dậy. Có đúng hay không? Đúng rồi. Lâm Hoán Khê ôm lấy Bối Bối nói. Mẹ cũng nhớ con. Nói xong lại hôn lên mặt Bối Bối một cái. Bối Bối cười nói. Mẹ có quà gì cho con không? Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nhìn nhau. Bọn họ chuyến này về nước rất vội vàng, từ trụ sở FBI ra sân bay đều bị áp tải, nào có cơ hội để mua quà đâu. Thấy vẻ mặt hai người mặt Bối Bối liền xị ra bất quá nó vẫn nói. Mẹ nhất định là quá bận việc vì thế quên không mua quà cho Bối Bối có đúng không? Đó là mẹ quên. Lâm Hoán Khê áy náy nói. Chủ nhật tuần này mẹ sẽ đưa Bối Bối đến vườn bách thú rồi mua đồ chơi cho Bối Bối có được không? Dạ. Bối Bối cười vui vẻ nói. Liệu có thể đưa cả Gabo đến vườn bách thú hay không ạ? Cũng mua cho nó đồ chơi được không ạ? Lâm Hoán Khê biết Gabo có thân phận đặc thù, không thể tùy tiện xuất hiện nên chỉ có thể nhìn Tần Lạc cầu cứu. Gabo không thích đến vườn bách thú đâu. Tần Lạc nói. Bất quá, Bối Bối có thể chọn một món quà cho nó. Ân. Bối Bối gật đầu nói. Gabo chỉ thích mèo thôi, nó không thích sư tử. Con yêu mèo, yêu thích chuột và còn yêu thích sư tử và lão hổ. Tần Lạc gỡ Bối Bối từ trong vòng tay Lâm Hoán Khê ra nói. Mẹ đang mệt, để mẹ nghỉ ngơi thêm một chút đi. Hảo. Bối Bối ôm lấy cổ Lâm Hoán Khê không buông tay nói. Con muốn ở cùng mẹ. Tần Lạc nghĩ, con bé này nói lời vô nghĩa như vậy làm gì? Có nó ở đây thì người khác làm sao có thể nghỉ ngơi được. Không sao đâu. Lâm Hoán Khê thật sự là rất sủng ái Bối Bối. Cho dù trên đường cô không được nghỉ ngơi đủ nhưng vẫn ôm lấy Bối Bối nói. Em không mệt, để em nói chuyện với con một lát. Tần Lạc gật đầu nói. Vậy được rồi, anh xuống lầu ăn chút gì. Cháu gái cùng cháu rể trở về nên Lâm Thanh Nguyên liền nghỉ ở nhà không đi làm. Thấy Tần Lạc đi xuống, ông ta bỏ tờ báo ra cười hỏi. Nghỉ ngơi đủ chưa? Sao không ngủ thêm chút nữa? Cháu ngủ đủ rồi. Tần Lạc cười nói. Có đói không? Ông bảo chị Lý hâm nóng cơm nhé. Hảo. Tần Lạc gật đầu đáp lại. Lâm Thanh Nguyên phân phó người giúp việc làm cơm cho Tần Lạc rồi ngồi đối diện với Tần Lạc nói. Mỗi một lần cháu đi xa đều khiến mọi người rất lo lắng, cũng may là lần nào cũng đều là hữu kinh vô hiểm. Cháu không biết chứ, cái lần lão phó tổng thống kia tuyên bố cháu trị liệu thất bại. Mặc dù vậy trong nước số người tin tưởng cháu vẫn chiếm đại đa số. Bất quá chuyện này vẫn thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nếu thất bại thì chúng ta liền. Lâm Thanh Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ông ta không có nói ra câu chúng ta liền trở thành tội nhân của Trung Y nhưng ý tứ thì lại thể hiện ra rất rõ ràng. Tần Lạc vỗ vỗ tay ông ta áy náy nói. Ông, cháu xin lỗi đã khiến ông sợ hãi. Bởi vì bên trong chuyện này có rất nhiều thứ rất phức tạp nên cháu không thể kể hết ra nhưng tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của chúng cháu. Cháu biết chuyện này rất mạo hiểm, chỉ cần vô ý là liền tan xương nát thịt nhưng cháu cũng không có biện pháp nào khác. Nhân lúc cháu còn trẻ thì nỗ lực vì Trung Y làm thêm một ít chuyện còn đến lúc già rồi, tinh lực không đủ, cái gì cũng không làm được, khi đó có muốn cũng chịu. Ông hiểu. Lâm Thanh Nguyên nắm chặt tay Tần Lạc nói. Tần Lạc, ông rất kiêu ngạo vì có cháu là người am hiểu Trung Y đồng hành cùng ông, càng thêm vui mừng vì cháu là cháu rể của ông. Trong tương lai vô luận giữa cháu và cháu gái của ông có chuyện gì phát sinh thì ông hy vọng cháu luôn vững vàng. Chớ có trách ông ích kỷ vì ông không muốn làm cho Lâm Hoán Khê khó xử thôi. Cháu rõ rồi. Tần Lạc nói. Không có việc gì đâu ạ. Vậy thì tốt lắm. Lâm Thanh Nguyên vui vẻ yên tâm gật đầu nói.
Tần Lạc muốn nói chuyện với Lâm Thanh Nguyên về chuyện Lâm Tử nhưng lại không biết nên nói từ đâu nữa. Có chuyện gì không? Lâm Thanh Nguyên thấy Tần Lạc ngần ngừ thì lên tiếng hỏi. Hoán Khê đã gặp được mẹ cô ấy. Tần Lạc nói. Thật vậy ư? Lâm Thanh Nguyên kích động hỏi. Lâm Tử đang ở đâu? Quá tốt, mẹ con nó nhận nhau rồi sao? Tại sao lại không cùng nhau trở về? Trở về rồi. Tần Lạc lúc nói câu này thì lòng như đao cắt. Trở về rồi sao lại không đến nhà? Nó đang ở đâu? Ông đi gặp một chút. Vô luận như thế nào thì đều do Lâm gia chúng ta sai, ta phải đi xin lỗi nói. Lâm Thanh Nguyên cho rằng Lâm Tử không về nhà là do đã ly hôn với Lâm Hách Huy nên chuẩn bị đích thân tới thăm bà. Bác ấy chết rồi. Tần Lạc tâm tình nặng nề nói. Nói ra thực tế chuyện này là phi thường tàn nhẫn, đối với bản thân mình tàn nhẫn và cũng là tàn hẫn đối với lão gia tử ngồi đối diện suốt đời làm việc thiện này nhưng chuyện này lại không thể giao cho Lâm Hoán Khê nói được. Hắn không đành lòng khiến nàng thêm một lần nữa phải quá thương tâm. Bác ấy vì cứu Hoán Khê mà bị sát hại. Tần Lạc nói, tiếp theo, hắn liền đem mọi chuyện có liên quan đến cái chết của Lâm Tử kể lại. Đương nhiên, một số chi tiết bí mật thì cũng không nói ra. Lâm Thanh Nguyên lão lệ tung hoành nén giọng khóc nói. Hoán Khê, đứa nhỏ mệnh sao khổ vậy? Mất mẹ từ nhỏ, cha thì không có nhân tính. Nay thật vất vả tìm được mẹ, còn chưa kịp nhẫn nhau thì phải chia lìa. Sự đả kích này thật lớn. Tần Lạc rút khăn tay đưa cho Lâm Thanh Nguyên nói. Lúc ở Mỹ, cháu đã khuyên nhủ cô ấy. Sau khi khóc lóc vài ngày thì hiện nay tâm tình cũng đã tốt hơn nhiều. Ông cũng không cần quá thương tâm, tránh cho cô ấy lại thêm đau khổ. Ông cũng nói chuyện thêm với cô ấy một chút. Chuyến này trở về đem thao cả xương cốt của bác gái, chuẩn bị an táng ở Yến Kinh. Ngày mai cháu sẽ đi tìm một vị trí phong thủy tốt để đưa bác gái nhập thổ vi an. Hảo! Lâm Thanh Nguyên lo Lâm Hoán Khê nghe thấy tiếng mình khóc nên vội lau nước mắt trên mặt nói. Đám người xấu kia đều đã bị báo ứng rồi. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu nói. Đại bộ phận đều đã bị báo ứng. Chỉ còn lại một số sẽ bị báo ứng. Khi hai người nói đến chuyện chôn cất Lâm Tử thì Tần Lạc có điện thoại gọi tới, là số điện thoại của Thái Công Dân. Thái Công Dân đích thân gọi điện thoại đến cho hắn. Thái Bộ trưởng, ngài khỏe không? Tần Lạc tiếp điện thoại rồi cung kính hỏi thăm. Tiểu tử, cậu cũng tính là đã an toàn trở về. Đêm nay tôi có thể yên tâm ngủ một giấc rồi. Thái Công Dân cười nói. Tần Lạc, bây giờ có thời gian hay không? Buổi chiều cháu có thời gian. Tần Lạc nói. Vậy chiều đến Bộ Y tế một chuyến. Tôi có việc quan trọng muốn thương lượng với cậu. Thái Công Dân nói. Thuận tiện hôm đó Bộ Y tế sẽ tổ chức một buổi họp báo. Cậu lập đại công lao như vậy kiểu gì cũng phải cho cậu phong quang một trận chứ. Chương 1305, lại để cho bọn hắn xấu hổ cũng tốt. Đại nạn không chết, tâm tình sung sướng. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê ở nhà ăn cơm trưa, người một nhà vui vẻ hòa thuận, bộ dáng hạnh phúc viên mãn. Lâm Thanh Nguyên sợ Lâm Hoán Khê thương tâm cho nên tuyệt không đề cập tới Lâm Tử, hơn nữa vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, cố tìm một số đề tài nhẹ nhõm thú vị để nói chuyện. Bên cạnh đó có cô bé Bối Bối vui vẻ này lại ở bên cạnh gây rối nên không khí bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Ngay cả Lâm Hoán Khê cũng thỉnh thoảng cười to. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hoán Khê đưa Bối Bối lên lầu ngủ. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều Bối Bối vẫn phải đi học. Trước hết để cho cô bé ngủ một chút, khoảng 2 giờ mới đưa đi học. Nói cách khác là sợ cô bé đến lớp ngủ gật. Bởi vì Giê-xu vẫn chưa về nên Tần Lạc đành gọi đại đầu đến lái xe. Trên đường đến Bộ Y tế, Tần Lạc ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Chuyến đi Mỹ lần này có thể nói là kinh tâm động phách. Tuy trước khi đi bọn hắn đã lập kế hoạch ứng đối tốt rồi nhưng mỗi một bước đi đều rất là hung hiểm, chỉ cần không cẩn thận là thất bại ngay lập tức. Nếu như thất bại mà nói thì Trung Y lần nữa bị hạ thấp mà bọn hắn cũng vùi xương nơi xứ người. Vừa đến Bộ Y tế đã thấy hậu vệ đông chờ sẵn ở cửa ra vào rồi. Thấy xe Tần Lạc đến, hắn chạy ra mở cửa xe. Tần Lạc xuống xe nói. Hậu đại ca, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, anh không cần khách khí như thế. Tần Lạc biết rõ hậu vệ đông nịnh nọt mình nhất định là có ý đồ nhưng bọn hắn là bằng hữu lại để người ta chạy tới mở cửa xe cho mình thì thật đúng là có chút không được thích ứng. Chỉ dựa vào cái này, Tần Lạc đã cảm thấy bản thân mình không thích hợp làm việc trong cơ quan nhà nước. Trong này khuôn sáo quá nhiều, hơi chút không chú ý sẽ rất phiền phức. Các cậu ở nước ngoài quên cả sống chết. Đã làm được nhiều việc phấn chấn như vậy, tôi mở cho cậu cái cửa xe thì có tính là gì?
Hậu vệ Đông cười ha hả nói. Đừng nói đây là lần đầu mà mỗi ngày tôi làm cho cậu cũng được. Cậu bây giờ là anh hùng của hệ thống y tế chúng ta đó. Thái Bộ trưởng đã nói, lần này vô luận như thế nào đều phải ban thưởng cho cậu. Đó là vì nhân dân phục vụ thôi. Tần Lạc khiêm tốn nói đồng thời nghĩ thầm, Thái Bộ trưởng lần trước đã nói đúng là có muốn thưởng cho mình cũng không thể thưởng. Thưởng tiền sao, tiền của mình đã quá nhiều. Thưởng quyền sao, bản thân mình lại không muốn vào thể chế. Vậy thì còn có cái gì có thể xuất ra nữa hay sao? Tuy nhiên tôi là người trong nhà nước, hiện tại lại đang đứng ở văn phòng bộ nên tôi vẫn muốn nói một câu, người khác nói những lời này tôi không tin còn cậu nói thì tôi tin. Hậu vệ Đông nói, những lời này của hắn cũng không phải có ý nịnh nọt Tần Lạc mà hắn thật sự tin tưởng. Từ sau khi tiếp nhận vị trí thư ký cho Thái công dân hắn đã cố ý tìm kiếm hồ sơ về Tần Lạc và phát hiện ra Tần Lạc quả thật là một lòng phát dương trung y. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là hắn không chỉ bằng hành động mà đầu tư rất nhiều tài chính vào trung y. Thí dụ như sau trung y công hội vừa mới được thành lập hắn trước sau đã đầu tư vào mấy tỷ. Tại Hoa Hạ có mấy doanh nghiệp dám đầu tư vào sản xuất trung y với quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên về sau chứng minh ánh mắt của hắn phi thường độc đáo, giá trị của trung y công hội hiện tại được đánh giá đã vượt qua 30 tỷ. Tần Lạc tươi cười hỏi. Thái Bộ trưởng đang ở đâu vậy? Đang ở văn phòng đợi cậu đấy. Ông ấy không nghỉ chưa à? Yến Kinh vào tháng 6 tháng 7 là thời điểm thời tiết đặc biệt oi nóng khó chịu, nếu không nghỉ trưa một chút thì buổi chiều rất mệt. Khổng Tử không phải đã viết giữa trưa mà không ngủ, buổi chiều suy sụp. Chưa gặp cậu thì sao có thể ngủ được? Hậu vệ Đông nói. Trong thời gian các cậu ở Mỹ bộ trưởng thường ngủ không ngon. Buổi tối không ngủ yên, sáng lại tỉnh rất sớm. Lúc tôi đi đón ông còn thường xuyên hai mắt thâm quầng. Bộ trưởng lo lắng cho các cậu. Anh nên khuyên ông ấy chú ý đến thân thể. Tần Lạc nói. Anh biết. Hậu vệ Đông đáp ứng nói. Sau khi gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh trung khí mười phần mời vào. Thấy Tần Lạc đi vào, Thái công dân từ trên ghế salon đứng dậy đi nhanh đến chào đón, như thể bậc trưởng bối thấy con cháu mà mình yêu mến nhất vậy. Ông ta thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói. Hảo tiểu tử, cậu cuối cùng đã trở về rồi. Thấy cậu đứng trước mặt tôi mới thở phào. Cháu đã để cho bộ trưởng lo lắng rồi. Tần Lạc cảm kích nói. Thái công dân kéo tay Tần Lạc ngồi vào ghế salon rồi nói. Uống trà đi, tôi vừa pha, trước kia đều là bọn vệ Đông pha cho tôi uống nhưng bây giờ tôi cũng đang học pha. Tần Lạc ghé mông ngồi vào mép ghế sofa rồi làm bộ sợ hãi nói. Bộ trưởng, ngài làm như vậy thì cháu sao đảm đương được đây? Về sau này sao dám đến tìm ngài nữa? Tiểu tử, cậu, Thái công dân lại vỗ vỗ vai Tần Lạc nói. Một ly trà thì có là gì, cậu lần này vì quốc gia mà lập được bao nhiêu công lao đó. Biết rồi à, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Cháu đã đem từng việc ghi chép trong laptop để tránh quên mất. Tốt, nhớ rõ là tốt rồi. Thái công dân nói. Không chỉ có cậu phải nhớ mà tôi cũng phải gọi người khác tới để nhớ, để cả thế hệ này phải biết rõ cậu đang làm cái gì. Đời sau cũng phải nhớ cậu đã làm được cái gì. Tần Lạc, cậu nói xem muốn tôi thưởng thế nào. Bộ trưởng, lần trước chúng ta đã thảo luận qua vấn đề này rồi. Tần Lạc nói. Đúng vậy. Thái công dân khó xử nói. Tôi rất muốn thưởng cho cậu nhưng mỗi lần đều không biết nên dùng cái gì để thưởng. Bất quá lần này không thưởng không được. Không chỉ có bộ chúng ta muốn thưởng mà ngay cả quốc gia cũng muốn thưởng cho cậu. Mọi người không nên khách khí như vậy chứ. Tần Lạc nhìn Thái công dân nói. Bộ muốn thưởng cho cháu cái gì? Thái công dân nhìn Tần Lạc nói. Ta biết rõ cậu đang toan tính hai chữ danh y. Những thứ khác tôi có thể không cho được cậu bất quá chuyện này thì tôi có thể giúp được một chút. Không phải có người dùng cậu làm nguyên mẫu một bộ phim gọi là Thiếu niên y vương gì đó sao? Đúng vậy. Tần Lạc ngại ngùng nói. Vốn cháu không có ý đấy. Tuổi cháu còn trẻ, làm gì đã được như vậy, bọn họ không nên làm như vậy. Tần Lạc, cậu cũng không cần quá khiêm tốn. Thái công dân nghiêm mặt nói. Cậu biết không, quốc gia chúng ta chính là cần những người điển hình như vậy. Lực lượng của thần tượng là vô cùng lớn đó, cậu vì quốc gia mà làm cái này cũng vì trung y mà làm một chuyện lớn. Hơn nữa, lực ảnh hưởng của cậu càng lớn thì càng dễ thu hút thêm người đầu tư vào nghề này và bảo vệ cái nghề này. Cho dù bọn họ không làm trung y thì tại những lĩnh vực khác giống cậu có thể làm ra nhiều thành tựu phi phàm. Theo cá nhân tôi thì bộ phim này ra rất được đúng thời điểm.
Tôi đã báo cáo tình huống này với Thủ tướng và ngài đã có chỉ thị cho truyền thông các cấp phải tích cực tham dự vào sự kiện này, nhanh chóng kích thích sự quan tâm phấn đấu của các tầng lớp nhân dân. Hơn nữa còn muốn tổ chức cho nhân viên công vụ cả nước quan sát học tập. Nói thật, nếu như truyền thông cả nước đều tham dự lăng xê bộ phim này thì thiếu niên Y Vương không muốn hot cũng khó, nhưng nếu muốn tổ chức cho nhân viên công vụ quan sát học tập thì đây là tạo ra một thị trường khổng lồ cỡ nào a. Thế nhưng Tần Lạc cũng không cảm kích nói. Cảm ơn hảo ý của Thủ tướng và Thái Bộ trưởng. Nếu như truyền thông nguyện ý giúp tuyên truyền mở rộng lời thì cháu rất thích, còn tổ chức cho nhân viên công vụ quan sát học tập thì thôi đi. Cháu nghĩ bọn họ nên tự đến rạp chiếu phim mà xem. Thái công dân cười to nói. Tôi cũng đã nói với Thủ tướng rồi. Tôi biết rõ cậu sẽ tiếp nhận phần thứ nhất và cự tuyệt cái thứ hai. Sinh ra cháu là cha mẹ còn hiểu cháu nhất là Thái Bộ trưởng. Tần Lạc hơi vuốt đuôi nịnh bợ nói. Ha ha. Tiểu tử cậu thật giàu hoạt, ngay cả đám người Mỹ kia cũng đều bị cậu lừa gạt rồi. Thái công dân một chút cũng không để ý đến việc Tần Lạc ngẫu nhiên miệng lưỡi trơn tru nói. Bất quá, tôi sẽ tổ chức cho hệ thống nhân viên Bộ Y tế đi xem bộ phim này. Đây cũng không phải vì cậu đâu, Tần Lạc, cậu cũng biết hệ thống y tế hiện tại có rất nhiều tệ nạn, tôi muốn cho bọn họ xem một bác sĩ chính thức thế nào là vì nhân dân phục vụ. Dạ được. Tần Lạc gật đầu. Cháu làm nhiều chuyện như vậy mà không được đồng nào, bọn họ kiếm tiền trên lưng nhân dân, cứ để bọn họ xấu hổ chút cũng tốt. Cậu cũng độc miệng thật. Thái công dân dùng ngón tay chỉ Tần Lạc cười nói. Hắn quay người nhìn hậu vệ Đông đang dọn bàn làm việc của hắn nói. Vệ Đông, tôi không còn việc gì nữa, cậu đi ra đi. Vâng. Hậu vệ Đông biết rõ lãnh đạo cùng với Tần Lạc có chuyện trọng yếu cần thương lượng nên lập tức biết điều lui ra ngoài. Đợi đến lúc hậu vệ Đông đóng cửa ra ngoài, Thái công dân nhìn Tần Lạc nói. Cậu cảm thấy có nên tiết lộ đoạn video kia ra ngoài hay không? Chương 1306, tách ra để thế nhân xấu hổ mỉm cười.